Chư giới tận thế online chương 1618. Không có linh hồn, Sơn Hải Tê Hà ngẩn ra, bỗng nhiên, họ nghe thấy trên tường thành truyền đến một quân lệnh to rõ, lệnh tập hợp, toàn bộ sĩ quan và binh sĩ đều phải lập tức ngừng nghỉ ngơi, chuẩn bị tập hợp nhận lệnh. Cố Thanh Sơn và Sơn Hải Tê Hà bị thân phận quân nhân giới hạn, phải theo quân lệnh tới đây tập hợp, căn bản không cách nào thoát đi. Một khi vi phạm quy tắc sẽ bị coi là làm ra việc không phù hợp với thân phận, trực tiếp bị ném vào tận thế. Một tên lính liên lạc vội vã chạy tới, truyền lại mệnh lệnh cho các sĩ quan dọc đường. Hắn ta thấy được Sơn Hải Tê Hà, lập tức nói, Phó đoàn trưởng Pháp sư đoàn đại nhân, mời lập tức đi vào ban chỉ huy báo cáo. Sơn Hải Tê Hà nhìn Cố Thanh Sơn, thân phận là quân nhân, sợ rằng đây chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất của chúng ta. Nàng kết nối tâm linh với Cố Thanh Sơn, quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh, chuyện này chúng ta chẳng thể làm gì được, cô đi trước đi, tối nay chúng ta sẽ liên lạc lại. Cố Thanh Sơn truyền âm nói, được, ngươi cũng cẩn thận. Sơn Hải Tê Hà đành phải xoay người rời đi. Lúc này sĩ quan phụ trách công tác phòng ngự cửa thành cũng đã tới rồi. Tên sĩ quan này nhìn Cố Thanh Sơn vẫn đang đứng ngẩn ở đó, nói, đi theo ta, chúng ta cần một tiểu đội gồm tất cả những người kỳ cựu để tra xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rõ, trưởng quan. Cố Thanh Sơn nói, hắn nhìn vào chỗ con thuyền rơi xuống, chỉ thấy sương đen đầy trời, triệt để bao trùm lấy một vùng đất, thậm chí còn đang từ từ lan ra bốn phương tám hướng. Sĩ quan sải bước đi, dọc đường còn điều thêm các vệ binh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hợp thành một tiểu đội chiến đấu. Ánh mắt sĩ quan đảo qua gương mặt của các binh lính, ta nhớ Lý Thu Sơn và Vương Tiểu Y từng làm quân trinh sát. Như vậy đi, hai người các ngươi lên trước, chúng ta ở phía sau, mọi người tiến lên, rõ. Mọi người ứng tiếng, Cố Thanh Sơn thầm thở dài một tiếng, tiếp nhận mệnh lệnh thì chỉ phải đi ra xét. Nhưng nếu không tiếp nhận mệnh lệnh thì sẽ bị ném vào tận thế, thôi thì đi tra xét đi. Hắn và một tên binh sĩ khác nhìn nhau, vội chạy tới chỗ phi thuyền rơi xuống. Rất nhanh, sương đen nồng đậm nuốt chửng hình bóng hai người họ. Trong gió tuyết, sương đen dày đặc không tan. Đi được một đoạn, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng, vội vàng kêu, Vương Tiểu Y, không có tiếng trả lời. Tâm trạng Cố Thanh Sơn trầm xuống, Vương Tiểu Y là tên của trinh sát đi cùng với hắn. Lúc tiến vào sương đen, hắn với Vương Tiểu Y tách ra để mở rộng phạm vi tra xét, ai ngờ chỉ mới nháy mắt mà đã không tìm thấy đối phương đâu nữa. Vương Tiểu Y, hắn quát khẽ thêm lần nữa, vẫn không ai đáp lại. Trong sương đen vô tận, chỉ có âm thanh gió bắt gào thét. Cố Thanh Sơn là cảnh giới tu di sơn chủ, phóng thần niệm ra ngoài quan sát trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không thành vấn đề, nhưng ở trong sương đen thế này, thần niệm của hắn chỉ có thể quan sát tình hình trong phạm vi 10 thước, nếu vượt quá thì sẽ bị sương đen ngăn trở. Chẳng còn cách nào khác, Cố Thanh Sơn đành dừng bước, lúc này không thích hợp để tiếp tục đi sâu vào trong sương đen. Hắn suy nghĩ một chút rồi cởi găng tay thép ra, lấy ra một đôi găng tay rất mỏng bằng da. Đây là găng tay da thú mà Trích Kiếm Tiên Vương Thuận tặng hắn, là quà sinh nhật của Lý Thu Sơn. Đôi găng tay da này có thể kêu gọi lửa, mạnh hơn nhiều so với găng tay dành cho vệ binh. Cố Thanh Sơn mang găng tay bằng da xong, lại mang thêm bộ găng tay bằng sắt bên ngoài để tránh bị người khác nhìn thấy. Vương Tiểu Y đã xảy ra chuyện. Chi bằng đi theo phương hướng hắn ta rời đi, xem rốt cuộc hắn ta đã gặp phải tình huống gì. Cố Thanh Sơn chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng đi tới chỗ mà hai người tách ra. Hắn nhớ lại tình hình lúc đó rồi mò mẫm đi theo phương hướng của Vương Tiểu Y, đẩy sương đen tản ra, chậm rãi đi về phía trước. Sau khi đi được khoảng chừng gần 200 thước, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Chỉ thấy một bóng người từ trong gió tuyết đang lui về nhanh như gió, đâm thẳng chính diện vào Cố Thanh Sơn. Vương Tiểu Y, rốt cuộc tình hình thế nào? Cố Thanh Sơn lên tiếng hỏi, bóng người kia dừng lại trước mặt hắn, quả nhiên là Vương Tiểu Y. Đi mau, ta phát hiện một ít tin tức có giá trị, phải nhanh chóng trở về báo cáo trưởng quan. Sắc mặt Vương Tiểu Y khẩn trương, nói, được. Cố Thanh Sơn đáp, hắn thay đổi phương hướng, chuẩn bị chạy vội trở về. Vương Tiểu Y ở sau lưng hắn, bỗng nhiên nhe răng cười nham hiểm. Hắn ta lấy ra một thanh trường đao, hung hăng chém về phía Cố Thanh Sơn. Trong chớp nhoáng, hai người bỗng nhiên hoán đổi vị trí cho nhau. Mũi đao lạnh như băng xẹt qua không trung, không hề chém trúng một thứ gì. Vương Tiểu Y chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng biết Cố Thanh Sơn đã đi đâu. Ngay sau đó, sau lưng hắn ta bỗng nhói đau, cơn đau này còn xen lẫn cảm giác nóng rực. Ầm, ngọn lửa chấn động, Cố Thanh Sơn một quyền đánh hắn ta bay ra ngoài, liên tiếp nảy lên trên mặt đất, lăn ra ngoài mấy chục thước. Khụ. Khụ, Vương Tiểu Y phun ra một ngụm máu, ánh mắt khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Nhanh, nhanh cứu ta. Có một loại quái vật đang bám vào trong thân thể ta. Hắn ta kinh hoàng nói, Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt hắn ta, cúi đầu nhìn, có ta ở đây, đừng sợ.
Ta phải đánh ngươi bất tỉnh, sau đó mới yên tâm mang ngươi về. Có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn nói, không. Vương Tiểu Y lập tức nói, Cố Thanh Sơn gật đầu, giơ bàn tay lên, chặt nhẹ một nhát vào cổ đối phương. Vương Tiểu Y lập tức ngất đi, Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, lật người Vương Tiểu Y lại, để cho mặt hắn ta hướng xuống dưới. Hắn lẩm bẩm nói, được rồi, như thế này thì ta cũng không tính là làm ra hành vi trái thân phận dưới con mắt của chúng sinh bản địa. Cố Thanh Sơn đạp lên đầu Vương Tiểu Y, làm cho đối phương không thể thấy được tình hình, rồi mới lấy ra Trấn Ngọc Quỷ Vương Trượng từ trong không trung, thoáng cái đã xuyên qua thân thể Vương Tiểu Y. A, à, Lý Thu Sơn, ngươi đang làm cái gì? Đau đớn mãnh liệt khiến cho Vương Tiểu Y tỉnh táo lại, phát ra một tiếng kêu cao vút mà thảm thiết. Cố Thanh Sơn nắm Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thân thể Vương Tiểu Y không tồn tại linh hồn, rốt cuộc là cái gì đang thao túng thân thể hắn ta? Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Vương Tiểu Y ngừng lại, hắn ta thu lại tiếng kêu thảm thiết chói tai, lấy thái độ xem xét kỹ lưỡng mà nói rằng, thứ gì đó của Hoàng Tuyền, thì ra chính là phàm nhân đạt được vị trí thần linh luân hồi, thảo nào lại phát hiện ra ta. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, Vương Tiểu Y đâu? Nếu không muốn chết thì trả linh hồn của hắn lại đây. Vương Tiểu Y đột nhiên cười to, nói, linh hồn. Linh hồn của hắn đã đi vào mộ rồi, không có cách nào trả lại cho ngươi. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay, ánh lửa lấm tấm vây quanh nắm đấm của hắn, cuối cùng tụ lại thành một ngọn lửa cháy mạnh. Ta nói một lần chót, giao linh hồn của hắn ra, bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Cố Thanh Sơn nói, đối phương chỉ bật cười một tiếng, rồi thản nhiên nói rằng, người phàm, vị trí thần linh không phù hợp với ngươi đâu. Lúc ngôi mộ bắt đầu lan rộng, ta sẽ tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, Vương Tiểu Y lại nằm yên trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ cổ hắn, chết rồi. Bốn phía gió tuyết thổi mạnh, trong sương đen không hề có tiếng động gì khác. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, quái vật này không phải là thể linh hồn, nếu không Trần Ngục Quỷ Vương Trượng trong tay mình tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy thoát. Nói cách khác, đây là một loại quái vật có thể ăn linh hồn và đồng thời trực tiếp thay thế chúng sinh. Nhưng nó cũng không thể trực tiếp ăn linh hồn, mà nhất định còn phải thỏa mãn điều kiện gì đó mới được. Hoặc là nên nói rằng, khi nó gặp được mình, nó sẽ không dùng trường đao đánh lén mà là trực tiếp nuốt lấy linh hồn. Không có linh hồn, như vậy thì phiền toái rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, hắn ôm lấy thi thể Vương Tiểu Y, nhanh chóng rút lui trở về. Chỉ một lát sau hắn đã ra khỏi sương đen, tiểu đội vệ binh vẫn ở chỗ cũ chờ đợi tin tức. Ngoài ra, một vài cao thủ của Vương quốc cũng đã tới. Quan quân nhìn thi thể Vương Tiểu Y, biến sắc nói, sao lại chết người? Tình hình bên trong rốt cuộc như thế nào? Cố Thanh Sơn để thi thể Vương Tiểu Y xuống dưới đất, làm động tác chào hỏi theo kiểu quân đội rồi bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra. Chờ hắn nói xong, mọi người rơi vào trầm tư. Một gã cường giả mặc quân phục cấp tướng lên tiếng, được rồi, chuyện này không phải chuyện mà những vệ binh cửa thành các ngươi có thể ứng phó, lui về bảo vệ cửa thành đi, rõ. Các vệ binh đồng thanh, Cố Thanh Sơn nhìn tướng quân. Cố Thanh Sơn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người đối phương, đứa bé kia, đứa trẻ bị chiếm đoạt thân thể ấy, sau khi lớn lên có lẽ sẽ là dáng vẻ này, không ngờ hắn ta lại được xếp cho một thân phận có quyền thế như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt treo lên tiếng báo động, một giây kế tiếp, tướng quân liếc mắt ra hiệu với Cố Thanh Sơn rồi đột nhiên lớn tiếng nói, Lý Thu Sơn, thằng nhóc ngươi rất thông minh, ứng biến cũng không tệ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm một phó đội trưởng đội bảo vệ cửa thành, hay là làm thân binh của ta? Nói xong hắn ta kết nối tâm linh với Cố Thanh Sơn, tế ti, làm thân binh của ta, như vậy chúng ta cùng nhau hành động sẽ dễ dàng hơn một chút. Cố Thanh Sơn gật đầu, lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân, ta muốn làm một phó đội trưởng bảo vệ cửa thành. Sắc mặt tướng quân cứng đờ, ngươi như vậy là có ý gì? Hắn ta truyền âm nói, không có ý gì cả, bên trong sương đen kia quá nguy hiểm, ta không đi. Cố Thanh Sơn nói, đùa à, thân phận của ngươi là tướng quân, còn ta là binh sĩ, chỉ cần ngươi đứng trước mặt mọi người ra lệnh cho ta làm cái gì thì ta nhất định phải nghe lời ngươi. Đây là hình tượng điển hình của câu ngươi là dao, ta là cá. Cố Thanh Sơn mặc kệ, tướng quân yên lặng một lát. Ngay trước mặt mọi người, tướng quân cố nặn ra một nụ cười, ha ha nói, nhân tài như ngươi mà còn muốn tiếp tục làm lính canh cửa. Lão phu thấy vẫn nên dừng lại đi, hắn nói với đội trưởng đội bảo vệ cửa thành, từ giờ trở đi, Lý Thu Sơn sẽ thuộc đội kỵ binh của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Vâng. Đội trưởng đội bảo vệ cửa thành nào dám có ý kiến gì, vội đáp lời. Rồi gã vừa cười vừa vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, tướng quân tán thưởng ngươi, làm việc cho tốt, đừng khiến ta mất mặt. Vâng, đại nhân. Cố Thanh Sơn đành phải đáp lời, chủ tướng có lệnh,
hắn chỉ là một tên lính quèn giữ cửa thành, căn bản không có cách nào phản đối. Sau một tiếng đáp lời này của hắn, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện dòng chữ nhỏ, thân phận của ngài đã thay đổi, bây giờ ngài là một binh sĩ trong đội kỵ binh của tướng quân. Trong ảo ảnh tận thế này, ngài không thể làm ra hành vi trái thân phận dưới con mắt của chúng sinh bản địa, bằng không ngài sẽ trực tiếp bị ném vào trung tâm tận thế, tiếp nhận sự cắn giết vô tận. Cố Thanh Sơn nhìn về phía tướng quân cũng nhìn hắn, liên kết mong manh giữa hai bên đã trực tiếp bị phá vỡ tan tành trong thời khắc tận thế giáng lâm này, thì ra ngươi định giữ ta lại trong đợt tận thế này. Cố Thanh Sơn truyền âm, Tế Ti à, ngươi nhìn lại ngươi đi, hiện tại ngay cả tỏ thái độ với ta trước mặt mọi người cũng không thể, bởi vì nếu ngươi dám làm như vậy, ngươi sẽ trực tiếp bị ném vào chỗ sâu trong tận thế. Khóe miệng tướng quân lộ ra ý cười, tiếp tục nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, cho nên ta không cần đắn đo gì hết. Hắn ta vung binh khí trong tay lên, cao giọng nói, đội kỵ binh, chỉnh đốn đội ngũ, tuân mệnh. Toàn bộ kỵ binh đáp lời, chịu giới hạn thân phận, Cố Thanh Sơn cũng đành lên tiếng theo, ngay cả ngựa hắn cũng không có, chỉ có thể tạm thời đứng ở bên rìa đội ngũ. Tướng quân bắt đầu ra lệnh, tiến lên. Các ngươi đi vào trong sương đen, nhìn thấy bất luận quái vật gì, giết không tha. Còn nữa, tướng quân nhìn Cố Thanh Sơn, chậm rãi mở miệng nói, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được trở về, người nào vi phạm, xử theo quân pháp. Sương mù bao phủ cả một vùng, cả đội ngũ kỵ binh bày ra trận hình phòng ngự, không ngừng chạy nhanh về phía trước. Cố Thanh Sơn đi ở cuối đội ngũ kỵ binh, chạy chậm suốt dọc đường, đành phải chịu thôi, hắn vừa mới được đề bạt, còn chưa kịp sắp xếp trang bị và ngựa cưỡi đã phải tham gia chiến đấu. Bỗng nhiên, âm thanh của địa kiếm vang lên, Cố Thanh Sơn, chi bằng ngươi nhân cơ hội này rời khỏi đội ngũ. Lạc Băng Ly cũng phụ họa theo, chúng ta đã nhìn ra, quy tắc của thế giới này ngưng tụ ở trên thân phận mỗi người. Sơn nữ nói tiếp, vừa rồi quả thực không thể chống lại quân lệnh, nhưng bây giờ tên tướng quân kia không ở gần đây, mà ngươi thì bị rớt lại phía sau đội ngũ. Hiện tại chỉ cần chạy trốn, thân phận sẽ biến thành đào binh chứ không chết. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, giống như các ngươi nói, quy tắc của thế giới này ngưng tụ trên thân phận của mỗi người. Nếu như ta trở thành đào binh thì sẽ càng không được thế giới này chào đón, như vậy sẽ càng gần với nguy hiểm hơn. Cho nên ta không thể làm đào binh được, Lạc Băng Ly chán nản nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ đi chịu chết như thế này, Cố Thanh Sơn nói, đến tận lúc này, chúng ta vẫn chưa biết rõ tận thế lần này là gì. Xem trước một chút cũng tốt, đội ngũ kỵ binh đi rất nhanh, khi Cố Thanh Sơn và ba thanh kiếm nói chuyện, cả đội ngũ đã vượt qua chỗ mà hắn đến điều tra trước đó. Sau khoảng vài chục giây chạy bộ, trước mặt bỗng rộng rãi sáng sủa hơn hẳn, họ đã chạy ra khỏi phạm vi bị sương mù bao phủ. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, đứng phía sau đội ngũ khẽ nhảy một cái, nhón chân lên để nhìn rõ phía trước, chỉ thấy phía trước là một vùng hoang vu mênh mông bát ngát, từng ngôi mộ dày đặc phủ kín khắp phạm vi mà tầm mắt có thể đạt tới. Những ngôi mộ có lớn có nhỏ, một vài ngôi mộ gần như còn cao hơn cả tháp chuông của Vương Thành, mà một ít ngôi mộ nhỏ tầm thường lại không chênh lệch bao nhiêu với mộ của con người. Lướt qua vùng hoang dã đầy rẫy những ngôi mộ này, ở cuối tầm mắt mọi người là một chiếc thuyền khổng lồ sừng sững. Lạ thật đấy, ban nãy chiếc thuyền này rơi xuống trên con đường cái cách cửa thành không xa, sao thoáng chốc đã biến vùng đất xung quanh thành nơi hoang vu tiêu điều đầy đá vụn rồi. Cố Thanh Sơn đang tò mò thì chợt thấy ở khu vực bên ngoài bãi Tha Ma, một vài điểm trên mặt đất bỗng chảy ra, từng bộ xương khô bò lên từ dưới lòng đất, chúng nó cầm tấm khiên nứt vỡ và binh khí, từ từ đi về phía đội kỵ binh. Hai mắt Cố Thanh Sơn coi rụt lại, bộ xương khô, quái vật cấp thấp như vậy mà cũng muốn chống lại một đội kỵ binh được trang bị vũ khí đàng hoàng nghiêm chỉnh. Lúc này đội trưởng đội kỵ binh ở phía trước đội ngũ xoay người, nhìn hắn một chút, đáng tiếc hắn không có ngựa, cũng không có binh khí chiến đấu, chỉ có một đôi găng tay. Đội trưởng đội kỵ binh nói, này, Lý Thu Sơn, ngươi không cần phải lên, đến cả ngựa cưỡi ngươi cũng không có. À, vâng, trưởng quan. Cố Thanh Sơn cuống quýt đáp, các kỵ binh phát ra tiếng cười thiện ý, người mới, trở về luyện tập rồi lại ra chiến trường. Có người cao giọng nói lớn, đều im lặng, chỉ nghe đội trưởng đội kỵ binh cao giọng nói, chuẩn bị, biến hóa trận hình, nghênh địch. Toàn bộ đội ngũ kỵ binh từ trận hình phòng ngự biến thành trận hình công kích, tất cả ngựa cưỡi cũng bắt đầu từ từ tăng tốc, chuẩn bị tấn công. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trước, chỉ thấy các binh sĩ giơ những binh khí cán dài lên, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Chỉ trong vài hơi thở, đội kỵ binh phía trước đã hoàn toàn tăng nhanh tốc độ. Giết, toàn bộ kỵ binh quát lớn, ầm ầm ầm, trong khói bụi mù mịt, những kỵ binh xông lên đánh nhau trực diện với đám xương khô, thế như trẻ tre, đám xương khô đều bị bóp nát tại chỗ, những con cá lọc lưới cũng bị kỵ binh đánh gục, sau đó đạp thành xương vụn đầy đất.
Đội trưởng đội kỵ binh cười như điên, nói, ha ha, quái vật tử linh nhỏ nhoi mà cũng dám ngăn cản chúng ta tiến công, quả thực không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ kỵ binh hoang hô hò hét, bỗng nhiên một giọng nói từ phía xa trong bãi tha ma truyền đến, đắc ý quá sớm, thường là dấu hiệu của thất bại. Cố Thanh Sơn biến sắc, nghe âm thanh này, chính là quái vật lúc trước nói chuyện với hắn, cẩn thận, đó là một loại quái vật đặc biệt lợi hại. Hắn lớn tiếng nhắc nhở mọi người, thế nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe âm thanh kia vang lên lần nữa, người phàm, chuyện ác các ngươi làm đều sẽ trả lại cho các ngươi, còn thứ mà các ngươi đã giết chết sẽ chào đón một cuộc đời mới. Đây dường như là một câu chú ngữ, các kỵ binh còn chưa kịp phản ứng thì dị biến đã nảy sinh, trong hư không xuất hiện một thác nước ánh sáng to lớn, toàn bộ kỵ binh tấn công đám xương khô đều bị thác nước ánh sáng này quay lại. Trong vầng sáng, một giọng nói vang lên, chuẩn bị, biến hóa trận hình, nghênh địch, mấy chọc âm thanh hưởng ứng theo, giết, đây chính là tín hiệu lệnh tấn công mà ban nãy đội kỵ binh đã hô lên. Chỉ một thoáng, từng thân ảnh mơ hồ dần hiện lên trong vầng sáng, xông thẳng về phía đội kỵ binh, tấn công. Trong âm thanh hỗn tạp và tiếng lao vung vút xé gió, những thân ảnh đó càng ngày càng gần, đó là cái bóng của ta. Một tên binh sĩ hoảng sợ kêu lên, ta thấy được chính mình, tại sao lại như vậy? Một tên binh sĩ khác lớn tiếng nói, đừng làm ồn, toàn thể phòng ngự. Đội trưởng đội kỵ binh cao giọng nói, các kỵ binh luống cuống bày ra trận hình phòng ngự, nhưng mà không có tác dụng, những cái bóng mờ ảo do vầng sáng tạo thành này tiến công chớp nhoáng, trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể tất cả mọi người. Chết, máu văng đầy trời, tay chân bị ném rơi vãi khắp nơi, toàn bộ đội kỵ binh đã bị tiêu diệt sạch trong đợt tấn công này, giống hệt tình trạng của những bộ xương khô. Vù vù vù, cùng phong nổi lên bốn phía, gió tuyết gào thét kịch liệt, tất cả những vật còn sống đều bị vầng sáng xé ra, hóa thành máu và xương, tán ra bốn phương tám hướng trong gió tuyết. Những bộ xương khô vốn đã nát bấy nay lại một lần nữa tái hợp tạo thành thân thể, sống lại. Cố Thanh Sơn mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà cảm thấy không thể nào tin nổi. Bỗng nhiên, một vệt màu đỏ tươi bay về phía Cố Thanh Sơn, lưu lại trên mặt hắn một vết máu. Hắn không hề tránh, đây là máu của một kỵ binh. Mới đây thôi, y vẫn còn là một anh hùng sống sờ sờ. Đáng tiếc, đối diện với sức mạnh quỷ quyệt quái ác như vậy, tất cả nỗ lực của y đều trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, đưa tay lau vết máu trên mặt rồi đưa ra trước mắt. Một chiêu này của quái vật là năng lực gì? Chẳng lẽ bất luận kẻ nào công kích, cuối cùng cũng sẽ đáp trả lại ở trên người chính họ, như vậy làm sao mà đánh? Bỗng nhiên, trong hư không vươn ra một đôi tay dài đầy gai nhọn, bóp mạnh trên cổ Cố Thanh Sơn. Quái vật kia mang theo sát ý mà nói, lại là ngươi, người phàm, lần này ta phải, âm thanh bỗng nhiên đứt đoạn. Cố Thanh Sơn bị siết cổ, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Nào, đến giết ta đi, hắn khiêu khích quái vật, thuận tiện mở đôi găng tay sắt trên tay ra, cố sức bẻ gai nhọn trên tay đối phương. Cùng lúc đó, trong hư không, một tiếng kêu to tràn ngập ý khiêu khích vang lên, vèo. Vù vù, quái vật chợt ngẩng đầu, tiếng vù vù kia lại biến mất, mặc cho nó dùng hết pháp thuật dò xét cũng không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Yên lặng một lát, trong hư không, tiếng gầm gừ tràn đầy tức giận vang lên, cái tên này cho rằng dùng trộm năng lực của ta có thể đối phó ta, nó vứt Cố Thanh Sơn ra ngoài rất xa. Cố Thanh Sơn bay ra ngoài mười mấy trượng, an toàn rơi xuống đất, hắn còn đang muốn nói gì đó. Chợt thấy đôi tay dài đầy gai nhọn đang ở trên không trung, không ngừng khu về phía bãi tha ma, mầm móng ngủ say dưới lòng đất, đây chính là lúc các ngươi thức tỉnh. Quái vật cất giọng niệm chú, trong khoảnh khắc, chỉ thấy những nấm mồ mênh mông vô tận đều bắt đầu động đậy, ngay cả nấm mồ cao như tháp chuông kia cũng bắt đầu nứt ra hai bên. Cố Thanh Sơn vừa nhìn, không nói lời nào liền xoay người chạy. Quái vật cười, trầm giọng nói, ngươi chạy không thoát đâu, toàn bộ thế giới đều phải nhận lấy vận mệnh bị hủy diệt. Huống chi là một phàm nhân như ngươi. Cố Thanh Sơn không để ý những lời này, hắn toàn lực bay về theo con đường lúc hắn tới đây. Nhanh, phải nhanh, phải nhanh hơn. Tất cả bọn quái vật sắp sống lại cả rồi. Thiên kiếm hiện lên sau lưng hắn, giọng điệu khó tin của Lạc Băng Ly vang lên. Cố Thanh Sơn, sao chưa đánh đã chạy rồi? Cũng không phải như vậy, chỉ là trước khi ra tay, ta cho rằng, Cố Thanh Sơn lạnh giọng nói, có kẻ chắc chắn phải trả giá thật lớn cho cái chết của những kỵ binh kia. Hắn không ngừng phát động xúc địa thành thốn. Nhờ kết hợp thần kỹ rút ngắn khoảng cách với việc bay nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc hắn đã bay đến sát biên giới vùng sương mù dày đặc. Sơn nữ, Cố Thanh Sơn gọi, có ta, công tử. Một thanh trường kiếm sắc bén từ hư không hiện lên, hóa thành người con gái đẹp tuyệt trần mà lại rất lạnh lùng. Cố Thanh Sơn vứt gai nhọn cho nàng, nói, khiêu khích cái tên kia, được. Sơn nữ nắm lấy gai nhọn của quái vật, trịnh trọng nói, nàng phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí,
cả người dần dần biến thành một con quái vật quỷ quyệt khủng bố. Cố Thanh Sơn lau vết máu còn vương trên mặt, cũng đồng thời phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, biến thành một kỵ binh. Hắn tiếp tục bay vút về phía trước, chỉ một chốc đã vọt ra được một khoảng dài chừng mấy ngàn thước. Hắn thoát ra khỏi sương đen, lăn ba vòng, hai vòng, dừng. Cố Thanh Sơn ngồi bệt trên đất, phun ra một nguồn máu, thất hồn lạc phách kêu lên, tướng quân. Tướng quân đại nhân, những người đó vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, kết quả lại nghe thấy âm thanh rung chuyển trời đất từ trong sương đen truyền đến. Mọi người đang còn hoang mang nghi ngờ thì đã thấy một kỵ binh trọng thương chạy về. Chân mày tướng quân trao lại, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn gào khóc, người của chúng ta chết hết rồi, quái vật kia quá mạnh. Quá mạnh, nó nói nếu như chúng ta quá yếu, nếu như ngay cả chủ tướng của chúng ta mà cũng không dám thâm nhập vào sương mù đánh với nó một trận, thì hãy mau đầu quân cho nó, làm nô lệ cho nó đi, như vậy còn có thể giữ mạng. Bốn phía tĩnh lặng. Tướng quân hít vào một hơi, cố gắng ổn định tinh thần. Bây giờ ta là tướng quân, bây giờ ta là tướng quân, tuyệt đối không thể làm chuyện trái thân phận. Ban nãy hai thủ hạ của mình vi phạm quy tắc này nên đều đã biến mất. Trong lòng tướng quân mặc niệm mấy lần, chợt cười to nói, kế nghi binh như vậy mà cũng muốn lừa ta đi vào với nó. Đột nhiên âm thanh của quái vật từ trong sương mù truyền đến, lập tức đè ép âm thanh của tướng quân. A a a a. Chủ tướng của nhân loại, ta ở trong sương mù chờ ngươi. Nếu như ngươi chỉ là một tên rác rưởi nhát gan thì cứ yên lặng chờ sương mù lan tràn, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị ta hủy diệt. Mọi người ngây người, thật sự là âm thanh của quái vật, nó đưa ra lời khiêu chiến với chủ tướng của nhân loại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tướng quân, lúc này lại thấy kỵ binh kia lau mặt một cái, căm hận nói, tướng quân, các huynh đệ đều chết hết cả rồi, ti chức xin ngài báo thù cho bọn họ. Báo thù? Tướng quân đứng yên giữa đoàn quân, sững sờ ngơ ngẩn, đôi môi khép mở hồi lâu nhưng không nói được lời nào. Nếu như vẫn không chịu đi vào, vậy thì hình như không phù hợp với thân phận tướng quân này cho lắm. Nó yên lặng suy nghĩ, cuối cùng đành phải thừa nhận đáp án này. Cả người vệ binh kia đầy máu, hắn ta ngồi bệt trong tuyết, máu chảy ồ ạt từ phần đầu bị bể, rõ ràng là liều chết trở về báo tin. Tướng quân tức đến nghiến răng, nhưng dưới ánh nhìn của mọi người lại không thể làm gì được. May mắn là tế ti chiến tranh đã chết, đó là tin tức tốt, nhưng cũng là tin xấu. Ngay cả tế ti chiến tranh mà cũng chết trong màn sương, thế thì sao ta phải đi vào gặp loại tận thế này? Nhưng nếu không đi, một khi vi phạm quy tắc về thân phận thì sẽ tiêu đời. Rốt cuộc phải giải quyết tình hình này thế nào đây? Lại nói tới chủ tướng, nếu bị kẻ địch khiêu khích ngay trước mặt mà còn không chịu đi ra thì đúng là một chủ tướng mất tư cách, trừ khi xảy ra chuyện bất ngờ. Bất ngờ, dưới tình hình như vậy, chuyện bất ngờ gì có thể xảy ra? Không lẽ nói ta đau bụng? Làm vậy chỉ sợ sẽ bị quy tắc thế giới quăng vào trung tâm của tận thế ngay và luôn quá. Ánh mắt của tướng quân nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người ở đây. Những người này đều quá yếu, nếu như nhóm thủ hạ của ta có thể đến, chắc là có thể vào đánh một trận. Đang suy nghĩ thì nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn từ ngoài cửa thành. Tướng quân! Tướng quân! Có người la lớn, đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 tên chiến sĩ đeo vũ khí nghiêm chỉnh trên người, nhanh chóng chạy vội tới theo một sĩ quan. Bọn họ phóng đến trước mặt tướng quân, cùng nhau chào một cái, lớn tiếng nói, xin tướng quân hãy dẫn theo chúng tôi đi chiến đấu. Tướng quân sững sờ, những kẻ thủ hạ trong hang sâu vạn thú của tế ti chiến tranh đều được đưa đến đây cả. Còn có một vài người là thủ hạ của mình, những người này cũng bị cuốn vào tận thế, tạm thời bị mất liên lạc, còn chưa tìm tới được. Theo lý thuyết, bọn họ đều đã đổi thành những người có thân phận khác nhau, sinh sống trong vương thành, bọn họ không thể tùy tiện thay đổi thân phận, trở thành lính dưới tay mình. Đây là vấn đề rắc rối nhất, rốt cuộc là ai mà có thể tìm ra tất cả bọn họ, sau đó đưa đến trước mặt mình. Ánh mắt tướng quân chuyển động, dừng ở một sĩ quan. Đây cũng là cấp dưới của nó, nhưng từ khi tiến vào thế giới này thì trở thành một cán bộ làm việc tại phòng quân vụ, phụ trách tuyển chọn người tài đặc biệt cho quân đội. Chỉ thế thôi, tuyển chọn người tài. Tướng quân bỗng nhiên phản ứng lại, kẻ này đã lợi dụng sức mạnh quân đội để tìm và đưa tất cả mọi người tới. Tên làm việc ở phòng quân vụ lớn tiếng nói, tướng quân, ngài lệnh cho ta tuyển chọn người tài trong dân chúng, tạo ra đội quân đặc biệt, ta đã tìm được cho ngài những cường giả có sức mạnh đặc thù, bọn họ đều sẵn sàng nghe theo lệnh của ngài. Tướng quân nhìn những cấp dưới kia, vấn đề về thân phận, bởi vì đây là quân đội chiêu mộ người, cho nên hắn ta có lý do hợp lý để thay đổi thân phận của đám này. Quy tắc thế giới sẽ không ngăn được chuyện này, mặc kệ là cấp dưới của tế ti chiến tranh hay là cấp dưới của mình, đã thành binh sĩ thì trong trận chiến đều phải nghe theo mệnh lệnh của mình, nếu không bọn họ sẽ bị quăng vào tận thế ngay lập tức. Nước cờ này quả thật quá tuyệt vời. Không ngờ trong thời điểm quan trọng này,
cấp dưới đắc lực của mình lại dẫn được người của tế ti chiến tranh tới, còn một phần lớn người của chúng ta đâu rồi? Tướng quân truyền âm nói với tên làm việc ở phòng quân vụ kia, thời gian gấp gáp, còn chưa tìm hết được, tạm thời chỉ được như vậy. Tên làm việc ở phòng quân vụ truyền âm lại, đúng thế, thời gian ngắn như vậy, có thể tìm tới 20 người này là cũng tốt lắm rồi, ha 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 ha, làm tốt lắm, tướng quân cười ha hả, đây đều là những lão quái vật đầy kinh nghiệm trong việc đối phó với tận thế. Dưới sự chỉ huy của mình, cho dù bọn chúng gặp phải ảo ảnh tận thế thì cũng có thể đấu một trận. Lúc này, binh sĩ chạy ra từ trong màn sương ban nãy đã được đưa lên cán cứu thương, bỗng nhiên hắn giơ nắm tay lên, la lớn, tướng quân uy vũ, tất cả mọi người cùng hô theo, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại thì đúng là vậy thật, mình không thể vi phạm thân phận, mà bây giờ lại có đội quân đắc lực đi cùng, vậy thì cứ đánh một trận đi. Hắn ta vỗ vỗ bả vai tên làm việc trong quân vụ, nói, ngươi là quan văn, không phải ra tiền tuyến, ngươi hãy thay ta tiếp tục tìm những cường giả kia, rõ. Cả bộ trong phòng quân vụ nói, tướng quân đi lên trước mặt 20 người kia, quát, đi, cùng ta chiến đấu với quái vật, những người khác, ở yên tại chỗ chờ lệnh. Lúc này, não của hắn ta đã hoạt động lại rồi, không thể để cho người của thế giới này đi theo mình, vậy thì làm gì cũng khó, ngay cả lúc chiến đấu cũng sợ bại lộ thân phận thật sự, tay chân vướng víu, tuân lệnh. Tất cả mọi người cùng nói, tướng quân cưỡi ngựa đi đầu, mang theo 20 lão quái vật chạy về phía trước, bọn họ nhanh chóng biến mất trong màn sương đen dày nặng, ngoại trừ bọn họ, những người khác đều chờ bên ngoài màn sương, bày thế trận chờ quân địch, chỉ có Cố Thanh Sơn là được bố trí nằm trên cán cứu thương, được hai vệ binh nâng lên, nhanh chóng đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, cán bộ phòng quân vụ kia cưỡi ngựa đuổi theo, hắn ta giục ngựa tiến lên đi song song với cán cứu thương, quay đầu nhìn sang Cố Thanh Sơn, ngươi bị thương có nặng hay không? Hắn ta hỏi, vẫn còn khỏe lắm. Cố Thanh Sơn nói, hai người nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa mà bắt đầu truyền âm, lần này chúng ta hợp tác cũng ăn ý lắm, không ngờ ngươi có thể thúc ép y tới mức này, suýt thì ta không bắt kịp thời gian. Cán bộ phòng quân vụ nói, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nó ra tay với ta trước mà, nói thật, thật ra ta tính quan sát một chút mới quyết định làm thế nào, nhưng ta lại phát hiện những quái vật này phải giải quyết sạch sẽ càng sớm càng tốt. Cán bộ phòng quân vụ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, vừa vặn bây giờ tận thế cũng giáng lâm, vậy cứ để bọn chúng đánh với tận thế đi. Hai người yên lặng một lúc, tận thế với quái vật, bất kể bên nào chết hết thì cũng chẳng sao cả, đúng lúc có thể quan sát. Rốt cuộc nó là loại tận thế gì? Cố Thanh Sơn nói, trừ ngươi ra thì còn một ta nữa mà. Cán bộ phòng quân vụ nói, bọn ta không chỉ giết chết cả quái vật làm việc trong phòng quân vụ này mà còn giết một quái vật khác nữa. Hắn biến thành quái vật kia, đi tìm hiểu sự thật rồi, bảo là khi cần thì sẽ bắn pháo hiệu gì gì đó. À, vậy thì, tạm thời không có gì để lo lắng. Cố Thanh Sơn thả lỏng người, lẩm bẩm, mình hợp tác với mình, cảm giác này cũng không quá tệ nhỉ. Cán bộ phòng quân vụ nói, ừ, ta cũng không ngờ sẽ gặp một mình khác ở đây, chủ yếu là do ngôi mộ lớn này thật quá kỳ diệu, có thể để cho người ở trong từng thời không xuất hiện cùng lúc. Ta đoán bây giờ chắc có rất nhiều cường giả của các thế giới song song đang tìm kiếm bí mật ở sâu trong mộ lớn, hang sâu vạn thú đã kết hợp được 99% mảnh vỡ, tạo thành một ngôi mộ lớn. Ngươi nói xem, nếu những luân hồi đạo khác cũng kết hợp nhiều mảnh vỡ thế giới như vậy, sẽ xuất hiện cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, ta cũng đang suy đoán. Trong lúc bọn họ tán gẫu, thời gian trôi qua thật nhanh, họ tiến vào thành, đến một tòa thành. Sau khi một mục sư có thuật pháp chữa trị sở trường đến xem qua, vết thương ngoài da trên người Cố Thanh Sơn khỏi hẳn. Sau khi ảo ảnh lần này kết thúc, sợ rằng các ngươi sẽ bị truyền tống về vị trí trước đó, mà ta vẫn còn ở bên trong sông mộ, trên xác chết của ác quỷ kia. Cố Thanh Sơn nói, ngươi ngồi trên xác chết của nó để đi. Cán bộ phòng quân vụ giật mình nói, nhưng nó là một quái vật sống, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, là ta, tiếng của Sơn Hải Tê Hà vang lên bên ngoài cửa, cán bộ phòng quân vụ đưa tay nắm lấy một thanh kiếm từ hư không, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, người một nhà. Cố Thanh Sơn nói rồi ra mở cửa, Sơn Hải Tê Hà đi vào, giật mình nhìn cán bộ phòng quân vụ, nàng vô thức nắm chặt chiếc chuông màu tím ở trong tay, nhanh chóng nói, Cố Thanh Sơn, hắn là cấp dưới của thần thú vương, không phải đâu, thả lỏng đi. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta. Cố Thanh Sơn nói, xin chào, ta là Cố Thanh Sơn. Cán bộ phòng quân vụ mỉm cười, nói, chỉ thấy khuôn mặt hắn ta dần dần thay đổi, hóa thành một Cố Thanh Sơn khác, so với Cố Thanh Sơn gốc, khuôn
Khuôn mặt ấy dường như không có gì khác nhau, nhưng nhìn lại thân mình thì hình như hắn có chút lạ ở bụng. Cố Thanh Sơn cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt hoang mang. Này, bụng ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn kia bất lực nói ra, tại trật tự đấy, thứ mà ta gia tải chính là chư giới tận thế online, cá ướp muối. Cá ướp muối. Cố Thanh Sơn nhướng lông mày. Ừ, chính xác. Trừ lúc tu luyện ra, những lúc khác đều phải làm một con cá ướp muối thì mới mạnh lên được. Cá ướp muối là một từ ẩn dụ cổ xưa dùng để chỉ xác chết, ngày nay dùng để chỉ những người không muốn làm những việc gì phải di chuyển nhiều. Nó cũng được dùng trong câu thoại của bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm, nếu đàn ông không có giấc mơ thì sự khác biệt giữa người đó và cá ướp muối là gì? Cố Thanh Sơn kia sờ tay lên bụng, lẩm bẩm, làm tổ ở một chỗ quá lâu, ăn hơi nhiều nên mới thành ra thế này. Chư giới tận thế online, cá ướp muối. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, hắn khó hiểu lầm bầm, nhưng tại sao lại là cá ướp muối? Ta không hiểu, với cấp bậc của đám người kia sao lại tạo ra loại trật tự như vậy? Cố Thanh Sơn còn lại nói, a, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì, thật ra dự tính ban đầu là để bảo vệ những người có tiềm năng kia, tránh việc bọn họ chưa lớn đã chết yểu bên trong tận thế. Sau đó, trong lúc những người chờ đợi kia dần dần hoàn thiện trật tự, có lẽ cảm thấy tiềm năng của trật tự này khá lớn nên cẩn thận hơn một chút, cuối cùng tạo thành tình trạng hiện nay, xin lỗi ta phải ngủ một chút. Hắn vừa nói vừa lấy ra một cái giường, nằm lên, đắp chăn lại. Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, Cố Thanh Sơn nói, này, khoan hãy ngủ. Hắn dùng truyền âm hỏi, trước đó ngươi dùng chúng sinh đồng điệu huyền bí, một ta khác cũng biết dùng chiêu này, vậy có nghĩa là các ngươi đều đã gặp thi thể khổng lồ rồi. Đúng vậy, gặp nó rồi, rốt cuộc vẫn không biết nó là gì, thực ra ta cũng rất thắc mắc. Vẻ mặt cá ướp muối Cố Thanh Sơn lộ ra hào hứng, hỏi, ngươi đang gia tải loại trật tự nào? Cố Thanh Sơn vừa há miệng định nói thì lại thấy bên trên giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ lấp lánh. Không thể nói, chúng ta vất vả lắm mới trở về quá khứ sau khi đến thời đại thượng cổ, tạo ra một vòng thời không khép kín, để tất cả tồn tại đều không thể dò ra lai lịch của chúng ta. Mặc dù đây là một ngày khác, xác suất mà bí mật này bị lộ là cực nhỏ nhưng vẫn phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để lộ ra chút gì. Cố Thanh Sơn yên lặng nói trong lòng, chắc là ta sẽ không để lộ chuyện này. Giao diện chiến thần lại nói, trong hàng chục ngàn tỷ thế giới, luôn có một vài sức mạnh ngài không biết, chỉ cần ngài nói ra thì sẽ tồn tại nguy cơ bị người khác phát hiện được với một tỷ lệ nhất định. Đó là sự thật. Cố Thanh Sơn thấy giao diện chiến thần cẩn thận như vậy, cũng bắt đầu thận trọng hơn. Trật tự mà ta gia tải tên là Quân đoàn Nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói, là trật tự loại chiến tranh cỡ lớn à? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, đúng thế, ôi, thật ghen tị, ngươi có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, mà ta chỉ có thể làm một con cá ướp muối để tăng sức mạnh, vậy rốt cuộc khi làm cá ướp muối, ngươi phải làm những gì? Cố Thanh Sơn hỏi, à, vừa nãy ta mới tham gia chiến đấu rồi, bây giờ để ta xem một chút. Ánh mắt của cá ướp muối Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không, thì thầm, để có được sức mạnh tốt hơn, nhiệm vụ bây giờ là, sau khi chợp mắt một lúc thì xem manga 20 phút, ăn một bát mì tôm, uống hai chai bia, à, còn phải vào trò chơi làm một ít nhiệm vụ hàng ngày nữa, không quá phiền phức, chỉ là hơi tốn thời gian. Phải nhanh lên mới được, hắn nhắm mắt lại, vừa nằm xuống đã ngủ, rất nhanh đã có tiếng nháy vang lên, Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, Cố Thanh Sơn, một người như vậy thật sự là ngươi, sao? Sơn Hải Tê Hà không nhịn được hỏi, đương nhiên, hắn ngủ nhanh như vậy, có thể coi là được đào tạo khá tốt, chẳng có bao nhiêu người làm được như thế đâu. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói bằng giọng điệu khẳng định, đúng rồi, vừa rồi ngươi ra ngoài thành làm cái gì? Sơn Hải Tê Hà hỏi, Cố Thanh Sơn lập tức kể lại chuyện đã xảy ra, đặt trọng điểm trên những ngôi mộ kia và năng lực luật nhân quả của con quái vật đó. Sơn Hải Tê Hà nhíu mày nói, tiêu rồi, hóa ra là tận thế cấp bậc này, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, cấp bậc mà cô nói là sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Sơn Hải Tê Hà nói, hang sâu vạn thú của bọn ta thường xuyên chiến đấu với tận thế, thân là người nắm chức cao trong cả thế giới, bọn ta dựa vào mức độ nguy hiểm của tận thế để chia tận thế thành các cấp bậc. Ta đoán ở 900 triệu tầng thế giới của các ngươi cũng có cấp bậc tận thế tương tự. Không, 900 triệu tầng thế giới của bọn ta hoàn toàn không phân chia cấp bậc tận thế. Cố Thanh Sơn nói, Sơn Hải Tê Hà giật mình nói, tại sao có thể như vậy, các ngươi không có bậc thầy không gian sao? Cố Thanh Sơn nói, thật ra ngay từ đầu thứ bọn ta gặp phải là một trật tự có vấn đề, sau đó lại phải chống lại hỗn loạn, không rảnh quan tâm đến tận thế gì gì đó, không có tận thế nào hủy diệt thế giới của các ngươi à? Không đúng. Bọn ta quan sát thấy có rất nhiều mà. Sơn Hải Tê Hà hỏi, đúng là nhiều,
nhưng lúc trước bọn ta phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, tận thế chỉ là một loại trong đó. Cố Thanh Sơn thở dài nói, ở mốc thời gian này, tháp cao đại diện cho kiến thức và lịch sử đã bị phá hủy, cho nên 900 triệu tầng thế giới không có trình độ nghiên cứu như hang sâu vạn thú, đối với tận thế cũng không có những mảnh xương chuyên dùng để ghi chép và phân tích. Khoan đã, bậc thầy không gian mà cô nói là gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, Sơn Hải Tê Hà nói, người có sức mạnh không gian mạnh mẽ và xuất sắc, có thể tự do đi xuyên qua từng thế giới, ghi chép đặc điểm và sức mạnh của tận thế, không sợ những tận thế tầm thường. Họ chuyên nghiên cứu về tận thế, Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút, người có sức mạnh không gian xuất sắc, hình như có một người, nhưng người kia đắm chìm vào thức ăn ngon và việc dạo phố, ngay cả tiểu thuyết ma cũng rất ít khi thêm chương thì nói chi đến việc hy vọng người kia có hứng thú đi phân chia cấp, bậc tận thế, phân chia cấp bậc cho tận thế, tiêu chí là phải hiểu về tận thế, đó là việc phải làm. Sau khi mộ lớn xuất hiện, hang sâu vạn thú đã liên tục đấu với tận thế suốt bao nhiêu năm ròng, có thể nói là đã thành một kẻ lão luyện giỏi giang về phương diện này rồi. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây bèn ôm quyền với Sơn Hải Tê Hà, khiêm tốn nói, khi ta ở tu tập xã cũng chưa được nghe về kiến thức liên quan tới tận thế, mong cô hãy cho ta biết, cấp bậc tận thế ở hang sâu vạn thú phân chia thế nào. Vô cùng cảm ơn, Sơn Hải Tê Hà thấy hắn nghiêm túc như vậy thì cũng chân thành nói, hang sâu vạn thú của bọn ta nghiên cứu tận thế nhiều năm như vậy, cuối cùng chia tận thế thành 4 đẳng cấp, để tránh làm mọi người sợ, bọn ta đặt chế độ bảo mật cho 2 cấp bậc sau, chỉ có nhân viên chiến đấu cấp cao mới có tư cách vào đó tìm hiểu và tra xét. 4 đẳng cấp này có thứ tự lần lượt là cấp phong ấn, cấp vô sắc, cấp vô sinh, và không thể gặp, xin lắng tai nghe. Cố Thanh Sơn nói, cấp phong ấn là loại tận thế mà chúng sinh có thể dùng chính sức mình để đối đầu và tiêu diệt. Hoặc là loại tận thế mà mặc dù bọn ta không thể nào tiêu diệt được nhưng vẫn có thể nghĩ cách phong ấn nó lại, để nó không thể phát huy sức mạnh, cũng không thể xuất hiện để hủy diệt thế giới. Cấp vô sách, là tận thế mà bọn ta không thể tiêu diệt cũng không thể phong ấn. Thật ra tận thế oán linh lần trước chính là tận thế mà bọn ta không thể làm gì được, kẻ nào càng mạnh thì càng dễ chết trong loại tận thế này. Ngoài ra, khi tận thế cấp bậc này giáng lâm, vận mệnh chúng sinh tựa như lá bèo trôi trên dòng nước lũ. Đừng mong nghĩ tới chuyện đấu lại, việc duy nhất có thể làm, chỉ là nghĩ cách tìm kiếm hy vọng sống sót nhỏ nhoi trong vô vàn những con đường dẫn tới cái chết, cấp bậc thứ ba, gọi là cấp vô sinh. Một khi tận thế này xuất hiện, chắc chắn không còn người sống, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót thoát khỏi tận thế cấp bậc này, cho nên tin tức liên quan tới nó rất ít, chẳng lẽ không có một chút tin tức nào sao? Cố Thanh Sơn hỏi, cũng không hẳn. Một khi tận thế cấp bậc này xuất hiện, nó sẽ hủy diệt chư giới thậm chí cả hàng chục nghìn tỷ thế giới theo thứ tự. Nó đã từng xuất hiện mấy lần trong lịch sử, bị hang sâu vạn thú bọn ta quan sát được, đồng thời bí mật ghi chép lại, đó là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Cấp bậc cuối cùng, tên là không thể gặp, loại tận thế này bọn ta chỉ mới ghi chép được một lần, nghe nói nó đến từ bên ngoài dòng chảy hư không hỗn loạn, không nằm trong cánh cửa thế giới. Thế nhưng, cụ thể nó như thế nào thì ta cũng không biết. Bởi vì chỉ có người thừa kế mạnh nhất của bọn ta xưa kia là đã từng dựa vào một năng lực luật nhân quả đặc biệt để được nhìn thấy một lần. Ngay sau đó ông ta cũng chết, có trước khi chết ông ta đã dùng khẩu hình miệng để nói cho bọn ta biết rằng, trên vô sinh còn có cấp bậc không thể gặp này. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, gật đầu nói, ta đã được mở rộng tầm mắt, sau này 900 triệu tầng thế giới của bọn ta có thể tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của các cô. Sơn Hải Tê Hà khá là đắc ý, hỏi, vừa rồi các ngươi đã nhắc đến một cụm từ là người chờ đợi. Rốt cuộc đó là tồn tại thế nào, là một vài kẻ mạnh đến mức không có giới hạn. Bọn họ trốn trong cánh cửa thế giới, vì muốn nghĩ cách chống lại tận thế mà đã sáng tạo ra trật tự và hỗn loạn. Cố Thanh Sơn giải thích, Sơn Hải Tê Hà cảm thấy cạn lời, trật tự và hỗn loạn, những khái niệm này cô cũng biết đến, nhưng chưa nghe nói còn có người có thể sáng tạo ra thứ như vậy. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng vang long trời lở đất. Mặt đất hơi rung, Cố Thanh Sơn trên giường vung tay lên, sắp xếp pháp trận cách âm rồi xoay người ngủ tiếp. Cố Thanh Sơn cũng chẳng thèm để ý đến mình, phiên bản cá ướp muối này, hắn đi đến trước bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài, màn sương đen bên ngoài cửa thành đang sôi trào mãnh liệt, những đòn tấn công kịch liệt với sức mạnh không gì sánh kịp va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang long trời lở đất, sóng xung kích như cơn bão thổi tới từ xa xa làm lật bung rất nhiều mái nhà, có vài người chạy trên đường bị thổi bay, uy lực nhường này thực sự là. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, bỗng nhiên, một tia sáng chớp lóe xé ngang bầu trời, bay tới từ phía xa, trường kiếm bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, vững vàng dừng lại, giọng nói hào hứng của Sơn Nữ vang lên từ trên trường kiếm,
công tử, bọn chúng đánh nhau rồi, giữa trời đất, tiếng nổ vang vọng không ngừng, gió lớn chưa từng dừng lại, cho dù có màn sương đen che chở, nhưng ảnh hưởng từ trận chiến vẫn không ngừng lan ra xung quanh, làm người ta khiếp sợ. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Hải Tê Hà, hỏi, tận thế đó thuộc loại nào? Sơn Hải Tê Hà nói, theo tình hình trận chiến ngươi miêu tả thì chắc là cấp vô sinh, nhưng nghĩ tới việc đây chỉ là ảo ảnh, sức mạnh của nó và cấp độ hư hại sẽ giảm xuống rất nhiều, nên ta đoán nó là cấp thứ hai, cấp vô sách, cấp vô sách. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, vô sách tức là bó tay, loài người bó tay, không có biện pháp đối phó với tận thế này, điều duy nhất có thể làm, là nghĩ cách tìm cơ hội sống sót. Sơn Hải Tê Hà liếc hắn một cái, nói, may mà thần thú vương đã bị ngươi lừa đi vào trong màn sương đen rồi, những tận thế mà nó từng chứng kiến nhiều hơn những người ở hang sâu vạn thú bọn ta rất nhiều, để nó mang theo cấp dưới đi ngăn chặn tận thế cấp vô sách, chắc là có thể kéo dài không ít thời gian cho chúng ta, nhưng mà không biết bọn chúng mạnh hơn, hay là tận thế cấp vô sách này mạnh hơn. Cố Thanh Sơn vừa nói tới đây, bỗng nhiên im lặng, chỉ thấy tại một chỗ nằm sâu trong màn sương đen ở ngoài thành, dần dần xuất hiện ánh sáng màu đỏ thẫm, cam, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng sáng, ánh sáng ấy càng ngày càng sáng, rốt cuộc đâm xuyên qua màn sương. Một tiếng trống bén nhọn vang lên từ sâu trong màn sương, hãy để tất cả chết sạch trong ngọn lửa. Trong gió tuyết, vô số quả cầu lửa xuyên qua màn sương đen, bắn ra khắp nơi, mưa lửa đầy trời. Ánh mắt Cố Thanh Sơn ngừng lại, từ trong những quả cầu lửa, hắn cảm nhận được vô vàn những cá thể mang theo ác ý đầy mình. Vì tự vệ mà bọn thần thú vương sẽ đánh nhau với quái vật tận thế, nhưng tuyệt đối sẽ không quay lại bảo vệ cả thành phố này. Cố Thanh Sơn phát ra thần niệm, nhanh chóng liếc nhìn cả thành phố. Cho dù tiếng chuông cảnh báo vang lên không ngừng, nhưng giờ đang là ban đêm, cả thành phố sẽ không kịp triển khai phương án phòng thủ hiệu quả. Ầm, một quả cầu lửa rơi trước pháo đài trên đường, tạo ra một cái hố thật sâu. Rất nhanh, một quái vật màu đỏ leo lên. Nó hoàn toàn được tạo thành từ xương cốt trộn lẫn vào nhau, toàn thân phát ra ánh lửa. Mỗi một bước đi lại để lại trên mặt đất một dấu chân dung nham, quái vật này dần dần phủ đầy cả thành phố. Sơn Hải Tê Hà đứng ở cửa sổ nhìn nó xung quanh, nói, nguy rồi, tấn công hệ hỏa, chỉ sợ thành phố này còn chưa kịp làm gì thì đã biến thành biển lửa rồi. Đúng vậy, chức nghiệp giả của thế giới này đều là kỵ sĩ và pháp sư truyền thống, muốn dựng lên lớp phòng ngự hiệu quả thì e là phải cần một chút thời gian. Cố Thanh Sơn nói rồi tháo găng tay bằng thép ra, bên trong hiện ra găng tay da thú. Ồ! Đây là găng tay hỏa diễm, là đồ của Vương Thuận phải không? Sơn Hải Tê Hà hỏi, đúng, hắn tặng cho ta, nhưng tình hình bây giờ dùng găng tay này không thích hợp. Cố Thanh Sơn nói, hắn tháo găng tay da thú ra, cẩn thận cất đi rồi đeo găng tay thép vào lần nữa. Sơn Hải Tê Hà thấy thế, cũng lấy ra cái chuông màu tím của mình ra, nói, ta chiến đấu với ngươi, tình hình này vẫn ổn, không cần cô lên, ngươi, tính đấu với những quái vật này một mình sao? Cố Thanh Sơn khởi động thân thể. Nói, gân cốt đã lâu chưa hoạt động, ta nhớ trong lưu phái có một bộ quyền pháp nguyên tố băng, Triệu Quỳnh cho ngươi xem rồi. Mặc dù quyền pháp nguyên tố rất hiếm, nhưng bộ quyền pháp nguyên tố băng này chỉ ở cấp căn bản, sức mạnh không đáng kể. Sơn Hải Tê Hà nói, về điểm này thì ta không đồng ý với cô. Cố Thanh Sơn phóng qua cửa sổ, bay thẳng tới chỗ quái vật kia. Quái vật nhận ra ngay lập tức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, há miệng phun lửa, hắn vẫy tay, bình tĩnh đánh ra một đấm. Sương trắng giá lạnh đón lấy ngọn lửa, phủ lấy nó trong nháy mắt, tất cả rơi trở lại trên người quái vật, loáng cái, toàn thân quái vật động một lớp sương trắng, nó đứng yên tại chỗ không thể di chuyển. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng rơi xuống, một ngón tay co lại, gõ gõ lên người quái vật, chỉ thấy trên người nó xuất hiện vết nứt rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, rắc rắc, rắc rắc, rầm rầm, cả người con quái vật vỡ nát, chỉ có một lớp sương trắng còn quanh quẩn ở chỗ cũ, tản ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Sơn Hải Tê Hà rơi xuống, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Không, ta biết bộ quyền pháp này, nhưng tại sao lại có sức mạnh như vậy? Không thể giải thích được. Sơn Hải Tê Hà nhìn xác con quái vật, lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn giải thích, có người từng truyền dạy cho ta một môn võ kinh, nói là chỉ cần tụng hoặc yên lặng nghĩ trong lòng là có thể đạt được gì đó trong võ đạo. Lúc đầu ta không tin, nhưng giờ nhìn lại. Này, một tiếng gọi bỗng nhiên truyền đến từ trên lầu. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cá ướp muối Cố Thanh Sơn đã dậy, một tay hắn cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm chén nước, còn vắt cái khăn lông trên bờ vai, thò đầu ra từ cửa sổ. Hắn chỉ vào cơn mưa lửa đầy trời, nói, nhiều quái vật như vậy, chỉ giết một tên cũng như không, ngươi có cách nào khác hay không? Cố Thanh Sơn nói, có thì có. Sơn Hải Tê Hà hỏi, mà ngươi không tham gia chiến đấu cùng bọn ta à? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn mang vẻ mặt bất lực, nói,
ta vừa thức dậy, chưa đánh răng, chút nữa còn phải đọc manga nữa. Trật tự của ta có một quy tắc, trừ khi người khác không thể giải quyết, nếu không cá ướp muối như ta không phù hợp trở thành vị cứu tinh. Vậy bình thường ngươi chiến đấu thế nào? Cố Thanh Sơn không hiểu hỏi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, lặng lẽ. Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, vào lúc quan trọng ngươi hãy ra tay. Cố Thanh Sơn đau đầu nói, chuyện này cứ để ta giải quyết. Khí đen dày đặc phủ trên người hắn, con ngươi trong mắt hắn đột nhiên hóa thành một nét dựng thẳng. Một con rồng đen dần dần thành hình, gió lốc dần thổi lên. Một con rồng to màu đen xông thẳng lên trời, lượn vòng trên thành phố. Sau khi hấp thu hết lực lượng của ba con rồng, hiện giờ sức mạnh của Cố Thanh Sơn đã vượt qua đa số anh hùng hào kiệt trong chư giới. Trừ khi gặp phải tận thế, hay là lão quái vật đã sống vô số năm trong mộ lớn kia, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể biến thành một con rồng. Gờ rào, rồng đen khổng lồ hét lên một tiếng, hơi lạnh dần dần hiện ra trên móng vuốt. Khi nó lượn vòng quanh thì hơi lạnh này tràn ra khắp trên bầu trời, hóa thành một lớp băng mỏng màu xanh bao phủ toàn bộ thành phố. Ầm 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 ầm, một nhóm bấy quả cầu lửa bay ra từ trong làn sương đen, đập vào lớp băng mỏng màu xanh như một cơn mưa sao băng. Nhưng tất cả các quả cầu đều bị đông lại rồi rơi xuống từ trên cao, rớt xuống đất, vỡ thành vô số bộ xương cốt. Không quả cầu lửa nào có thể phá vỡ lớp bảo vệ bằng băng để đi vào thành phố cả. Cố Thanh Sơn biến thành rồng đen, tự do bay lượn trên trời, tự do phát ra băng giá, không ngừng tăng thêm sức mạnh cho lớp rào chắn. Cứ như vậy, một ít quái vật đã vào thành phố trước không có ai giúp đỡ, bị nhiều chức nghiệp giả xông tới nhanh chóng giết sạch. Rồng là long tộc trong truyền thuyết, có rồng tới đánh quái vật giúp chúng ta. Tất cả các chức nghiệp giả vui mừng. Sơn Hải Tê Hà đứng trên đường phố, tâm tình xoay chuyển. Còn có thể biến thành con rồng mạnh như vậy, khó trách ở thời thượng cổ, ba vị thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng lẩm bẩm nói, cá ướp muối Cố Thanh Sơn thì đứng bên bệ cửa sổ, cầm một cuốn manga trong tay. Hắn nhìn cuốn manga rồi lại ngước nhìn lên con vật to lớn trên bầu trời một cái, lẩm bẩm, a, hóa ra ta còn biết biến thành rồng. Chà chà chà, rồng thật còn oai phong hơn bản vẽ trong manga. Rất tốt, vậy ta có thể yên tâm tiếp tục làm cá ướp muối. Trên bệ cửa sổ cạnh tay hắn là hai chai bia ướp lạnh và một thùng mì tôm. Theo một nghĩa nào đó, đây là một trận chiến khác, thứ cần thiết trong cuộc sống để cá ướp muối mạnh lên. Thời gian dần trôi qua, bên trong sương đen không còn quả cầu lửa bay ra nữa. Dường như đối phương cũng đã biết, ý đồ phá hủy thành phố của mình đã thất bại. Đột nhiên, một giọng nói hung ác vang lên từ sâu trong màn sương, long tộc. Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào chuyện của người khác, nếu không ngươi sẽ chết cùng thế giới này. Cố Thanh Sơn nghe giọng nói này, trong lòng dao động, đây là tên đã sử dụng sức mạnh nhân quả trước kia. Là thật, tại sao nó lại phục vụ cho tận thế? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ngươi là ai? Kẻ suốt ngày chỉ lo ẩn nấp, còn chẳng chịu đưa ra cái tên thì không xứng được nói chuyện với ta. Trong màn sương đen thoáng im lặng, rốt cuộc giọng nói kia cũng vang lên lần nữa, ta chính là chúa tể của hàng tỷ thế giới hư không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Long tộc, ngươi còn một cơ hội rút lui cuối cùng. Nếu không ta sẽ cho ngươi một số phận bi thảm mãi mãi. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động, mình vẫn luôn thầm nghĩ, rốt cuộc phải đi đâu tìm quái vật này. Hóa ra nó chính là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Đây chính là mục tiêu của mình, quái vật hư không mà mình phải giết. Thế nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở bên trong ảo ảnh của tận thế? Tận thế này, rõ ràng là tận thế của kỷ nguyên trước. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì thấy trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ, xin chú ý. Ngài cần giết 5 loại quái vật hư không để có thể mở danh hiệu đặc biệt thuộc loại chiến thần hư không. Loại quái vật hư không thứ nhất, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, đã xuất hiện. Với sức mạnh của ngài, hoặc là nói, với sức mạnh của đông đảo chúng sinh, muốn chiến thắng kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, gần như là chuyện không thể. Vô số năm trước kia, khi mộ lớn xuất hiện, trong quá trình quái vật này thăm dò mộ lớn đã bị tận thế đánh cho bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi cuối, nhờ vậy mới tạo ra một cơ hội. Bây giờ, ngài vừa vặn gặp được nó tại nơi mà nó bị đánh bại. Đây là cơ hội duy nhất để ngài có được danh hiệu chiến thần hư không. Cố Thanh Sơn biến thành rồng đen lượn vòng quanh trên bầu trời. Hắn không thèm để ý tới quái vật phía xa xa kia nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Xong chưa? Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV dùng thần niệm hỏi. Sắp xong rồi, đừng dục. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn vừa trả lời, vừa hút nốt bát mì. Khi vừa hút xong thì hắn còn cầm lên một lon bia, uống một hớp lớn. Đồ ăn ngon như vậy, thật sự rất đáng mạo hiểm để bảo vệ nó nha. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn khen. Cố Thanh Sơn ngại phải dục thêm nên đành nói, ta phải đi giết con quái vật kia, chuyện này rất quan trọng với ta,
phiền ngươi nhanh lên một chút. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn lại cầm lon bia lên, uống một hơi hết sạch rồi lau miệng, nói, được rồi, ngươi cứ đi đi. Sau khi nói xong, hắn lại lấy ra quan não cá nhân ra, mở ra một trò chơi, âm nhạc của trò chơi bắt đầu vang lên. Cá ướp muối bắt đầu dùng cách đặc biệt để điều khiển bí kỹ của trò chơi. Khi thấy đối phương làm như vậy, rốt cuộc Cố Thanh Sơn không yên lặng được nữa, hỏi lại, này, ngươi cứ như thế mãi có được không đấy? Đi ngủ, ăn mì, uống bia đều là những chuyện phải làm, về phần trò chơi thì là tự chọn, ta có thể tạm ngừng bất cứ lúc nào. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, trong màn sương đen, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh ra lệnh, hai giác, món khoái khẩu của ngươi chính là rồng, mà hiện tại đối thủ của ngươi cũng là một con rồng. Đi đi, giết nó rồi ăn sạch nó cho ta. Vâng, ta, vô cùng, vui, vẻ. Một tiếng trả lời ồn ồn vang vọng khắp nơi. Rầm, 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 mặt đất rung chuyển. Có vẻ như ở trong màn sương đen, có một loại sinh vật khổng lồ đang từng bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, vì để cho ngươi yên tâm đi làm việc của mình. Hắn duỗi một ngón tay, chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo xông ra ngoài cửa sổ, cắt nát hư không, làm cho cảnh tượng hỗn độn tại thế giới bên ngoài hiện ra trước mắt mọi người. Kiếm khí xuyên thủng trời cao, bắn thẳng tới chỗ sâu trong màn sương đen. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm rung động đất trời vang lên, ầm ầm, cả vùng đất đều rung chuyển, có thứ gì đó ngã xuống đất, màn sương đen cũng không cuồn cuộn tản ra nữa, toàn bộ trời đất đều trở nên yên lặng. Cố Thanh Sơn thấy một kiếm này thì mới thả lỏng, nói, kiếm thuật rất mạnh, vậy ta đi đây. Ừ, đi đi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn bay về phía màn sương đen, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn kìa, con rồng kia muốn vào trong màn sương đen. Nó muốn chiến đấu với những quái vật kia. Ha ha ha, con rồng này thật sự là thần thủ hộ của thế giới chúng ta rồi. Loài rồng thật sự là tuyệt vời. Đám người hưng phấn hét lên. Mà ở trong thành, cá ướp muối Cố Thanh Sơn cũng thu lại ngón tay, tiếp tục chơi trò chơi. Ê, dù sao cô cũng không làm gì, mà trò chơi này có thể điều chỉnh thành hai người cùng chơi. Có muốn tới chơi cùng hay không? Hắn hỏi Sơn Hải Tê Hà. Không được, hiện giờ tình hình đang rất khốc liệt, ta không có tâm trạng để chơi trò chơi. Sơn Hải Tê Hà lạnh lùng trả lời, tại sao hắn ta chỉ chơi đùa, ăn rồi ngủ, lại có được kiếm thuật mạnh mẽ như vậy chứ? Thế giới này thật sự không công bằng. Sơn Hải Tê Hà tức giận nói, ồ, không công bằng chỗ nào. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào trò chơi, thuận miệng hỏi, con ngươi Sơn Hải Tê Hà đảo quanh. Bỗng nhiên nói, trật tự của ngươi rất mạnh, có thể nào để nó gia tải luôn trên người ta được hay không? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn hơi khó xử, nói, khụ, điều này sao, chỉ sợ nó không thèm thôi. Sơn Hải Tê Hà yên lặng, tại sao? Chẳng lẽ bởi vì ta chưa đủ lười à? Nàng ta hỏi, không phải, chỉ có những người có tâm trí cứng cỏi nhất mới có thể dùng nó mà không bị điên. Xin lỗi, thật sự là ta không có ý tự khen mình đâu, thế nhưng sự thật là vậy đó. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, Sơn Hải Tê Hà hừ lạnh, đang muốn nói gì đó thế nhưng lại đột nhiên im lặng, nàng ta yên lặng quan sát bóng lưng của cá ướp muối Cố Thanh Sơn, từ phía sau lưng mà nhìn, thì thấy cá ướp muối Cố Thanh Sơn vẫn luôn yên lành ngồi nơi đó, bình tĩnh mà chơi trò chơi, thế nhưng nàng ta luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ, nàng ta bỗng nhiên cầm lấy chiếc chuông nhỏ màu tím của mình ra, đặt trong lòng bàn tay, rồi hướng nó về phía cá ướp muối Cố Thanh Sơn, len keng, chuông nhỏ màu tím này bỗng nhiên nhúc nhích. Phát ra những tiếng kêu dễ nghe, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại. Vài giây sau, len keng, chuông nhỏ màu tím lại nhúc nhích lần nữa. Lại qua vài giây nữa, len keng, chuông nhỏ này lại kêu lên một lần nữa. Sơn Hải Tê Hà lui về phía sau một bước, sợ hãi nói, chuyện gì vậy, tại sao chỉ qua vài giây, mà ngươi đã chết ba lần rồi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn nàng ta, hả? Đó là tác dụng của chiếc chuông nhỏ kia sao? Lại bị cô nhận ra rồi. Đúng lúc này, từ trên quan não xuất hiện một loạt tiếng chúc mừng, chờ đã, ta vượt ải thành công rồi. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, sau khi nói xong, chuông nhỏ trong tay Sơn Hải Tê Hà lại vang lên một lần nữa, bốn lần, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã chết bốn lần rồi, chuyện này là sao chứ? Sơn Hải Tê Hà hỏi lần nữa, không có gì, chỉ là mỗi khi hoàn thành một loại nhiệm vụ mà cá ướp muối giao cho, ta sẽ bị trật tự ném vào một thời không khác. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, một thời không khác. Sơn Hải Tê Hà không hiểu, hỏi lại, đúng, trật tự sẽ chọn một loại tận thế mà ta làm cách nào cũng không thể sống sót được, rồi ném ta vào trong đó chiến đấu, cho tới chết. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, Sơn Hải Tê Hà ngẩn người, lẩm bẩm,
cho nên ngươi vẫn luôn chiến đấu cùng với tận thế sao? Cá ướp muối Cố Thanh Sơn nói, cũng không có gì, dù sao sau khi chết thì ta vẫn sẽ trở về hiện thực. Sơn Hải Tê Hà lắc đầu liên tục, nói, cho nên ngươi cũng không phải lười biếng như biểu hiện, mà là lúc nào cũng đều cố gắng để lấy được cơ hội tiến vào tận thế, sau đó ở nơi đó chiến đấu tới chết. Điều này rất bình thường, kiên trì khiêu chiến không ngừng chỉ là điều kiện cơ bản để mạnh lên. Trên thực tế, không có chuyện gì có thể để đó đợi mai mới làm. Nếu như cô cần lực lượng để thay đổi điều gì đó, vậy thì phải dùng toàn lực để đi chiến đấu, từng phút từng giây, ngay trong ngày hôm nay. Sau khi cá ướp muối Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói xong, thì lại chọn một trò chơi khác trên quan não. Âm nhạc lại vang lên, một trò chơi mới đã bắt đầu. Một bên khác, cơ thể khổng lồ của rồng đen vừa xông vào trong sương mù đã biến ngay thành một con mèo quýt, lóe lên trong hư không rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hóa thân quốc hoàng, Dạ Mị Quỷ Ảnh, Ngọc Vô Hà, từng năng lực liên tiếp được sử dụng, mèo quýt rơi trên mặt đất, nhanh chóng chạy về phía trước. Những làn sóng năng lượng bạo phát ra từ tên quái vật kia thật sự là quá kinh khủng, cơ bản là không thể che giấu được. Trong sương mù đen, rất nhiều quái vật lần lượt đứng dậy từ trong mộ của chúng, chậm chậm đi về phía tòa thành, hủy diệt tất cả. Bọn quái vật vừa đi, vừa lẩm bẩm những câu nói này. Mèo quýt đón đầu lũ quái vật này rồi chui vào giữa chúng, ngược hướng của chúng mà nhanh chóng tiến lên. Hiện tại, nó đã không có thời gian quan tâm tới những quái vật tận thế này. Nó muốn tìm được kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, rồi giết chết đối phương. Động tác của mèo quýt cực nhanh, chỉ trong vài giây đã vượt qua một khoảng cách rất xa, dần dần đã bỏ lại vô số quái vật đằng sau lưng mình. Bỗng nhiên, trước mắt của nó sáng lên, mèo quýt đi xuyên qua sương mù đen, lần nữa trở về nơi hoang dã hoang vu kia. Quái vật hư không, tại sao ngươi lại đầu hàng và làm việc cho tận thế? Tiếng thần thú vương gào thét rất vang dội. Mèo quýt nhìn xung quanh, có một con quái vật xuất hiện, trên người có vô số gai nhọn rất dữ tợn, nó đang đứng trên một ngôi mộ cao lớn, đó chính là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Ở đối diện nó là bọn quái vật hoán đổi linh hồn thoát khỏi mộ lớn, có khá nhiều tên chỉ còn lại cái xác, đang nằm yên trên mặt đất, mà thần thú vương thì đứng phía trước nhất, giằng co với kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Mèo quýt vểnh đuôi lên, yên lặng lướt vào trong chiến trường, nó bò lên trên ngôi mộ kia, yên lặng ngồi xổm sau lưng quái vật hư không, yên lặng chờ đợi, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ giết chết con quái vật trước mắt này. Con quái vật hình người được bao trùm bởi lớp giáp xác màu xám và đầy gai nhọn đang đứng trên ngôi mộ, giằng co với đám người thần thú vương. Quái vật hư không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Mèo quýt ngồi sau lưng nó, cũng không vội vã ra tay mà khá hứng thú lắng nghe đoạn đối thoại của hai bên. Dù sao một phe là quái vật hư không, một phe là quái vật bị phong ấn trong mộ, nghe hai bên nói chuyện với nhau sẽ có được một vài bí mật có giá trị. Mắt thần thú vương lóe sáng, nói, ta biết các ngươi, khi ngôi mộ vừa mới xuất hiện, ta ở trong mộ cảm nhận được có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đã tới, đó chính là các ngươi. Đáng tiếc rằng các ngươi chỉ biết trong mộ xuất hiện vô số bảo vật, mà lại không biết trong mộ nguy hiểm như thế nào. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói, cái loại bị phong ấn ở trong mộ như các ngươi, làm sao có thể biết được tình trạng của chúng ta. Thần thú vương nói, thẳng thắn mà nói thì sở dĩ cái tận thế này có thể giữ chân chúng ta chủ yếu nhờ vào lực lượng lấy được từ ngươi. Chỉ cần ngươi không đối địch với ta thì ta có thể cứu ngươi ra ngoài, thậm chí dẫn các ngươi tới nơi cất bảo bối ở trong mộ. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, quá chậm rồi, ta đã bị cái tận thế này ăn mòn quá lâu, vì không để cho bản thân biến mất trong hỗn độn nên ta đã dung hợp cùng với cái tận thế này rồi. Mèo quýt mở to mắt, yên lặng ngồi xổm bên trên ngôi mộ mà trầm tư. Hóa ra cũng không phải tất cả quái vật hư không đều trôi nổi ở trong dòng sông của khu mộ lớn. Những quái vật mạnh mẽ như kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn có thể dung hợp với tận thế, trở thành một bộ phận của tận thế. Như vậy, loại tận thế này, rốt cuộc là gì? Tận thế ngay trước mắt hắn đây chỉ là ảo cảnh, mà kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh là một trong những quái vật mạnh mẽ nhất trong hư không. Tại sao nó có thể bị ép dung hợp với ảo cảnh này chứ? Chẳng lẽ, kẻ đã ép nó tới bước đường này chính là bản thể chân thực của tận thế? Mắt mèo quýt sáng lên, thấy được cơ thể thần thú vương hơi run rẩy. Có vẻ như nó cũng nghĩ tới điều gì đó. Vậy mà, ngươi, có thể làm được tới bước này. Giọng điệu của thần thú vương như đang hâm mộ một công nhân được thăng chức lên làm cán bộ vậy. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhẹ nhàng bước tới trước, trong giọng nói ẩn chứa sát ý điên cuồng, cái chết của các ngươi sẽ tẩm bổ tận thế, mà ta, chính là tận thế. Đám người của thần thú vương đều lùi về phía sau một bước, dù sao thì quái vật trước mắt quá mạnh, mạnh tới khó tưởng tượng. Mỗi một đòn tấn công của nó đều là thuật pháp mang theo pháp tắc nhân quả, không thể tránh né, không thể chống cự, nó còn có thể mượn tất cả lực lượng của tận thế. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, chờ đã,
chúng ta thật sự có cách tách ngươi ra khỏi cái tận thế này. Đám người nhìn về phía tiếng nói phát ra, đó chính là một đàn em của thần thú vương, thân hình cao gầy, rất lịch sự, có thể là một đại lão nào đó trong hang sâu vạn thú. Chỉ là sau khi trao đổi cơ thể thì linh hồn của hắn ta đã vào trong mộ, còn linh hồn hiện tại trong cơ thể hắn là của quái vật. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh giống như là nghe thấy một lời nói dối quá buồn cười vậy, ngửa mặt lên trời cười như điên, ta chính là vương giả vô địch trong hư không, ngoài 49 thần hư không và vực sâu vĩnh hằng ra, ta không để ý tới bất cứ kẻ nào nữa cả. Hiện tại ta vì sống sót cũng chỉ có thể dung hợp với tận thế mà thôi. Nó nhìn về phía người kia, bùng nổ ra sát khí vô biên, thế mà những con sâu kiến như các ngươi, cũng dám nói là có cách cứu ta sao? Người đàn ông cao gầy kia vẫn bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta không mạnh mẽ bằng ngươi, thế nhưng chúng ta được sinh ra ở trong mộ, đương nhiên có cách đặc biệt chống lại tận thế rồi. Quái vật im lặng, thần thú vương cũng âm thầm khen hay, nói tiếp, đúng vậy, ngươi nhìn bọn ta xem, mặc dù bị tận thế phong ấn ở trong mộ, thế nhưng vẫn có thể sử dụng cách đổi linh hồn để chạy thoát ra ngoài. Thần thú vương giang tay ra, nói, nào nào, tới đây, gia nhập với chúng ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tận thế, đủ rồi. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh hét lên, cắt đứt lời nói của thần thú vương. Nó nở nụ cười rằng, ta dung hợp với tận thế, ở trong khu mộ lớn này cũng đã được hàng trăm ngàn năm rồi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là thứ gì sao? Nó tiến về phía trước từng bước một, mà đám người thần thú vương thì lùi lại liên tục. Chúng ta là thần linh của thú vương đạo bị tận thế phong ấn lại. Chúng ta có thể chống lại tận thế, cũng có thể cứu ngươi. Thần thú vương quát lớn, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lắc đầu. Bật cười, không, thứ chống lại tận thế chính là thần khí định giới lục đạo luân hồi, là thanh kiếm kia. Còn các ngươi, giọng nói của nó ẩn chứa vẻ châm chọc, vệ sĩ bảo vệ rừng mộ cổ xưa, thế nhưng trong tận thế đen tối vô tận đã vứt bỏ trách nhiệm cùng lời hứa của mình, đánh cắp một vài truyền thừa trong rừng mộ, điều duy nhất dám làm chính là đổi cơ thể cho những phàm nhân kia. Làm ra những chuyện như vậy, còn dám tự xưng là thần sao, nếu như nói những người đứng đầu hư không chúng ta là kẻ trộm mộ, thì các ngươi chính là những kẻ phản bội lời thề của chính mình. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói tiếp, một đám rác rưởi. Nói tới đây, cả hai bên đã không thể hòa giải được nữa. Thần thú vương tức giận hét, ra tay. Trong chớp mắt, tất cả đám người bên phe nó đều phóng ra những thuật pháp mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Trong chớp mắt trước khi thần thú vương ra lệnh, người đàn ông cao gầy kia đã phát động thuật pháp trước rồi. Hai tay của hắn ta đột ngột bị không khí sắc bén cắt ra hai vết thương khá lớn, máu chảy liên tục. Hắn ta ngồi xổm xuống. Hai tay chạm vào mặt đất, quát lớn, đổi, quỳnh, bụi mù bay lên trên trời, lại bị gió mạnh thổi tản. Khu vực đám người thần thú vương đang đứng bỗng trở nên hư ảo không chân thật, giống như là có một thế giới khác bỗng nhiên phủ xuống khu vực này vậy. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn đang định ra tay, thấy vậy thì dừng lại, cười nói, thuật pháp của Atula, kỷ nguyên chiến tranh sao? Rất thú vị, nó yên lặng quan sát, trong màn ánh sáng đó, vô số chiến sĩ bao vây xung quanh đám người thần thú vương. Những chiến sĩ này đều có lực lượng rất mạnh mẽ, cũng không kém hơn đám người của thần thú vương bao nhiêu, mà kỳ lạ là, phần lớn chiến sĩ đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có một số ít là đàn ông với khuôn mặt hung ác, thế nhưng khí thế lại mạnh mẽ gần bằng đám người thần thú vương. Đúng lúc này, người đàn ông thon gầy kia cũng biến đổi hình dạng, biến thành Cố Thanh Sơn, lại là một Cố Thanh Sơn khác, mọi người tiến lên. Hắn quát lớn, vâng, bệ hạ. Tất cả Atula đều kêu lên, chỉ trong chốc lát, đám thần thú vương đã bị vô số Atula vây quanh người, thần thú vương biết là không tốt, vội vàng nói lớn, không. Các Atula, thật sự là ta có truyền thừa của các ngươi. Chúng ta chính là tổ tiên của các ngươi, truyền thừa là của mộ lớn, chứ không phải là của các ngươi, với lại một lũ khốn kiếp không dám chiến đấu, không được tính là Atula. Đánh xong rồi nói sau đi, Cố Thanh Sơn kia nói, phù, màn sáng của thế giới kia bỗng nhiên vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Nghĩa địa trở lại với vẻ yên tĩnh của nó, tất cả Atula, đám người thần thú vương và Cố Thanh Sơn kia đều biến mất, chỉ còn lại kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh còn đứng một mình nơi đây. Mèo Quýt yên lặng ngồi xổm phía trên ngôi mộ, nhìn chăm chú về phía nó, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lẩm bẩm, sau khi thuật pháp này kết thúc, Atula vương kia sẽ còn trở lại nơi này. Hắn ta không phải là vệ sĩ mộ cổ, mà hắn ta đột ngột ra tay như thế, rốt cuộc có ý đồ gì, được rồi. Ta ở đây chờ đợi hắn một lát vậy, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, một bóng người sáng chói yên lặng xuất hiện, Atula vương Cố Thanh Sơn hiện ra từ hư không, rơi xuống mặt đất. Hắn vẫy vẫy tay về phía kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, nói, hey,
lại gặp nữa rồi. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm, tới đi, quy tắc được chư giới thừa nhận và được chúng sinh tôn trọng, hãy nghe theo lời kêu gọi của ta, ngưng tụ trong hư không, để cho ta biết được những bằng chứng mà ngươi được công nhận. Ngay sau đó, một làn sương trắng từ trên trời rơi xuống người của nó, dần dần nhập vào trong cơ thể của nó. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nhắm mắt lại mấy giây rồi lẩm bẩm, hóa ra ngươi chính là thần linh hỗn loạn, người đứng đầu chiến tranh hỗn loạn, đại hành giả Atula Vương, Độc Lang tử vong, chúa cứu thế được người người kính phục, người được các anh linh của thế giới tầng trong bảo vệ, Cố Thanh Sơn, đúng là ta. Atula Vương Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, những kẻ bảo vệ lăng mộ kia là đối tượng mà ta nhất định phải giết chết. Lúc nãy đã liên lụy đến ngươi rồi, ta xin lỗi, hy vọng ngươi tha thứ. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh nói, ta cũng không quan tâm, trên thực tế ta chính là hóa thân của tận thế, nếu ngươi cũng ở trong tận thế thì ta cũng phải giết ngươi, hy vọng ngươi cũng không thắc mắc về điều này. Atula Vương Cố Thanh Sơn nhìn nó, rồi tiện tay rút một thanh kiếm từ trong hư không ra, ta đang nghĩ. Hắn cúi đầu, trầm ngâm nói, vì sao ngươi còn chưa ra tay? Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cười gằn, nói, ngươi thật sự vội vàng muốn tìm chết như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Ta chỉ đề nghị mà thôi, dù sao chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí trên người quái vật này. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, đúng lúc này, một con mèo quýt xuất hiện phía sau kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Nó nhảy lên bờ vai của đối phương, một luồng sáng vàng cùng với một luồng sáng bạc hòa vào nhau, biến thành bóng mờ của một đồng xu, thuận theo vuốt mèo mà nhập vào trong cơ thể của kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Địa thần, địa chi cấm tuyệt, địa chi cấm tuyệt, mục tiêu bị ngài đánh trúng một cái sẽ bị phong ấn tất cả sức mạnh siêu phàm, duy trì liên tục trong vòng một phút. Lúc mèo quyết sử dụng chiêu này, đã hóa thành Cố Thanh Sơn. Hắn vung găng tay sắc lên, hung hăng đánh vào người quái vật. Quyền pháp băng sương, sương lạnh đóng băng, chỉ thấy băng tuyết nhanh chóng lan đầy trên cơ thể quái vật bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng biến nó thành một khối băng lớn trong suốt sáng loáng. Kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh đứng thẳng bất động trong đó, tựa như con côn trùng trong khối hổ phách. Nó toàn lực giãy giụa, ầm. Cố Thanh Sơn nện một quyền lên trên khối băng, bất chu, sơn khôi, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh lập tức không thể động đậy, trong vòng 10 hơi thở, nó mất đi tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Atula Vương Cố Thanh Sơn khoanh tay, đứng một bên nói, năng lực siêu phàm, năng lực hành động, thậm chí cả suy nghĩ trong đầu của tên này đều bị ngươi khống chế, nhưng vì sao ta lại thấy ngươi vẫn có chút căng thẳng? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nói, không cách nào sử dụng kiếm, đương nhiên sẽ thấp thỏm không yên. Atula Vương Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rút một thanh trường kiếm ra, nói, có cần ta ra tay không? Không cần, Cố Thanh Sơn nói, cả người tỏa ra một vầng sáng mờ nhạt, nguyên lực lục đạo luân hồi, hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, đập vào trên khối băng, bất chu, vô xá, đây là quyền thuật phá hủy hết thảy, dù là hữu hình hay vô hình, hư vô hay thực chất, thì dưới một quyền này, tất cả chúng sinh vạn vật đều tan rã, trở về hỗn độn, toàn bộ khối băng hóa thành đống sáng lấm lấm. Giống như đom đóm dưới màn đêm, từ từ tiêu tan trong bóng tối. Trong khối băng, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh vạn vật nhìn chằm chằm về phía trước. Trong ánh mắt nó tràn đầy vẻ mê mang, nhưng dường như vẫn cảm nhận được cái chết đang phủ xuống. Thế nhưng không có cách nào, sức mạnh của địa thần đã tước đoạt đi cơ hội phản kích của nó. Nó hóa thành hư vô, quay về hỗn độn, từ nay về sau không còn tin tức. Quyền pháp xuất sắc, ta không ngờ ngươi lại nắm giữ được sức mạnh khác ngoài kiếm thuật. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Linh hồn của ngươi còn chưa phóng thích. Cố Thanh Sơn hỏi, phóng thích linh hồn. Đó là cái gì? Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi, chờ một lát, Cố Thanh Sơn nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn dòng chữ nhỏ đang nhanh chóng hiện lên. Ngài giết chết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Nói rõ, đây là việc không có khả năng hoàn thành, nhưng bởi thực lực của đối phương chỉ có 5 phần nghìn so với kỳ toàn thịnh, lại bị ngài dùng sức mạnh địa thần phong cấm sức mạnh siêu phàm. Không cách nào sử dụng tất cả thuật pháp phòng ngự, như vậy mới để cho ngài hoàn thành lần giết chết này. Như đã nói ở trên, nó vẫn chưa kịp làm ra bất kỳ phòng ngự nào đã bị ngài giết chết, bởi vậy khi ngài phát động bất chu thì lượng hồn lực tiêu hao xuống tới mức thấp nhất. Ngài tiêu hao 100 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi, rõ ràng ta sử dụng sức mạnh lục đạo luân hồi, tại sao lại liên quan tới hồn lực? Giao diện chiến thần nói, loại sức mạnh này đến từ việc chuyển hóa hồn lực. Ngài tưởng là sức mạnh lục đạo luân hồi này đột nhiên xuất hiện cho ngài dùng à? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, hỏi, nếu như ta thả ra hai thức bất chu đằng sau, có phải cũng cần thông qua phương thức chuyển hóa hồn lực hay không? Đúng vậy, nhưng lượng hồn lực tiêu hao sẽ rất lớn, ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giao diện chiến thần nói, ngay sau đó,
dòng chữ mới lại hiện ra. Ngài giết chết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh vạn vật, ngài thu được 300 triệu điểm hồn lực. Đường chiến thần hư không bước vào giai đoạn kế tiếp, ngài phải tìm được quái vật hư không thứ hai, vạn địa chi mẫu. Xin chú ý, đây là vương giả trong quái vật hư không, là tử địch của hư không địa thần. Nếu như không phải tiến vào ngôi mộ này, sợ rằng nó còn ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn, tiến hành trận đấu vô tận với địa thần. Hãy giết chết nó. Toàn bộ dòng chữ nhỏ chớp sáng rồi tắt liệm, biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn thở dài, bất luận là kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh hay là vạn địa chi mẫu, chúng đều là những quái vật quá mạnh mẽ. Chuyện duy nhất chúng nó làm sai chính là đi vào ngôi mộ này. Nếu không, với thực lực của mình mà muốn giết chết chúng nó, căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy, phải giết chết 5 quái vật như vậy mới có thể đạt được danh hiệu chiến thần. Vậy rốt cuộc danh hiệu ấy có bao nhiêu uy năng? Chiến thần hư không? Danh hiệu này đúng là khiến cho người ta tò mò. Hắn dần dần phục hồi tinh thần, tầm mắt rơi vào trên người Atula Vương Cố Thanh Sơn. Đối phương vẫn đợi hắn như trước, lúc này lại mỉm cười thông cảm, nói, đang xem kết quả chiến đấu của trật tự, đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói, hắn suy nghĩ một chút, nói một lần về chuyện phóng thích linh hồn. Atula Vương Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, lẩm bẩm, hiệu triệu chim kinh thức. Sự kiện này ta đã từng nghe qua, cô bé kia tên là Lora, hiện tại còn là nữ vương vương quốc kinh thức, nhưng chỉ là một vị vua bù nhìn. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại, nói, Lora là bù nhìn của ai? TF. Hình như người này đã khống chế nữ vương, hiện tại ả ta là nhiếp chính vương của vương quốc kinh thức. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn không hiểu, nói, vì sao ngươi không tham gia lời hiệu triệu của chim kinh thức, bởi vì Trĩ La đã chết. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, cái gì? Cố Thanh Sơn thất thanh nói, trong ánh mắt của Atula Vương Cố Thanh Sơn toát lên vẻ ảm đạm buồn bã, nói, nàng là con gái của Atula, sau khi đánh một trận ở Hoàng Tuyền, nàng tìm một thi thể của một cô gái nhân tộc chết trong kiếp nạn, nhập vào đó và sống lại, nàng đi theo ta, chinh chiến khắp hàng chục ngàn tỷ thế giới, trong một lần chiến đấu, để bảo vệ ta, nàng bị đánh trúng. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, linh hồn của nàng thì sao? Linh hồn của nàng cũng bị trọng thương, phương pháp duy nhất có thể cứu nàng chính là cho nàng đi vào Vong Xuyên. Vong Xuyên sẽ trị hết tất cả thương tích trên linh hồn, cái giá phải trả chính là sẽ quên hết mọi thứ. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, quên hết mọi thứ, đó chính là không bao giờ nhớ được Cố Thanh Sơn nữa. Tâm niệm Cố Thanh Sơn chuyển động, hỏi, vậy là nàng đầu thai sống lại từ đầu, đúng, ta xin Vong Xuyên ly hồn câu giúp một chút, nàng sẽ một lần nữa giáng sinh ở Atula đạo, cho dù như vậy, nàng cũng không nhận ra ngươi. Cố Thanh Sơn nói, Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, cho nên ta gia tải hỗn loạn, tiến vào thế giới Atula, từng bước đi lên, trở thành vương của một vài thế giới mảnh vỡ Atula, tại sao phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, để trở thành thần vương Atula. Truyền thuyết kể lại, thần vương Atula có thần thông đặc biệt hạng nhất, hắn ta có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước của mỗi một Atula, làm cho bọn họ thức tỉnh tất cả trí tuệ từ lúc sinh ra cho tới nay, chẳng trách ngươi lại tiến vào Atula đạo, thì ra là vì chuyện này. Cố Thanh Sơn thở dài nói, giờ khắc này, hắn không khỏi cảm khái sự phong phú và rộng lớn của vận mệnh, ở mỗi một ngã rẽ lịch sử, mọi người đưa ra đủ loại quyết định, bởi vậy, vận mệnh của bọn họ tạo thành những con đường hoàn toàn khác nhau. Cố Thanh Sơn nắm tay lại thành quyền, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Hắn nói, chuyện gì? Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi, đi cứu Lora. Cố Thanh Sơn nói, Atula Vương Cố Thanh Sơn nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói, Vương quốc Kinh Cức bây giờ là căn cứ địa của trật tự Ma Vương. Mặc dù ta là Atula Vương, nhưng muốn đối phó với trật tự Ma Vương vẫn sẽ có chút vấn đề. Cố Thanh Sơn kiên định nói, ngươi phải đi cứu cô bé, bởi vì cô bé có liên quan đến rất nhiều chuyện quan trọng, ví như cổ thụ Kinh Cức, 3 đồng tiền thời gian, thậm chí cô bé còn có liên quan tới thế giới phủ bụi. Hơn nữa, bản thân trật tự Ma Vương cũng thuộc về hỗn loạn, sao? Những điều ngươi nói, sao ta chưa từng được nghe? Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn liền giải thích tất cả mọi chuyện một lần, ngươi rất quan tâm cô bé kia. Atula Vương Cố Thanh Sơn hỏi, đúng vậy, vận mệnh của Lora vô cùng thê thảm, ta không muốn cô bé phải chịu đựng cuộc đời như vậy, cho dù ở thế giới song song cũng thế. Cố Thanh Sơn nói, Atula Vương Cố Thanh Sơn khổ sở nói, một trận đại chiến. Chỉ sợ ta phải dùng hết tất cả sức mạnh, Cố Thanh Sơn nói, chuyện này không liên quan tới việc cô bé là nữ vương, là chủ nhân tài phú, là sứ giả cổ thụ Kinh Cức, cho dù cô bé không có những thân phận này, chỉ là một bé gái bình thường, chúng ta cũng phải cứu cô bé, vì sao? Atula Vương Cố Thanh Sơn nói,
Nếu có một ngày tất cả tận thế kết thúc, ta và ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường, trong nhà có một đứa con gái, có lẽ chính là dáng vẻ giống như cô bé, ngươi sẽ vì mỗi một nụ cười của con gái mà tình nguyện cố gắng rất nhiều, cho dù là đi đánh nhau, đi chiến đấu. Không phải sao? Atula Vương Cố Thanh Sơn im lặng, sau vài hơi thở, hắn ta lấy ra một vật, đưa cho Cố Thanh Sơn, là khối ngọc bài cửu u âm phù, trước hết ngươi giữ nó thay ta, phạm vi sử dụng của thứ này là cả ngôi mộ, chờ ta quay về thì trả lại cho ta. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhận ngọc bài, chân thành nói, đa tạ, không cần, ta đi cứu cô bé không phải vì ngươi, mà là bởi vì ta đã biết chuyện này. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, được, ngươi đi đi, chuyện ở đây giao lại cho ta. Hai Cố Thanh Sơn nhìn nhau gật đầu, mỉm cười. Atula Vương Cố Thanh Sơn xoay người, đi tới nơi xa trong bóng tối. Chiến tranh, chính là nơi mà trường kiếm của ta hướng về, là vì bảo vệ mà phải tiến hành chinh phạt. Hắn ta thấp giọng nói, thân hình dần dần biến thành ảo ảnh, biến mất khỏi thế giới này. Hắn ta đi rồi, đi cứu một lô ra khác. Cố Thanh Sơn cất ngọc bài vào trong ngực. Hiện tại chỉ còn một mình hắn, đứng cô đơn ở trong bãi tha ma hoang tàn. Đầy rẫy quái vật từ trong mộ phần dãy dụa thoát ra, dần dần vây hắn vào chính giữa. Cố Thanh Sơn nắm chặt găng tay sắt, quan sát quái vật xung quanh. Số lượng hơi nhiều. Ta nhớ là có một chiêu quyền pháp từ trên trời giáng xuống, thân hình hắn khẽ động, ầm bay lên không trung. Bên kia, trên dòng sông thời gian, một hòn đảo hoang thời gian đơn độc không ngừng trôi nổi. Thế giới tháp cao, Lora ngồi trong gian phòng của mình, lẳng lặng cầm một sợi dây thừng màu tím trong tay, sợi dây vân đồ. Trong tay cô bé thậm chí còn có một sợi dây vân đồ khác, hoặc là, đây là nửa kia của sợi dây vân đồ. Một giọng nói xuyên thấu qua những pháp tắc ràng buộc không gian và thời gian, vang lên từ trên chính sợi dây vân đồ. Ngươi phải đi cứu cô bé, chuyện này không liên quan tới việc cô bé là nữ vương, là chủ nhân tài phú, là sứ giả cổ thụ kinh cức. Cho dù cô bé không có những thân phận này, chỉ là một bé gái bình thường, chúng ta cũng phải cứu cô bé. Nếu có một ngày tất cả tận thế kết thúc, ta và ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường, trong nhà có một đứa con gái, có lẽ chính là dáng vẻ của cô bé, ngươi sẽ vì mỗi một nụ cười của con gái mà cam nguyện cố gắng rất nhiều, cho dù là đi đánh nhau, đi chiến đấu, không phải sao? Giọng nói khẩn thiết của Cố Thanh Sơn vang lên từ trên sợi dây, Lora lẳng lặng nghe, cuối cùng gục đầu xuống, ra sức lau nước mắt. Cố Thanh Sơn, Thanh Sơn, cô bé nức nở thì thầm. Cố Thanh Sơn bay giữa trời đêm tăm tối, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ hơn 10 hơi thở đã bay tới bầu trời bên trên vương thành. Toàn bộ vương thành bị chi chít quái vật vây quanh, tất cả quân đội vương thành đã sớm không địch lại nổi, chỉ đành phải lui về canh giữ trên tường thành. Các chức nghiệp giả lớn tiếng quát tháo nhưng không cách nào thay đổi xu hướng của cuộc chiến, một xu hướng vô cùng bất lợi và thảm hại đối với bọn họ. Trên người những quái vật đều là dung nham sôi trào, lửa mạnh trên người phóng lên cao, chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm trong thành phố. Chúng nó bắt đầu công thành. Vài chỗ tường thành không chịu nổi ngọn lửa quái vật công kích, trực tiếp sụp đổ. Giết! Không thể để cho chúng nó vào thành, một quan chỉ huy gào thét. Các chức nghiệp giả lớn tiếng kêu gọi, sử dụng công kích mạnh nhất của bản thân để chém giết quái vật. Tiếc rằng những quái vật kia được tạo thành từ xương cốt rắn chắc sắc bén, lại được từng tầng nguyên tố lửa bảo vệ. Đối với chúng nó, bất luận là công kích vật lý hay công kích thuật pháp, tổn thương gây ra đều rất có hạn. Thần niệm Cố Thanh Sơn nhanh chóng quét qua, dừng lại tại căn phòng nơi một mình khác đang nghỉ ngơi. Chỉ thấy Sơn Hải Tê Hà canh giữ ở cửa, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Cá muối Cố Thanh Sơn thì trốn ở một góc trong gian phòng, ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn có một thanh kiếm. Theo sự thôi động của cá muối Cố Thanh Sơn, thanh kiếm này không ngừng phát ra kiếm khí sắc bén, bay ra ngoài cửa sổ, đánh vào khắp nơi trong thành phố. Kiếm khí bắn ra nhanh như điện, nơi nó đi qua đều đánh cho quái vật bay lên không trung, sau đó lại thêm một đạo kiếm khí khác đuổi theo, trực tiếp chém quái vật hóa thành tro bụi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra. Cá muối Cố Thanh Sơn có thân phận là cán bộ phòng quân vụ. Dựa vào quy tắc, hắn không thể làm ra việc không phù hợp với thân phận của mình khi ở thế giới này. Hắn không cách nào giải thích tại sao một sĩ quan văn phòng lại có kiếm thuật cường đại như vậy, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng, ở một nơi mà mọi người không thể nhìn thấy rồi phát động kiếm khí giết địch. Thân hình Cố Thanh Sơn chợt sáng lên rồi tắt ngấm, biến mất khỏi bầu trời, trực tiếp xuất hiện bên trong phòng. Tình hình chiến đấu thế nào? Hắn hỏi. Không tốt lắm, trừ phi tiêu diệt thân thể những quái vật này một cách triệt để, bằng không hài cốt của bọn chúng sẽ nhanh chóng dung hợp lại, hình thành quái vật mạnh hơn. Cá muối Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường phố ngoài kia, đúng lúc có một đội kỵ sĩ xông lên, đồng tâm hiệp lực giết chết hai con quái vật. Chỉ thấy hai con quái vật dung hợp lại với nhau,
lại hóa thành một con quái vật lửa cao 7-8 thước. Quái vật này còn mạnh hơn nữa. Đều, chết, quái vật lửa khổng lồ xông về phía những kỵ sĩ kia. Vù, kiếm khí bay tới, đánh vào người quái vật, triệt để diệt sạch bọn chúng. Đám kỵ sĩ reo hò lên, đồng thời nhìn về phía cửa sổ. Là vị đại nhân nào xuất thủ? Xin hãy cho chúng ta gặp mặt. Đội trưởng đội kỵ sĩ cao giọng nói, bên trong gian phòng yên tĩnh, hai Cố Thanh Sơn nhìn nhau, lại nhìn về phía Sơn Hải Tê Hà. Sơn Hải Tê Hà hiểu ý bọn họ, nói, không được, thân phận của ta là pháp sư, nếu như nói ta phóng ra kiếm khí sắc bén kia thì không thích hợp với thân phận của ta. Cá muối Cố Thanh Sơn nhíu mày nói, ta là quan văn, thân phận của ta cũng không thể có được sức mạnh như vậy, chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ, nhìn về phía các kỵ binh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, nhanh tới cứu viện chỗ tường thành. Hắn bình tĩnh ra lệnh, đám kỵ sĩ đồng thời ngẩn ra. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã dùng diện mạo vốn có của mình để xuất hiện trước mặt đám kỵ sĩ. Vai diễn vệ binh Lý Thu Sơn của hắn đã sớm chết trận khi phụng mệnh lẻn vào sương mù trước kia. Chuyện này vốn là do chính miệng tên kỵ binh trốn về kể lại, lúc ấy có rất nhiều người đều nghe thấy. Cố Thanh Sơn dùng diện mạo chân thực của mình xuất hiện ở thế giới này, đương nhiên không ai nhận ra hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn là một người không có thân phận. Xin hỏi các hạ là ai? Đội trưởng đội kỵ sĩ hỏi. Theo một tiếng hỏi này của hắn ta, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện dòng chữ nhỏ. Cảnh cáo, hãy mau chóng thu hoạch một thân phận được thế giới thừa nhận, bằng không ngài sẽ bị đưa vào trung tâm tận thế, đó là nơi ảo giác tận thế thông tới địa điểm tận thế chân thực. Một khi đi vào trong đó, ngài khó mà sống sót trở về. Nhắc lại lần nữa, xin hãy lập tức thu hoạch một thân phận được chúng sinh thế giới này công nhận. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn, nói với mọi người, đã đến lúc cho các ngươi biết thân phận thật của ta. Hắn bay ra khỏi cửa sổ, thân hình vừa lóe lên đã bay lên bầu trời. Sau một cái chớp mắt, một con rồng đen khổng lồ thình lình xuất hiện. Là rồng, long tộc, hắn là con rồng kia. Trời ạ, là thần thủ hộ của chúng ta. Đám kỵ sĩ hưng phấn kêu lớn. Trên giao diện chiến thần cũng hiện lên dòng chữ nhỏ. Ngài đã dùng thân thể long tộc để đối đầu với quái vật, bị tất cả mọi người nhìn thấy, ai nấy đều đã khắc ghi ấn tượng thật sâu trong lòng. Thân phận của ngài đã được thừa nhận. Hiện tại ngài là thần thủ hộ của Vương Thành. Hắc Long. Hắc Long bay thật cao giữa bầu trời đêm, ánh mắt khẽ động. Nó bắt đầu lao xuống, chỉ thấy Hắc Long vòng quanh tường thành, lấy tốc độ không thể tưởng tượng ra sức lượng đi. Nó giống như một bức màn đen, nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu quái vật lửa, gieo rắc vô vàng băng sương lạnh buốt xuống bên dưới. Tia sáng màu đỏ trong trời đêm dần dần tiêu tan, từng đám quái vật bị đông cứng tại chỗ, hóa thành tượng băng trong suốt. Bên ngoài Vương Thành biến thành một thế giới sương tuyết tĩnh mịch. Rồng, là rồng, nó đóng băng những quái vật kia. Trên tường thành, rất nhiều chức nghiệp giả đều rối rít hoan hô. Cùng lúc đó, ánh mắt Hắc Long ngưng lại, chỉ thấy bọn quái vật lửa đột nhập thành phố đã dừng lại việc giết chóc và phá hoại, sau đó tập trung lại với nhau, dần dần hòa làm một thể. Trong chớp mắt, dung nham đã bắt đầu hình thành, nhanh chóng hóa thành một con rồng màu đỏ thẫm. Từng giọt dung nham từ trên người nó rơi xuống mặt đất, thiêu cháy cả một vùng. Rầm, 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 rầm. Con rồng này bước ra vài bước, đột nhiên bay lên bầu trời đêm. Nó xông thẳng tới Hắc Long, gờ rào, rồng lửa há mồm phun ra một ngọn lửa cháy mạnh còn lớn gấp mấy lần thân hình của nó. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức thông thường, trở thành cảnh tượng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa sạch trong lòng mọi người. Ngọn lửa này lớn bằng toàn bộ Vương Thành, cho dù là Hắc Long có thân hình khổng lồ, nhưng khi đối mặt với ngọn lửa không thấy giới hạn này thì cũng chỉ có thể bị nuốt chửng. Sơn Hải Tê Hà không nhịn được quát lên, cẩn thận. Ngay khoảnh khắc sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, con rồng màu đỏ thẫm và Hắc Long bỗng nhiên hoán đổi vị trí. Con rồng đỏ thẫm bị ngọn lửa bắn trúng, xuyên qua bầu trời, rơi vào một chỗ xa xôi trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, trong màn đêm sâu thẳm, truyền đến tiếng gào thét tức giận của nó. Ngọn lửa vô cùng mãnh liệt đốt thủng sương mù, khiến cho cảnh đồng hoang và bãi tha ma ở phía xa hiện ra trước mặt mọi người. Cố Thanh Sơn trên bầu trời lại hóa thành hình người, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía cánh đồng hoang. Chỉ thấy con rồng đỏ thẫm chiếm cứ trên ngôi mộ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm lại hắn. Trong cánh đồng xung quanh nó, từng con quái vật đang dần dần chồng chất lên nhau, hóa thành hình rồng. Chúng nó trải dài khắp mặt đất. Lúc này đây không chỉ là rồng lửa. Trên cơ thể của những con quái vật hình rồng này còn có những kỹ năng khác như băng sương, sấm sét, gió. Tiếng hoan hô của đám người tựa như bị cắt đứt, đột nhiên trở nên im ắng. Quái vật hình rồng quá nhiều, gần như là đếm không xuể. Cho dù là long tộc trong truyền thuyết cũng không có số lượng khổng lồ như vậy. Bên phía Hắc Long thì chỉ có một. Đây chính là tận thế cấp vô sách, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.
Trong lòng hắn đang nghĩ một chuyện khác, trong ảo cảnh này, chỉ cần sống đến thời khắc cuối cùng là có thể trở về. Thế nhưng, đây chỉ là ảo cảnh mà thôi, ở bên trên ảo cảnh này, còn có tận thế chân thực, ngay cả kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cũng bại bởi tận thế chân thực này. Ai có thể chiến thắng tận thế như vậy? Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, nhìn từng quái vật hình rồng được tạo thành từ xương cốt và các loại nguyên tố tự nhiên khác nhau ở phía xa. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, này, đây là cá muối Cố Thanh Sơn. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, có muốn ta tới giúp ngươi hay không? Cá muối Cố Thanh Sơn hỏi, đùa à, còn thân phận của ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi làm gương không tệ, ta đây cũng sẽ bắt chước ngươi giả chết trận, lấy lại thân phận cũ. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, ngươi cũng có thể biến thành long tộc. Cố Thanh Sơn hỏi, ừ, ta có thể biến thành rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, ta chưa từng nghe tới, đó là rồng gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ta có thể hấp thu tất cả nguyên tố, như thế thì pháp tắc nguyên tố sẽ trở nên yếu ớt, sức mạnh của quái vật tận thế sẽ giảm bớt rất nhiều. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, ngươi hấp thu nhiều nguyên tố như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, có khả năng sẽ bị đầy bụng, nhưng cũng không sao, cùng lắm thì nay bụng lại bự hơn một chút thôi. Chuyện như này, làm cá muối thêm vài ngày là ổn hết. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, ta chưa từng nghĩ tới mình còn có thể biến thành cái loại rồng gì đó. Cố Thanh Sơn thất thần nói, ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể hóa thành một con rồng đen. Có điều, nếu muốn ta kích phát năng lực đó, ngươi phải giúp một tay. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, giúp thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, khống chế quái vật, làm cho nó không thể cử động, như vậy ta có thể hấp thu sức mạnh nguyên tố trên người chúng nó. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, lúc này, từ phía xa chân trời truyền đến từng tiếng trống kinh thiên động địa, Cố Thanh Sơn nhìn phía cánh đồng hoang vu, chỉ thấy các loại nguyên tố ngưng tụ thành hình, liên tục bay lên không trung, chúng nó trực tiếp bổ nhào về phía Vương Thành, thật ra chỉ cần hai. Không, chỉ cần một con rồng nguyên tố khổng lồ là có thể phá hủy Vương Thành. Lúc này nhiều rồng nguyên tố khổng lồ như vậy đến đây công kích, e rằng không mất bao lâu sẽ phá hủy Vương Thành triệt để. Hiện giờ chúng ta có quá ít thông tin tức, để ta đi đánh một trận xem thử thế nào. Cố Thanh Sơn nói xong, thân hình hóa thành hắc long, không để ý tới tiếng kinh hô của các binh tướng bảo vệ thành phía dưới, bay về phía cánh đồng hoang. Tốc độ của hắn cực nhanh, vượt xa long tộc, nhanh chóng chặn lại con rồng nguyên tố khổng lồ đầu tiên. Móng rồng mở ra, lóe lên. Khí lạnh băng lãnh cắt ngang con rồng khổng lồ toàn thân đầy khói độc này. Ầm, con rồng này trực tiếp rơi xuống, đụng vào mặt đất, hóa thành vô số sương khói màu xanh thẫm, bám vào trên cơ thể của một rồng nguyên tố khổng lồ khác. Trong nháy mắt, thân hình rồng nguyên tố khổng lồ kia lớn gấp đôi. Cố Thanh Sơn thầm giật mình, băng sương khắc chế ngọn lửa, cho nên có thể khắc chế quái vật lửa. Nhưng bây giờ rồng khổng lồ do các loại nguyên tố hợp lại mà thành, rất khó một lần đánh chết. Nếu như không thể đánh chết trong một lần, chúng nó sẽ dung hợp với nhau, biến thành quái vật càng lợi hại hơn. Lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy tư, từng con rồng tỏa ra các loại ánh sáng của nguyên tố vọt lên không trung, chặt chẽ bao vây hắn vào chính giữa. Chết, các rồng nguyên tố khổng lồ phát ra tín hiệu đòi mạng. Hắc Long đột nhiên biến mất khỏi vòng vây. Các rồng nguyên tố khổng lồ vẫn còn mờ mịt, bỗng nhiên quay đầu lại mới phát hiện Hắc Long đã trở lại bầu trời bên trên Vương Thành. Hắn lại hóa thành chàng trai, đứng ở giữa không trung, mở miệng nói, không được, chúng nó không dễ giết. Sau khi dung hợp còn lợi hại hơn, cá muối Cố Thanh Sơn tận mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này liền nói, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh cho chúng tan ra, chuyện còn lại giao cho ta, đánh cho tan ra. Tâm niệm Cố Thanh Sơn lóe lên, suy nghĩ về phương pháp đối phó. Lúc này, rồng nguyên tố khổng lồ cách Vương Thành ngày càng gần, rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm cầm đầu kia mở miệng, phun ra hai ngọn lửa cháy mạnh về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không chút do dự vung quyền, quyền băng sương đóng băng, xoạt. Ngọn lửa cháy mạnh thứ nhất biến mất triệt để giữa không trung, khí tức băng sương mạnh mẽ lập tức hóa thành những làn sóng năng lượng dư âm, phóng về phía rồng khổng lồ trên bầu trời. Hiện giờ Cố Thanh Sơn có sức mạnh của ba con rồng rồng, thực lực cá nhân hiển nhiên mạnh hơn long tộc rất nhiều. Một quyền này của hắn lập tức khiến cho rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm cảnh giác. Lúc này ngọn lửa cháy mạnh thứ hai đã bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Xoạt, kiếm quang lóe lên, sơn nữ cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay, trực tiếp chém ngọn lửa thành hư vô. Công tử không thể dùng kiếm, nhưng mà ta có thể. Nàng nhẹ giọng nói, rồng lửa khổng lồ đỏ thẫm thấy sơn nữ, lại nhìn thanh kiếm trong tay nàng, rù rì nói, kiếm đoạn pháp, thì ra còn có con ác chủ bài. Nó đột nhiên ngừng bay, khe khẽ lẩm nhẩm giữa không trung. Tận thế, xin hãy cùng ta dung hợp, ban cho ta sức mạnh vượt xa thế giới này. Vù vù vù,
phía tận cùng chân trời, có thứ gì đó hưởng ứng lời kêu gọi của nó. Sau lưng nó, tất cả rồng nguyên tố khổng lồ lần nữa hóa thành một đoàn nguyên tố thuần túy, liên tục xoay tròn quanh thân nó. Chúng nó lần lượt dung nhập vào trong thân thể rồng lửa khổng lồ. Ầm, rồng lửa khổng lồ rơi trên mặt đất, thân thể dần dần biến hóa. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám âm, thậm chí độc, ôn dịch, cái chết, tàn lụi, các loại sức mạnh hoàn toàn hội tụ vào thân nó. Thân thể của nó đang phát sinh biến hóa. Đó là cái gì? Trời ạ, quái vật như vậy, Hắc Long cũng không phải đối thủ của nó. Xong rồi, thế giới này xong rồi. Các chức nghiệp giả bảo vệ thành đều lâm vào tuyệt vọng. Không chỉ bọn họ, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng dựng thẳng lông mày. Đây thật sự chỉ là ảo cảnh, hắn thì thầm. Chỉ thấy trên một vùng đất trống cách tường thành trăm thước, một người khổng lồ từ từ đứng lên. Ánh sáng của các loại nguyên tố còn quấn quanh nó, trực tiếp tạo thành một cơn lốc mãnh liệt quanh người. Nơi cơn lốc đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy không còn một mảnh. Mặt đất khô cạn, vạn vật mục nát chết đi. Đây là sức mạnh của cơn lũ nguyên tố. Người khổng lồ chỉ đứng đó bất động, khắp nơi đều nhanh chóng trở nên hoang vu. Cái chết chính là số phận của thế giới này. Người khổng lồ nguyên tố nhìn Cố Thanh Sơn giữa bầu trời, trầm giọng nói, cho dù ngươi có sức mạnh vượt qua long tộc, cũng chỉ là mệnh tôi tớ. Đến đây đi, thần phục cái chết đi. Nó bước đi về phía vương thành. Tâm niệm Cố Thanh Sơn lóe lên, trong đầu nhanh chóng lướt qua hết thảy quyền pháp mình học được. Không có, ngoại trừ Bất Chu thì không có quyền thuật nào có thể đối phó cục diện trước mắt. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ, muốn đánh chết người khổng lồ được dung hợp bởi hàng trăm nghìn rồng nguyên tố khổng lồ này, Bất Chu vô xá, cần ít nhất 500 triệu hồn lực của ngài không đủ, Bất Chu không kiếp thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, vô xá còn không đủ thì nói chi đến không kiếp? Giao diện chiến thần nói, Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm, thật vất vả mới kiếm được chút hồn lực. Xem ra chỉ có thể như vậy, hắn bày ra tư thế giữa không trung, giấu tay phải ở phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu, nghênh đón người khổng lồ nguyên tố rồi bỗng nhiên đánh ra một quyền. Bất Chu Sơn Khôi, người khổng lồ nguyên tố chỉ thoáng dừng lại một chút, khoảnh khắc ấy nhanh đến mức gần như không thể thấy được, sau đó tiếp tục sải bước về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi nghĩ rằng ta có mấy thứ kiểu như tâm niệm? Người khổng lồ nguyên tố cười nhạo, lộ ra vẻ khinh miệt, ta là hiện thân của tận thế, ý chí của ta chính là tận cùng của tất cả vĩnh hằng, trừ cái đó ra, không hề có bất cứ ý niệm nào khác. Ầm, đối diện với nó, tường thành kiên cố chẳng khác nào bã đậu, trực tiếp bị đạp bằng. Nó đưa tay bắt lấy Cố Thanh Sơn. Chính là lúc này. Cố Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Ngươi lên trước, ta đang đợi thời khắc kia. Âm thanh của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, ngay lập tức đánh ra quyền thứ hai. Bất Chu, chiêu thứ ba, vạn ảnh. Bất Chu, vạn ảnh. Lúc ngài đánh trúng kẻ địch một quyền, ngài có thể kích phát vạn ảnh. Vạn ảnh, chính là hàng trăm hàng vạn quyền vô cùng vô tận. Quy lực mỗi một quyền đều chỉ ẩn chứa một phần vạn sức mạnh của ngài, nhưng ngài không nói dừng thì vạn ảnh vẫn sẽ không ngừng kéo dài, kẻ địch của ngài chỉ có thể bị vây trong trạng thái chịu đòn, đối thủ của ngài không có cách nào thay đổi trạng thái này, nắm đấm vĩnh cửu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nắm đấm của Cố Thanh Sơn bỗng mờ ảo, đột nhiên hóa thành hàng trăm hàng vạn nắm đấm, không ngừng đánh vào người khổng lồ nguyên tố. Người khổng lồ nguyên tố vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, quyền ảnh che trời lấp đất bao phủ nó. Mỗi một quyền đều hung hăng nện lên người nó, chỉ dựa vào nắm đấm như vậy mà cũng muốn đánh đổ ta. Người khổng lồ nguyên tố cười gằn nói, thân thể do hàng trăm nghìn rồng nguyên tố khổng lồ dung hợp mà thành, từ lâu đã không thể mô tả bằng hai từ cường đại, căn bản nó không hề có bất cứ thương tổn gì, ai nói ta muốn dùng một quyền này đánh gục ngươi. Cố Thanh Sơn vừa ra quyền vừa nói, cùng thời khắc đó, trong vương thành, tại phòng nghỉ ngơi điều dưỡng, cá muối Cố Thanh Sơn chắp hai tay lại, bấm một quyết, quát lên. Rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc, biến, chỉ nghe bụp một tiếng nho nhỏ, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi gian phòng. Thay vào đó, một con cá muối sấy khô xuất hiện trước mặt Sơn Hải Tê Hà. Con cá này chỉ dài chừng nửa cánh tay, cả người khô quắc khô queo không một giọt nước. A, à, Sơn Hải Tê Hà bịt chặt mũi, trong lòng lén lút rủa thầm, rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc, nghe tên thì oai dữ. Thế nhưng cái bộ dạng này, cái mùi hôi thối này, rõ ràng là một con cá muối. Một giây sau, lại thấy trong hư không hiện ra những đống nguyên tố lấm tấm, hoàn toàn hòa vào thân thể con cá này. Thời gian trôi qua, lớp vảy trên thân cá muối dần dần có màu sắc. Bên ngoài kia, quyền ảnh tung hoành ngang dọc, hàng trăm hàng vạn quyền ảnh giăng kín quanh thân người khổng lồ nguyên tố, phát ra âm thanh như mưa rào nện xuống. Người khổng lồ nguyên tố đứng trong vô số quyền ảnh, căn bản không cách nào nhúc nhích. Nó cảm thụ một lúc, trong lời nói mang theo ý trào phúng, trình độ quyền pháp như vậy, cho dù ngươi có đánh đến 100 triệu năm cũng không hề gây ra thương tổn gì đối với ta.
Mỗi một quyền đều chỉ có một phần vạn sức mạnh của Cố Thanh Sơn, mà người khổng lồ nguyên tố là quái vật do mấy trăm con rồng nguyên tố khổng lồ dung hợp lại mà thành, nó căn bản sẽ không bị thương bởi nắm đấm có sức mạnh như vậy. Cố Thanh Sơn không nói một lời, chỉ không ngừng ra quyền. Mỗi một quyền vạn ảnh đánh ra đều là tinh túy của vô số quyền pháp, Cố Thanh Sơn không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó, tỉ mỉ lĩnh hội sự ảo diệu của quyền pháp. Người khổng lồ nguyên tố nhìn hắn một cái, thấy hắn chỉ lo cắm đầu ra quyền mà không để ý đến lời cười nhạo của mình thì không khỏi giận dữ. Nó không nhịn được mở miệng lần nữa, uổng phí sức lực, ngươi, âm thanh bỗng nhiên đứt đoạn. Chỉ thấy người khổng lồ biến sắc, cúi đầu nhìn thân thể mình. Một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm từ lồng ngực nó bay ra ngoài, hóa thành những đống sáng lấm tấm, biến mất vào hư không. Lại thêm một luồng ánh sáng màu xanh lục từ cánh tay của nó bay ra ngoài, cũng biến mất vào hư không. Ngay sau đó, các nguyên tố nhiều màu sắc từ trên người nó bay ra ngoài, lần lượt biến mất trong hư không, chẳng biết đi đâu, rốt cuộc là ai. Ta sẽ giết ngươi, người khổng lồ nguyên tố giận dữ hét lên. Nó ra sức giãy giụa, muốn đi tìm cái tên đã hấp thụ sức mạnh nguyên tố trên người nó, nhưng mà quyền ảnh như sóng biển, bao phủ nó triệt để, khiến nó căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Bên kia, trong phòng điều dưỡng, vị mặn trên người con cá muối kia phát ra càng ngày càng đậm. A, à, sao càng lúc càng khó ngửi. Sơn Hải Tê Hà bịt mũi, lên tiếng kháng nghị. Cá muối Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện trong hư không, nâng con cá muối kia lên, nói, cá muối này chính là một loại nguyên liệu nấu ăn, nó càng thối thì chất dinh dưỡng càng nhiều, ăn vào càng bổ. Sơn Hải Tê Hà giật mình, nói, không phải ngươi biến thành cá muối à? Ngươi đang ở đâu? Cá muối Cố Thanh Sơn thoáng ngẩn ra, lúng túng nói, có một điều ta không tính đến, người khổng lồ nguyên tố ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng của ta, ta trực tiếp bị no căng, cho nên không thể làm gì khác là lui lại mà lựa chọn hình thức thứ hai, rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc dưới hình thức nguyên liệu nấu ăn. Hình thức thứ nhất là hóa thân làm rồng nguyên tố và pháp tắc hấp thụ cá muối, có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh. Hình thức thứ hai, khi muốn hấp thụ sức mạnh quá cường đại, không thể hoàn thành hấp thụ trong một lần thì sẽ không hóa thành rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc cá muối nữa, mà phải biến loại năng lực này thành gia vị ướp trong nguyên liệu nấu ăn, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Cá muối Cố Thanh Sơn giơ cá muối lên, đưa tới trước mặt Sơn Hải Tê Hà, nói, này, cô có muốn ăn một con hay không? Đây chính là tinh hoa sức mạnh của trật tự, ăn vào mới có thể thức tỉnh năng lực đặc thù. Mỗi lần ta chết đi, chỉ cần ăn một miếng cá muối là có thể sống lại và khôi phục tất cả sức mạnh. Sơn Hải Tê Hà vội vàng lui về phía sau, khoát tay nói, không. Ta tuyệt đối không hy vọng thu được sức mạnh thông qua hình thức này. Đột nhiên, trong hư không lại có thêm một con cá muối khô quắc xuất hiện. Nó rơi xuống chính giữa hai người, càng lúc càng to lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơn nữa còn tỏa hương, thơm, ngào ngạt. Ồ! Bắt đầu tạo thành con thứ hai nhanh như vậy. Sức mạnh của con quái vật kia thật kinh khủng. Cá muối Cố Thanh Sơn cảm thán. Sơn Hải Tê Hà nhìn con cá muối trong tay hắn rồi lại nhìn con cá muối trên mặt đất, ngạc nhiên nói, đây là sức mạnh ngươi hấp thụ được từ trên người gã khổng lồ kia, hoàn toàn chính xác. Cá muối Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, trên thực tế, thời điểm bình thường khó mà làm được một con cá muối hoàn chỉnh, giờ mới thấy mai là có loại quái vật nguyên tố này. Hắn cầm cá muối, há miệng ăn vào, vị mặn dần dần tràn ngập. Sơn Hải Tê Hà cũng không chịu nổi nữa, nói, ta đi ra ngoài một lúc. Nàng xoay người bỏ chạy khỏi gian phòng. Cá muối Cố Thanh Sơn giật mình, một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm, cách thức trở nên mạnh mẽ tốt như vậy mà lại bỏ qua. Bột, hư không dao động, lại một con cá muối rơi xuống đất, con thứ ba. Cá muối Cố Thanh Sơn nhướng mày một cái, nhanh chóng cầm con cá muối trong tay gặm một cái sạch trơn. Ôi, thật thoải mái, sức mạnh tiêu hao trong mấy lần chết trước đây đều đã được bổ sung lại rồi. Hắn nhặt con cá thứ hai lên, há miệng ăn, ăn rồi ăn, bỗng nhiên hắn lấy ra thanh kiếm từ hư không, chém một nhát, xoạt, chỉ thấy một bóng đen ảm đạm bám trên mũi kiếm, lao ra ngoài, chém lên trên tường, cả mặt tường nhanh chóng biến thành màu đen, bị ăn mòn triệt để, hóa thành phấn vụn. Ôi chao, thì ra là đã thức tỉnh một loại năng lực, đúng là món quà bất ngờ mà. Cá muối Cố Thanh Sơn vui sướng nói, hắn vùi đầu tiếp tục gặm con cá thứ hai không còn một mảnh. Hừng, hôm nay ăn quá nhiều rồi, nhưng mà cơ hội như vậy cũng khó mà có được. Cá muối Cố Thanh Sơn cúi người xuống, nhặt con cá muối thứ ba lên. Bột, hư không dao động, lại một con cá muối rơi xuống đất, con thứ tư. Trên mặt cá muối Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khổ não, lẩm bẩm, sức mạnh nguyên tố của quái vật này quá kinh người, may mà mình tránh được hình thức thứ nhất, bằng không hiện tại đã bị bội thực. Hắn nhặt hai con cá muối trên mặt đất lên, đưa thẳng vào miệng. Đúng lúc này, chỉ nghe thêm một tiếng bột nữa, con cá muối thứ năm xuất hiện. Ngay sau đó,
Bột bột bột, thoáng cái đã xuất hiện thêm ba con cá muối, những con cá muối này rơi xuống đất, thân thể khẳng khiu dần dần có thịt, vị mặn và tanh dần dần trở nên nồng đậm. Cá muối Cố Thanh Sơn nhìn cá muối trong tay, lại nhìn cá muối nằm trên mặt đất, lẩm bẩm, ôi, không tốt rồi. Trong trời đêm, hàng trăm vạn quyền ảnh liên tục bay tán loạn, Cố Thanh Sơn toàn lực nện vào người khổng lồ nguyên tố. Được lắm, đánh mạnh lên, Long Thần thủ hộ đại nhân, cố lên, chúng ta tất thắng. Mọi người trong vương thành lớn tiếng cổ vũ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghe thấy nhưng căn bản không để ý tới bọn họ, hắn không thể dừng lại. Một khi dừng lại, vạn ảnh sẽ lập tức bị gián đoạn, người khổng lồ nguyên tố sẽ giành lại tự do. Này, đột nhiên, giọng nói của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, chỗ ta gặp chút chuyện phiền phức. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn căng thẳng, hỏi, chuyện gì, nói mau. Cá muối Cố Thanh Sơn nói thật nhanh, người khổng lồ nguyên tố này ẩn chứa sức mạnh quá mức kinh người. Ta sử dụng rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc dưới hình thức nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng ta không ăn được nữa, ngươi phải tìm một người đến giúp ta ăn. Thật sự nguyên liệu nấu ăn này vô cùng trân quý, còn có cơ hội thức tỉnh sức mạnh. Cố Thanh Sơn nói, thế giới này có nhiều chức nghiệp giả như vậy, ngươi trực tiếp tìm bọn họ ăn không được sao? Cá muối Cố Thanh Sơn quả quyết nói, bọn họ không được, sức mạnh còn kém xa, sẽ trực tiếp bị bội thực. Hơn nữa bọn họ không dễ dàng ăn cá muối mà một người xa lạ đưa cho. Cố Thanh Sơn nói, không phải còn có Sơn Hải Tê Hà sao, cô ta chạy rồi. Cá muối Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn suy tư một giây, quát lên, Sơn nữ, hư không khẽ dao động, chỉ thấy một cô gái lãnh diễm xuất hiện phía sau lưng Cố Thanh Sơn, ta đây, công tử. Nàng đáp lời, ngươi đi giúp một ta khắc ăn loại nguyên liệu nấu ăn ngưng tụ sức mạnh của người khổng lồ nguyên tố này, chuyện này rất quan trọng, trực tiếp quyết định đến việc hiện tại chúng ta có thể sống sót ra ngoài hay không. Sơn nữ thấy hắn ăn nói trịnh trọng như thế, khẳng khái đáp, yên tâm đi, công tử, ta nhất định toàn lực ứng phó, thân hình nàng chớp nháy, bay vút về nơi nào đó bên trong vương thành, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, công tử, sơn nữ đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, nghẹn ngào nức nở kêu lên, Cố Thanh Sơn hết hồn, suýt chút nữa ngừng tay vung quyền, làm sao vậy? Có chuyện gì? Hắn vội vàng hỏi, sơn nữ lau nước mắt nói, cái loại cá kia thúi quá. Ta ăn không nổi, Cố Thanh Sơn, âm thanh của cá muối Cố Thanh Sơn vang lên lần nữa, nhanh, ta không ăn nổi nữa rồi. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định không ăn hết những con cá muối này, rồng hấp thụ nguyên tố và pháp tắc sẽ trở về trên thân người khổng lồ nguyên tố, Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng, nếu cứ tiếp tục như vậy, trận chiến lần này chẳng phải là tiêu tùng rồi sao, sơn nữ. Hắn lại quát một tiếng, sắc mặt sơn nữ bi thương, nói, công tử, ta thật sự không muốn ăn cá muối. Cố Thanh Sơn nói, không, ta cũng không bắt cô ăn cá, cô hãy tới thay ta đánh người khổng lồ nguyên tố này đi. Sơn nữ ngẩn người. Hơn 10 hơi thở sau, trong phòng điều dưỡng, một con mèo quyết cầm cá muối, đang gặm thật nhanh, hóa thân quốc hoàng, biến dị. Khi ngài sử dụng thần thông này, ngài sẽ hóa thân làm quốc hoàng, thu được năng lực như sau. Hấp thu sức mạnh, ngài sẽ không hấp thu sức mạnh linh hồn bản nguyên từ trong hư không nữa, mà thông qua việc ăn uống và thôn vệ. Ngài sẽ thu được gấp đôi sức mạnh linh hồn bản nguyên, ăn từ từ thôi, meo meo, đây vẫn còn một con nữa này, ăn đi, meo meo. Trong phòng điều dưỡng, mèo quýt vẫn luôn vùi đầu vào ăn cá, từng đoạn xương cá hoàn chỉnh bị nó ném ra sau lưng, nó đang vui sướng đắm mình trong việc ăn uống, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con. Tuy rằng nói mèo ăn cá là chuyện rất bình thường, thế nhưng dạ dày của ngươi hình như là động không đáy thì phải, cá ướp muối Cố Thanh Sơn cảm thán, mèo quýt lau miệng. Nói, meo meo meo, meo 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 meo, cá ướp muối Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, hóa ra khi ngươi biến thành mèo, thì có thể chuyển năng lượng thành hồn lực sao? Năng lực này tuyệt vời quá thể, hắn dùng thần niệm quét ra bên ngoài có một nữ sĩ lạnh lùng xinh đẹp đang đánh ra ngàn vạn quyền ảnh, đánh đến nỗi người khổng lồ nguyên tố không thể đánh trả lại, chỉ có thể đứng yên rồi bị cá ướp muối hấp thu lực lượng. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía mèo quyết, hắn bỗng nhiên vỗ tay. Ta có thể hấp thu năng lượng trên người quái vật rồi biến nó thành cá ướp muối, mà cự nhân nguyên tố lại có thể hấp thu năng lượng ở mức vô hạn, biến chúng thành hồn lực. Ánh mắt của mèo quýt cũng dừng lại trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trên đó. Bởi vì ăn, ngài nhận được 70.000 hồn lực. Bởi vì ăn, ngài nhận được 190.000 hồn lực. Trên mặt mèo quýt xuất hiện vẻ suy tư, cá ướp muối, cộng thêm, mèo quýt, mèo và cá, cách ăn như này. À không đúng, cách chiến đấu này thật đúng là sự phối hợp tuyệt vời. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn và mèo quyết nhìn nhau, cùng gật đầu. Rất tốt,
vậy chúng ta hoàn toàn có thể khuấy động cho tình hình trở nên càng náo loạn hơn nữa. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn hưng phấn nói, mèo, mèo quyết đồng ý. Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng gào thét của người khổng lồ nguyên tố, không, ta không cam tâm. Lịch sử không phải là như vậy, vù vù, một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mọi phương hướng vọt tới, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tản ra, biến thành từng màn ánh sáng quay cuồng. Trong khoảnh khắc này, mèo quyết và cá ướp muối Cố Thanh Sơn đều hiểu rõ, dựa theo lịch sử ban đầu, thời gian này là thời gian thế giới bị hủy diệt hoàn toàn. Nói cách khác, bọn họ đã sống sót tới giây phút cuối cùng. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ một lát rồi nói, đại khái là ta sẽ bị truyền tống trở về bên mộ Atula, là một nơi khá kín đáo, cũng là đầu nguồn nếu tính theo vị trí của ngươi. Mèo quyết duỗi móng vuốt ra, đưa ngọc bài cho đối phương rồi nói, meo meo. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng vậy, có ngọc bài rồi thì tôi sẽ xem xét tình hình rồi báo lại cho ngươi. Trước đó, lúc cái tận thế này xuôi dòng xuống, cũng chính là do cá ướp muối Cố Thanh Sơn đã nhắc nhở cho hắn. Có người nhắc nhở trước, đương nhiên là hành động sẽ khác biệt, chỉ trong một thời gian ngắn. Cá ướp muối Cố Thanh Sơn bị một luồng lực lượng tóm đi ra, biến mất trước mặt mèo quyết. Mọi cảnh tượng ở xung quanh đang dần dần biến mất, con sông yên tĩnh mà lạnh lẽo của tòa mộ lớn lại xuất hiện lần nữa. Mà cái xác ác quỷ kia thì vẫn yên lặng trôi nổi trong nước, mèo quyết rơi xuống trên lưng nó, rồi con mèo biến trở về thành Cố Thanh Sơn, đứng trên lưng ác quỷ, từng tiếng nói ầm ĩ xuất hiện xung quanh, chuyện gì đã xảy ra, tại sao thần thú vương đại nhân lại không trở về, còn những người khác đâu, tại sao chỉ còn lại chúng ta, Cố Thanh Sơn liếc nhìn xung quanh, chỉ còn lại có hơn 10 người cả nam lẫn nữ đứng trên lưng ác quỷ, đang nhìn nó tứ phía, bọn họ đều là người của thần thú vương. Atula Vương Cố Thanh Sơn chọn ra một nhóm người đi chịu chết cùng với thần thú vương, cũng suy nghĩ rằng nếu có nhiều người thì cũng không tốt lắm, cho nên những người trước mắt đây đều được sống. Sơn Hải Tê Hà cũng đã trở về, vội vàng nháy mắt với hắn, tình hình trước mắt, nên làm cái gì đây? Người bên mình đều bị chết cả rồi, nếu như đánh nhau thật thì hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này. Cố Thanh Sơn đang định nói điều gì đó, thế nhưng trong hư không lại xuất hiện một cái tay, đưa ngọc bài tới trước mắt hắn. Cố Thanh Sơn nhận lấy, dùng thần niệm quét qua, tiếng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn từ trong ngọc bài vang lên trong đầu hắn, chuyện này. Ta không ngờ ta lại trở về vị trí ban đầu. Nếu như ngươi vẫn còn ở trên lưng ác quỷ thì xin hãy chú ý, lại có thêm một loại tận thế đặc biệt đang trôi tới hướng của ngươi đó. Mà loại tận thế này ta đã gặp qua, nó thuộc loại ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nó sẽ tự mình phán đoán từng loại thế lực, sau đó sẽ đưa thế lực yếu hơn kia vào trong một loại ảo ảnh tận thế nào đó. Bên cạnh anh chỉ còn lại một người phụ nữ, nên hãy cẩn thận. Cố Thanh Sơn cất ngọc bài đi, nhìn về phía những quái vật trước mắt này, trong đầu thì nhanh chóng suy nghĩ. Phía bên mình chỉ còn lại có Sơn Hải Tê Hà, mà người của thần thú vương còn lại hơn 10 người cơ. Nếu như cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì nhóm người bị cuốn vào trong ảo ảnh tận thế, chắc chắn là mình cùng với Sơn Hải Tê Hà rồi. Cố Thanh Sơn yên lặng, rồi đột ngột quát lớn, tất cả yên lặng. Tiếng quát lớn của hắn làm cho tất cả mọi người đều im lặng rồi nhìn về phía hắn. Tế Ti chiến tranh, ngài có chuyện gì? Một quái vật hỏi, Cố Thanh Sơn bình tĩnh nhìn nó, rồi nói ra một câu long trời lở đất, thần thú vương đã bị Cố Thanh Sơn giết chết rồi. Cái gì? Bọn quái vật lập tức nhìn về một người trong số bọn chúng, người kia đang quỳ gối trên lưng ác quỷ, lẩm bẩm một vài điều tối nghĩa. Rồi nó ném một mảnh xương ra, chúng lăn 7-8 vòng rồi tạo thành một bộ hình ảnh. Người kia nhìn chăm chú vào mảnh xương này, rồi thở dài, Tế Ti nói đúng đó, thần thú vương đã chết, đúng là bị một kiếm tu loài người giết chết. Tất cả quái vật đều im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người nói, ta vẫn không thể tin được, rõ ràng thần thú vương các hạ đã trộm được một loại truyền thừa rất mạnh, có được sức mạnh trong truyền thuyết, tại sao còn thua một kẻ loài người chứ? Người xem bói kia nói, là tận thế liên kết với kẻ loài người kia cùng tấn công, nếu không thần thú vương các hạ tuyệt đối sẽ không chết được. Hắn ta bỗng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, quát, Tế Ti chiến tranh các hạ, rõ ràng ngài đã là đồng minh với thần thú vương, tại sao lại không ra tay? Cố Thanh Sơn cười cười, nói, thần thú vương của các ngươi ngay từ đầu còn muốn hại chết ta mà, tại sao lại bắt ta thực hiện nghĩa vụ đồng minh khi trước, ta có thể chứng minh chuyện này. Sơn Hải Tê Hà cũng đi tới, dùng chuông nhỏ rung rung về phía Cố Thanh Sơn, rồi có một hình ảnh dần dần xuất hiện trước mắt mọi người, chính là thời điểm ở cửa thành, thần thú vương ép Tế Ti đi thăm dò tình hình trong màn sương đen. Lần này, tất cả quái vật đều không thể nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn nhìn những quái vật này, bình tĩnh nói, thời đại này đang lựa chọn cường giả, mà vận mệnh cũng đang lựa chọn người thích hợp để sống tiếp. Cái tận thế vừa xảy ra cũng đã chứng minh được một điều.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, chọn một danh hiệu chiến thần, rồi kích hoạt danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất. Hắn bình tĩnh nói, thần thú vương đã chết, chứng tỏ hắn không có năng lực dẫn dắt các ngươi, làm những việc các ngươi muốn làm, mà ta là tế ti chiến tranh, là người mạnh nhất trong đây, ta mới là lãnh tụ chân chính, có thể dẫn dắt các ngươi tới thành công. Đám người đều giật mình, nghe có lý quá nhỉ, thần thú vương và tế ti chiến tranh là hai người mạnh nhất trong đây, chỉ là luôn đối nghịch với nhau mà thôi, hiện tại thần thú vương chết rồi, có thể dẫn dắt mọi người, cũng chỉ còn lại tế ti chiến tranh mà thôi. Sau khi Cố Thanh Sơn nói xong câu đó, trên giao diện chiến thần, danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất cũng biến thành màu xám. Năng lực của danh hiệu này là rất có đạo lý, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng năng lực này thì đương nhiên danh hiệu đã không thể tiếp tục sử dụng tiếp nữa. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lạnh tanh đi, nói, ta là tế ti chiến tranh, là người sở hữu truyền thừa, bất chu, ta cũng có cơ hội góp mặt trong thời đại mới sắp tới, lục đạo tranh hùng. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng có thể trở thành người của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Cố Thanh Sơn bình thản nói, đây là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ lần này thì ta sẽ không nhận bất cứ người nào trong các ngươi nữa. Vận mệnh, nằm trong tay các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách với đám người kia. Muốn đi theo ta, thì đi về phía bên này. Ta đếm từ 10 tới 1, sẽ không chờ bất kỳ người nào. 10, 9, 8. Sơn Hải Tê Hà lập tức đứng cạnh bên người hắn. Ngay sau đó, trong số hơn 10 quái vật thì có khoảng 7, 8 tên quái vật cũng đi về phía Cố Thanh Sơn. Còn thừa lại khoảng 5, 6 quái vật lùi về sau vài bước, tạo thành một đội nhỏ. 10 versus 6. Trên mặt Cố Thanh Sơn vẫn duy trì sự bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng tất cả quái vật đều đi về phía hắn. Chỉ cần chia rẽ bọn chúng ta, thì mục đích của hắn cũng đã hoàn thành. Tế ti, mặc dù ngài rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta cũng không tin tưởng ngài được. Một quái vật nói, Cố Thanh Sơn nhìn nó, rồi bình thản nói, ngươi tính sai một chuyện. Quái vật kia nhịn không được mà hỏi lại, cái gì? Ngu xuẩn, không phải là ta đang cầu xin các ngươi trở thành người của ta, mà là thương hại bọn người sắp chết mà thôi. Cố Thanh Sơn nói, đúng lúc này, phía cuối dòng sông, một bóng mờ âm u lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Đến rồi, nó tới rồi, chạy mau, từng tiếng nói hoảng loạn vang lên. Phía cuối dòng sông, một bóng ma dữ tợn giống như sương mù, lao nhanh tới nơi đây. Ác quỷ thuận theo dòng nước, chậm rãi đón đầu. Bọn quái vật đứng trên xác, phân thành hai nhóm, một nhóm đứng xung quanh Cố Thanh Sơn, một nhóm khác thì chỉ có 6 người, cảnh giác đứng ở một bên khác. Ở phe Cố Thanh Sơn có một quái vật cẩn thận hỏi, tế ti đại nhân, ngài xem, chúng ta có nên trốn tránh trước hay không? Cố Thanh Sơn cười cười, hỏi ngược lại, ngươi đã từng được chứng kiến loại tận thế này chưa? Quái vật kia lắc đầu, nói, khi trước, ta chui vào trong chỗ truyền thừa thì nơi đó chỉ có một loại tận thế, cho nên ta cũng chưa từng gặp loại tận thế này. Nó quay người hét lớn, ảo ảnh tận thế này, là ai trong số các ngươi khi thoát ra thì cũng thả nó ra. Cả đám quái vật đều lắc đầu, thể hiện rằng không phải mình. Ngay cả mấy tên quái vật đứng phía bên kia cũng đều không rõ ràng. Cố Thanh Sơn âm thầm sợ hãi, vừa rồi con quái vật kia nói ra hai chữ thả ra. Ngay sau đó, tất cả quái vật đều nghĩ tới những ảo ảnh tận thế mà mình đã thả ra. Nói cách khác, bọn quái vật này bị phong ấn ở một nơi truyền thừa nào đó, nếu muốn thoát khỏi nơi đó thì đầu tiên phải thay đổi cơ thể với một kẻ loài người, sau đó còn phải thả ra ảo ảnh tận thế nơi đó nữa. Thật sự là một đám rác rưởi. Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ bé duỗi ra, nắm chặt tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn qua, là Sơn Hải Tê Hà. Nàng ta nắm thật chặt tay Cố Thanh Sơn, sắc mặt xuất hiện sự lo lắng. Ta vừa mới phát hiện một quy luật. Nàng ta truyền âm nói, cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ta vừa dùng chung huyễn âm theo dõi cái ảo ảnh tận thế khi trước, thậm chí là ảo ảnh tận thế vừa mới xuất hiện, phát hiện rằng bọn chúng thật ra cũng không bắt buộc phải gặp chúng ta, mà là phải đi qua con sông này, để đi vào thế giới hang sâu vạn thú. Ý của cô là, ảo ảnh tận thế khi trước chúng ta gặp được đã đi vào trong hang sâu vạn thú rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại, Sơn Hải Tê Hà, đúng vậy, nó đang vượt qua mấy con đường ngần, sắp tiến tới động Bắc Sơn, một trong 8 động của thiên hạ. Vành mắt nàng ta đỏ lên, nói tiếp, cái tận thế trước đó, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người phải chết. Cố Thanh Sơn chỉ có thể an ủi nàng ta, đừng lo lắng quá nhiều, dù sao nó cũng chỉ là ảo giác, kém rất xa tận thế chân chính. Chuyện này đã rõ ràng, hóa ra những tận thế ở trong hang sâu vạn thú đều dùng cách như này mới có thể tiến tới chỗ đó. Những kẻ thủ vệ này thả ra ảo ảnh tận thế, lại còn chiếm lấy cơ thể của loài người trong hang sâu vạn thú. Đáng nhẽ ra,
Đáng nhẽ ra bọn chúng có càng nhiều cách tốt hơn để sống sót, thế nhưng bọn chúng lại chọn một cách tàn khốc vô tình nhất. Đáng tiếc những quái vật này quá mạnh, Cố Thanh Sơn suy đoán, ngay cả khi mình ra tay đánh lén, dùng toàn lực ra tay cũng chỉ có thể giết chết một con, rồi sau đó sẽ bị những quái vật khác phản công. Đáng chết, bọn chúng chiếm lấy truyền thừa từ lục đạo, thả ra ảo ảnh tận thế, thực lực lại quá mức mạnh mẽ, bất kỳ quái vật nào trong số đó cũng rất khó giết chết. Cố Thanh Sơn cố nén sát ý trong lòng mình, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, đứng yên mà nhìn là được, cái ảo ảnh tận thế này sẽ không nhằm vào chúng ta. Hắn vừa nói xong, bóng ma tận thế dữ tợn kia biến mất ở ngoài đó, rồi nó phủ xuống trên lưng ác quỷ. Mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân, thế nhưng cảm giác này rất ngắn, ngay sau đó đã biến mất hoàn toàn. Bóng ma tận thế biến mất, đám người đứng đối diện với nhóm người Cố Thanh Sơn cũng biến mất theo. Tế Ti đại nhân. Bọn quái vật hét lên với vẻ hoảng hốt, từ, đã thấy chưa, đây chính là kết quả của những kẻ không muốn đi theo ta. Cố Thanh Sơn chậm chậm nói, hắn đi tới phía trước mọi người, nhìn chăm chú vào phần sương mù đang bao phủ trên con sông này, đám quái vật đều im lặng. Bọn chúng nghĩ lại, khi trước thần thú vương bàn bạc với Tế Ti thì Tế Ti đã từng nói vài thuộc hạ của hắn từng vào sông mộ rồi, hiện tại từ kết quả mà xem, có lẽ Tế Ti đại nhân đã rõ ràng con đường phía trước nên đi như thế nào. Nếu như vậy, bọn quái vật nhìn vào bóng lưng của Cố Thanh Sơn, trong lòng dần dần xuất hiện một sự kính trọng và sợ hãi, cái xác ác quỷ vẫn chìm nổi trên sông, chậm chậm trôi về phía trước, mà vùng bóng ma tận thế kia thì vẫn dừng lại nơi đó, rồi dần dần trôi hướng ra ngoài mộ. Nó sẽ đi vào trong hang sâu vạn thú. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, quan sát một lúc thì có vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Lần này, chính là tình hình phức tạp nhất mà hắn đã trải qua. Mộ lớn, truyền thừa, lục đạo luân hồi kiếm, thủ vệ, tận thế, ác quỷ đạo, cùng với đám quái vật kết minh với ác quỷ đạo. Nơi này là nơi có thời không hỗn loạn, rất nhiều thế giới đã giao thoa với nhau, thậm chí mình còn có thể gặp được chính mình của thế giới song song, còn dưới chân mình. Là một ác quỷ đang giả chết, Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài, hắn cố gắng lắm mới không rút trấn ngục quỷ vương trượng ra, cắm vào trên lưng con ác quỷ này, bởi vì ngay cả tận thế đều không cuốn được cái xác này vào, cho nên cái xác này chắc chắn có bí mật nào đó, cũng không phải loại đơn giản có thể chống lại, hiện tại còn không phải lúc trở mặt, chỉ có thể giả bộ như không biết. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, đột ngột nói, ta ra ngoài trễ nhất, cho nên các ngươi hãy nói ra hết những thứ các ngươi biết. Ta cần biết tất cả rồi mới có thể quyết định nên làm thế nào. Bọn quái vật nghe xong thì nhìn nhau, không ai nói chuyện cả. Cố Thanh Sơn dừng lại một lát rồi cười, chẳng lẽ, các ngươi vẫn trung thành với cái tên thần thú vương đã chết kia sao? Hắn đột ngột cất cao giọng lên, mang theo từng tia sát ý rất đậm đặc. Lời này rất nghiêm trọng, Tế Ti chiến tranh chính là cường giả cùng cấp với thần thú vương, nếu làm cho nó nổi giận thì hậu quả ai có thể chịu đựng được. Tám người vừa rồi. Cũng không cần Tế Ti đại nhân tự mình ra tay cũng đã biến mất rồi. Bọn quái vật cảm thấy rất lo sợ. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới trước. Hắn ta chính là người đã dùng miếng xương để xem xét tình trạng của thần thú vương lúc trước. Tế Ti đại nhân, trên thực tế chúng ta và thần thú vương đang tìm kiếm mảnh vỡ của thanh kiếm thần khí định giới. Mảnh vỡ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, bởi vì trong ngôi mộ lớn này đã thả ra quá nhiều tận thế, chuôi kiếm này đã không thể chịu đựng nổi, vỡ thành rất nhiều mảnh vỡ. Trấn thủ khắp nơi trong mộ, người kia trả lời, nói tiếp. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta muốn tìm mảnh vỡ của thần kiếm định giới là bởi vì mặt ngoài đám người ác quỷ đạo hợp tác cùng nghiên cứu cái xác ác quỷ với chúng ta, thế nhưng trên thực tế bọn chúng đã tìm được mộ chân thật rồi, bọn chúng cũng ở trong ngôi mộ đó lấy được bộ phận chính của thanh kiếm này. Người kia nói, một người khác xen vào, chờ chúng ta phát hiện ra thì bọn chúng đã bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ của thần khí rồi. Cho nên nếu chúng ta có được càng nhiều mảnh vỡ thì chờ tới lúc giao dịch, chúng ta đạt được càng nhiều lợi ích. Cố Thanh Sơn cảm giác rất nặng nề. Người của ác quỷ đạo đã có được bộ phận chính của thanh kiếm này rồi sao? Lần này khó khăn đây. Lại nghe bọn quái vật nói tiếp, ngài cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ, bởi vì ngài mang đi truyền thừa mạnh nhất là Bất Chu. Nghe nói cái truyền thừa này quan hệ tới thân phận nào đó trong tương lai. Sau khi nói xong, bọn chúng cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thần thú vương cũng muốn cướp lấy Bất Chu. Thế nhưng chưa kịp đạt được thì đã chết rồi, so sánh với nhau thì Tế Ti vẫn độc ác hơn. Cố Thanh Sơn bình tĩnh như thường, tâm trạng không dao động chút nào. Thân phận trong tương lai à, hắn suy nghĩ nhanh chóng, nhớ lại khi mình giết chết Tế Ti, cướp được truyền thừa Bất Chu. Lúc ấy, giao diện chiến thần cũng đã nói rõ, ngài là một trong những người đứng đầu chiến tranh lục đạo, có tư cách tham gia thời đại mới, lục đạo tranh hùng. Quyền thuật mà ngài được truyền thừa, chính là minh chứng cho thân phận của ngài trong chiến tranh. Người của ác quỷ đạo mơ ước Bất Chu,
bọn chúng mong muốn có được loại thân phận kia. Nói tiếp, Cố Thanh Sơn ra hiệu đối phương nói tiếp, trên mặt người kia xuất hiện vẻ vội vàng, nói, đại nhân, người của ác quỷ đạo mang theo bộ phận chính của thanh kiếm, chạy loạn khắp nơi trong mộ để tìm mảnh vỡ. Chúng ta phải nhanh chóng đi tới lấy được càng nhiều mảnh vỡ càng tốt, rồi rời khỏi nơi đây một cách nhanh nhất mới được. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, hắn cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ánh mắt săm soi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, thì ra là vậy, nếu như người của ác quỷ đạo mang theo thanh kiếm này rời khỏi đây thì trong mộ đã không còn bảo vật nào có thể hạn chế tận thế nữa. Tất cả tận thế sẽ dùng toàn lực tàn phá hang sâu vạn thú và vô số thế giới xung quanh, đúng không? Người kia nghe xong thì gật đầu, nói, đúng là vậy, Tế Ti đại nhân, chúng ta phải tranh thủ thời gian vớt vát một vài lợi ích rồi nhanh chóng rời đi nơi đây, nếu không đợi tới lúc tất cả tận thế bùng nổ thì chúng ta chết là cái chắc. Khi Cố Thanh Sơn vừa mới biết được mọi chuyện, tại nơi sâu nhất của khu mộ, nơi này có một tòa mộ khổng lồ, trước mộ là ba lão già đang lơ lửng giữa trời, chính là ba tên quỷ chủ của thế giới ác quỷ. Xung quanh ba người này là người của thế giới ác quỷ, đang quỳ đầy đất, tính sơ thì nơi đây có khoảng 100.000 người, trong đó, thậm chí có một vài người không mang theo mặt nạ ác quỷ, bọn chúng chính là thủ vệ ngôi mộ, cũng không biết ba vị quỷ chủ này đã dùng cách gì mà có thể làm cho bọn chúng đi theo ba người. Nơi đây rất im ắng, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng, bọn họ có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, một người mang theo mặt nạ ác quỷ từ trên trời hạ xuống, quỳ một chân trước mặt ba vị quỷ chủ, nói, bẩm báo ba vị quỷ chủ, những mảnh vỡ quan trọng đều đã được thu thập, lúc nào cũng có thể lên đường trở về. Một quỷ chủ nói, ừ, thực ra thì có những mảnh vỡ đó hay không, không quan trọng. Chúng ta có vô số thế giới, đương nhiên sẽ có cách đúc lại thanh kiếm này. Một quỷ chủ khác thản nhiên nói, vậy thì đi thôi, mang theo thanh thần kiếm định giới lục đạo này, chúng ta trở về thôi. Quỷ chủ thứ ba thì lại nói, làm gì mà phải vội thế, hãy để cho ta nhìn lại ngôi mộ này. Đây chính là một ngôi mộ lục đạo chân chính mà khi thú vương đạo dung hợp được 99% thì mới xuất hiện đó. Ánh mắt của lão ta chứa sự tán thưởng, nhìn về phía trước, hai quỷ chủ khác cũng nhìn theo ánh mắt lão ta. Ngôi mộ chân chính này có hình dạng một thanh kiếm lớn điêu khắc hoàn toàn từ đá, thanh kiếm đâm sâu vào trong lòng đất, nơi tiếp giáp giữa thân kiếm và mặt đất điêu khắc vô số tồn tại, sắc mặt đều toát lên vẻ đau đớn, 61 loại tồn tại. Một lão già nói, nói cách khác, nơi này có chứa 61 loại truyền thừa, trong đó loại truyền thừa có tính duy nhất là Bất Chu đã biến mất, mà nó lại là mục tiêu của chúng ta nữa chứ. Một lão già khác nói với giọng tiếc hận. Lão già thứ ba nói, truyền thừa thì về sau hãy nói, hiện tại chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Hai quỷ chủ khác đều gật đầu. Thần kiếm định giới đã bị chúng ta lấy đi, tất cả tận thế sắp bùng nổ, xem ra hang sâu vạn thú sẽ biến thành vô số mảnh vỡ một lần nữa rồi. Thời gian còn không nhiều, khoảng 10 phút nữa thì nơi này sẽ sụp đổ, ngay sau đó chính là hang sâu vạn thú. Ba quỷ chủ không nói tiếp nữa. Bọn họ mang theo tất cả người của ác quỷ đạo, rời khỏi nơi đây. Thì ra là vậy, nếu như người của ác quỷ đạo mang thanh kiếm này rời khỏi nơi đây, tòa mộ này sẽ không còn bảo vật hạn chế tận thế, tất cả tận thế đều sẽ bùng nổ, tàn phá toàn bộ hang sâu vạn thú. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa liếc nhìn Sơn Hải Tê Hà. Sắc mặt hiện tại của Sơn Hải Tê Hà trắng bệch đi. Tất cả tận thế sẽ phủ xuống hang sâu vạn thú. Chúng cũng không phải là ảo giác, mà là vô số tận thế chân thực. Dưới sự tàn phá của vô số tận thế, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn cầm chặt tay của nàng ta, ra hiệu nàng ta đừng bị lộ tẩy. Thân là thê tử của Tế Ti chiến tranh, tuyệt đối sẽ không đau buồn vì sự hủy diệt của loài người trong hang sâu vạn thú. Sơn Hải Tê Hà hiểu ý hắn, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Cố Thanh Sơn cầm lấy ngọc bài cửu u âm chú, truyền tin tức này cho cá ướp muối Cố Thanh Sơn, rồi hắn nhìn về phía đám quái vật, hỏi, các ngươi đã lựa chọn được mục tiêu nào tốt chưa? Một quái vật trả lời, trước đó chúng ta đã lựa chọn một tòa mộ, ở trong có một tận thế rất mạnh, cho nên ở đó cũng có rất nhiều mảnh vỡ của thần kiếm, đã như vậy thì chờ chúng ta đi vào lấy những mảnh vỡ đó đi. Cố Thanh Sơn nói, đám quái vật đồng thanh nói, vâng, đại nhân, xác ác quỷ tiếp tục trôi nổi về phía trước, Sơn Hải Tê Hà thì lo lắng không thôi, thế nhưng nàng không có cách nào thay đổi được tình hình hiện tại cả, chỉ có thể nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, không nói được điều gì. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhận thấy được điều gì đó, vươn tay ra phía hư không, ngọc bài cửu u âm chú lại trở về bàn tay hắn một lần nữa. Giọng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn vang lên trong đầu hắn, tất cả tận thế đều sẽ bùng nổ sao? Tiêu rồi, ta không có cách gì cả, còn ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn cười khổ, âm thầm truyền âm, trước đó đối kháng với ảo ảnh tận thế đã vất vả như vậy rồi, nếu như tận thế chân thực xuất hiện,
chỉ bằng hai người chúng ta thì căn bản không thay đổi được chuyện gì. Hơn nữa, cũng không phải chỉ là một loại tận thế chân thực, mà là tất cả tận thế đều sẽ cuốn tới. Hắn vừa đưa ngọc bài cửu u âm chú vào trong hư không thì một lát sau, ngọc bài lại trở về lần nữa. Giọng nói của cá ướp muối Cố Thanh Sơn vang lên, này, chú ý, có một ảo ảnh tận thế mà ta chưa từng thấy qua đang trôi về hướng các ngươi, tốc độ của nó rất nhanh, toi rồi, các ngươi không kịp né tránh nữa. Lòng Cố Thanh Sơn chìm xuống, cẩn thận, hắn hét lớn, tất cả mọi người đều không hiểu gì cả. Bỗng nhiên, phía trước con sông bay tới một luồng ánh sáng, tốc độ luồng ánh sáng này rất nhanh, tốc độ ngang với suy nghĩ, vừa nhìn thấy nó thì đã bị nó bao phủ vào trong rồi, vù, tất cả mọi người đều nhập vào trong luồng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, cái xác ác quỷ vẫn luôn chìm nổi trên sông cũng biến mất theo. Trời đất biến chuyển, Cố Thanh Sơn rơi trên mặt đất, ngay sau đó, Sơn Hải Tê Hà cũng rơi trên mặt đất, xung quanh đều là đống đổ nát của một thành phố khổng lồ. Những quái vật kia đều không ở xung quanh đây, cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào rồi, lại là ảo ảnh tận thế. Cố Thanh Sơn khá nhức đầu, tất cả tận thế đều sắp bùng nổ, trong giờ phút quan trọng này, mình lại bị truyền tống vào trong một ảo ảnh tận thế. Chờ đã, nếu như mình vẫn luôn ở trong một ảo ảnh tận thế nào đó, có thể tránh thoát những tận thế khác hay không? Ví dụ như khi mình ở trong ảo ảnh tận thế này, có thể tránh né cái đầu lâu có đôi gò má dài ngoằn kia không? Loại tận thế kia quá kinh khủng. Chỉ cần bị nó liếc nhìn thì đã bị đuổi ra khỏi thời gian và không gian, vĩnh viễn ở vào trong hoàn cảnh hư vô. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì Sơn Hải Tê Hà bụng mặt, khóc, ta không thể cứu bất cứ người nào cả. Nàng ta vừa khóc vừa lẩm bẩm, Cố Thanh Sơn thở dài, mình vừa tới thế giới này không lâu, ác quỷ đạo đã lấy đi thanh thần kiếm định giới rồi, quá muộn, không biết chút nào, không có cách nào đoán trước, không còn cách nào xoay chuyển tình thế, hắn cơ bản là không kịp làm điều gì cả. Trước mắt, ác quỷ đạo sắp thả ra tất cả tận thế, hoặc là bọn họ đã rời đi, thả ra tất cả tận thế rồi. Đây chính là một hoàn cảnh tuyệt vọng, không có chút cơ hội nào cả. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì bốn thanh kiếm của hắn xuất hiện phía sau lưng. Sơn Hải Tê Hà cũng cảm nhận được điều gì đó, lấy ra chiếc chuông nhỏ, cùng nhìn về một phía. Trên vách tường đổ vỡ, một con ác quỷ đang đứng. Nó được cấu tạo từ sương mù đen, sương mù đậm đặc tạo thành khuôn mặt hung ác của nó. Là ngươi. Cố Thanh Sơn và Sơn Hải Tê Hà đều hét lên, hình dạng của con ác quỷ này chính là cái xác ác quỷ lúc trước chở mọi người dọc theo dòng sông đi vào trong mộ. Nó nói, thời gian rất gấp, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Vào những năm trước kia, sau khi thủ vệ phản bội lời thề, ảo ảnh tận thế chậm rãi tràn ra khỏi mộ, ta không thể không chia nhỏ chính bản thân thành vô số mảnh vỡ để trấn áp khắp nơi, thế nhưng gần đây ta đã không còn đủ lực để duy trì như vậy nữa. Lúc đầu, ta còn có một kế hoạch. Ta sẽ lựa chọn trong số tất cả những người tiến vào trong mộ, tìm ra một chủ nhân, giúp đỡ ta tiếp tục ngăn cản những tận thế kia. Đáng tiếc rằng không còn kịp nữa, ngay vừa nãy, người ác quỷ đạo đã mang theo bộ phận chính của ta rời khỏi đây rồi. Nếu không có bộ phận chính đó, tất cả tận thế sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nói tới đây, nó ngừng lại một lát, nhìn về phía hai người. Cố Thanh Sơn nói tiếp, vậy ngươi chính là kiếm linh của thanh kiếm đó đúng không? Thảo nào ngươi không bị cuốn vào trong tận thế, lại còn không ngừng dẫn người vào trong mộ, ta đoán những ảo ảnh tận thế vừa rồi cũng là do ngươi dẫn tới đúng không? Là vì kiểm tra và chọn lựa chủ nhân, hoàn toàn chính xác, người của ác quỷ đạo quá mạnh cho nên vượt quá sự dự đoán của ta, trước mắt ta không còn thời gian để lựa chọn nữa. Ác quỷ được tạo bởi sương mù đen nhìn Cố Thanh Sơn, giơ tay lên, trong tay nó là một khúc gỗ điêu khắc thành hai con quỷ, quấn quýt lẫn nhau, đó chính là chuôi kiếm. Nó tiếp tục nói, đây chính là chuôi kiếm mà ta đã giấu đi. Chỉ cần người của ác quỷ đạo không lấy được chuôi kiếm này, bọn chúng sẽ không thể điều khiển ta hoàn toàn được. Hiện tại rất gấp gáp, ta mong ngươi sẽ cầm theo chuôi kiếm của ta, thoát khỏi ngôi mộ lớn này. Nếu như ngươi có thể mang theo ta chạy trốn, ta sẽ tặng ngươi một vài truyền thừa trong mộ. Mặc dù những truyền thừa khác không bằng bất chu của ngươi, thế nhưng những truyền thừa này đều có thể để cho nhiều người cùng tu luyện, có thể trợ giúp người bên cạnh ngươi tăng thực lực lên nhanh hơn. Sau đó ta sẽ đi với ngươi tới thế giới ác quỷ, nghĩ cách cướp lại thân kiếm. Nếu như trong quá trình này, ngươi biểu hiện rất xuất sắc, thì ta sẽ xem xét việc để ngươi làm chủ nhân ta, thế nhưng không phải là hiện tại. Cố Thanh Sơn nghe xong, yên lặng, mà sự yên lặng này lại làm cho kiếm linh cảm thấy kỳ lạ. Mình chính là khí linh của thần khí định giới lục đạo, mà những lời mình vừa nói ra sẽ để vô số người điên cuồng. Thế mà hắn lại yên lặng, hắn đang suy nghĩ điều gì? Kiếm linh nói, tất cả tận thế sắp bùng nổ, chẳng lẽ ngươi định ở lại đây? Một mình ngươi vẫn quá yếu. Tuyệt đối không thay đổi được điều gì cả, cũng không thể phá hủy tất cả tận thế. Tình hình hiện tại vô cùng tuyệt vọng,
chẳng có ai có cách gì để cứu vãn cả, cho nên ngươi hãy nhanh chóng mang theo ta, rời khỏi nơi đây. Cố Thanh Sơn vẫn không trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía Sơn Hải Tê Hà, lúc này nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, than sâu. Vạn thú, sắp xong rồi. Nàng ta yên lặng rơi nước mắt, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đúng vậy, hiện tại muốn trở về mang những người kia đi, cũng không kịp, huynh muội Lý Thu Vũ, Triệu Quỳnh, Vương Thuận, tất cả bọn họ đều sẽ chết trong tận thế, những người kia, những người trong hang sâu vạn thú, đều sắp chết trong vô số tận thế chân thực, lúc này kiếm linh cũng biến thành sương mù đen, rồi nhập vào trong chuôi kiếm, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn, tiếng nói của nó vang lên lần nữa, Cố Thanh Sơn. Thời gian đã không còn nhiều, những thủ vệ phản bội ta đã bị giữ chân lại rồi, chúng ta hãy thừa dịp này trốn đi. Cố Thanh Sơn yên lặng, rồi nói, ta, vẫn muốn thử một lần. Sơn Hải Tê Hà ngẩng phát đầu lên, lau nước mắt, nhìn về phía hắn. Nàng ta định hỏi điều gì đó, thế nhưng lại không dám. Nàng ta sợ hãi những thứ đối phương sẽ nói làm cho nàng ta càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Kiếm Linh mỉm cười nói, ngươi sao? Mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt vô tận tận thế thì ai cũng là sâu kiến mà thôi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý, tất cả chúng ta, trước mặt tận thế đều chỉ là sâu kiến. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Sơn Hải Tê Hà rồi nói, ta đã từng nói, sẽ giúp cô. Sơn Hải Tê Hà nhìn lại hắn, ta tuyên bố trước, ta cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi, nếu như thật sự là không còn cách nào khác, chúng ta vẫn sẽ rút lui, dù sao chúng ta cũng không thể ở lại chịu chết được. Hắn nói, Sơn Hải Tê Hà cầm chặt tay hắn, giọng nàng ta hơi run run, Sơn Hải Tê Hà ta ở đây lập lời thề. Ta chính là linh hồn con người duy nhất còn tồn tại khi nhận lấy truyền thừa trong hang sâu vạn thú, ta đại biểu tất cả cường giả biết được về bí mật truyền thừa của hang sâu vạn thú, ta sẽ kết thành đồng minh sinh tử với ngươi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía chuôi kiếm được bao phủ bởi sương mù đen, nói, chờ ta chút. Kiếm Linh liền hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Cố Thanh Sơn đưa tay ra, nắm chặt lấy thiên địa song kiếm, Lạc Băng Ly. Hắn kêu gọi, hả? Ta đây. Lạc Băng Ly trả lời. Ta nhớ được vào thời thượng cổ, tại giây phút cuối cùng, ngoại trừ thiên địa song kiếm, cô đã thu thập tất cả linh kiện cấu tạo binh khí vực sâu vĩnh hằng, đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi, ánh mắt của ngươi thật tinh tường, đúng là như vậy. Lạc Băng Ly nói, Cố Thanh Sơn nói tiếp, ta nhớ được, khi trước lâm trốn trong bóng tối, mà cô để cho ta đoán thân phận của cô, thực ra cô chính là khí linh của cái binh khí của vực sâu vĩnh hằng kia, khi binh khí được rèn xong thì cô cũng vừa ra đời. Mà tên thật của thiên địa song kiếm chính là hồn khí vực sâu, bộ phận chính của binh khí vực sâu vĩnh hằng, binh khí trấn ma tại đáy vực sâu vô tận, người che chở tuyệt diệt, thanh kiếm rời bỏ vận mệnh, chìa khóa cánh cửa chư giới. Lạc Băng Ly dần dần hiểu được ý của Cố Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện sự kinh hãi, ánh mắt của Cố Thanh Sơn càng ngày càng sáng lên, nói, bởi vì chuyện này rất phiền phức, thật sự là quá phiền phức, chỉ không cẩn thận cũng có thể chết, mà cho dù ta có chết đi, cũng không thể cứu sống được những người kia. Không cứu được hang sâu vạn thú, bởi vì sức một người vẫn còn quá nhỏ bé. Lạc Băng Ly yên lặng một chút, rồi cũng đành chịu, cho nên chuyện ngươi muốn làm, chính là, tình hình trước mắt đã vượt quá khả năng của ta, một mình ta không thể giải quyết được, ta muốn đi một chuyến tới thế giới song song. Cố Thanh Sơn dừng lại vài giây, sau đó cũng nói ra, vấn đề duy nhất chính là, ngay cả khi ta thành công đi tới thế giới song song, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó mà khiến người khác tin tưởng ta được, cho nên ta chuẩn bị tìm chính ta. Họ sẽ trở thành viện quân cho lần chiến đấu này. Thiên kiếm lóe lên, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, Lạc Băng Ly. Nàng thản nhiên nói, vì một chuyện không thể nói ra, vực sâu vĩnh hằng đã thu thập tri thức và trí tuệ trong hư không vô tận, dùng thời gian dài đằng đẵng, thử qua vô số cách mới có thể tìm được cách rèn thiên địa song kiếm. Dựa theo lực lượng của 8 loại nhân quả, vực sâu vĩnh hằng chuyên môn chế tạo ra 8 bộ phận khác biệt, để giúp đỡ kích hoạt lực lượng của thiên địa song kiếm. Nhằm mở ra cánh cửa chư giới bị giấu trong pháp tắc vô tận. Ngay sau đó, 8 bộ phận có cấu tạo kỳ dị xuất hiện ở trong hư không. Khi chúng nó vừa xuất hiện, cũng làm cho cả hư không đều vặn vẹo. Cố Thanh Sơn nhớ lại, hắn nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trong khi chiến đấu tại thời đại thượng cổ. Sơn Hải Tê Hà kinh ngạc lẩm bẩm, đây chính là thiên địa song kiếm trong truyền thuyết sao. Những bộ phận cấu tạo kia xoay tròn xung quanh Lạc Băng Ly, đồng thời đẩy tất cả mọi thứ kể cả hư không ra, hiện ra từng ảo ảnh trùng điệp. Đó chính là hình ảnh của vô số thế giới song song. Lạc Băng Ly tiếp tục nói, địa kiếm và ta nắm giữ hai loại sức mạnh khác biệt, một là hủy diệt, hai là sinh ra. Hai loại này chính là quy tắc của vạn vật chúng sinh, thậm chí là của sự sinh trưởng của thế giới. Thế nhưng khi thiên địa song kiếm ở cùng một chỗ thì cả sinh và diệt đều đủ, như vậy thì có thể vượt qua pháp tắc thế giới hiện tại.
khiến tất cả thế giới đều hiện lên trước mắt. Địa kiếm cũng dùng giọng điệu trầm ổn của mình nói, Cố Thanh Sơn, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn nói, chuyện khác có lẽ vẫn còn có vấn đề, thế nhưng nếu chỉ đi tìm ta thì ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lạc Băng Ly nói, như vậy, chúng ta, đúng lúc này, kiếm linh ác quỷ kia xen vào, chờ đã, sương mù đen tản ra, chui kiếm biến mất, ác quỷ kia lại xuất hiện lần nữa trước mặt Cố Thanh Sơn, giọng nói của nó đã không có sự vội vàng như trước, mà trở nên thâm trầm, nếu như ngươi đã có thể làm được tới bước này rồi, thì ta cũng không cần đóng kịch nữa, không vội vàng chạy trốn nữa sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi, ác quỷ khinh bỉ nói, ta chính là người đã phong ấn vô số tận thế, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ trốn đi à? Cố Thanh Sơn im lặng, cái tên nham hiểm này, quả nhiên là vừa nãy đã đóng kịch. Ác quỷ nói tiếp, ta chưa từng nghĩ tới sẽ có người làm được tới bước này, thế nhưng ta cũng đã thấy được một tia hy vọng, đương nhiên ta sẽ không đơn giản từ bỏ được. Sương mù đen dần dần tản ra, biến thành gió liên tục lượn vòng xung quanh. Ngay sau đó, một bức tường gió do sương mù đen tạo nên đã xuất hiện. Bức tường này vây quanh Cố Thanh Sơn, vù 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 vù. Bức tường gió chấn động kịch liệt, giống như đang ngưng tụ thứ gì đó. Giọng nói của ác quỷ lại vang lên lần nữa, Cố Thanh Sơn, có lẽ ngươi cũng đã biết, ngôi mộ lớn là một không gian được hình thành bởi rất nhiều thời không rối loạn hợp lại, hiện tại ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bức tường gió, ông quyền nói, cảm ơn, thế nhưng ta vẫn chưa hiểu sự giúp đỡ mà ngươi vừa nói là như nào. Ác quỷ nói, ta sẽ rút đi một phần lớn pháp tắc thời gian ở khu vực này, chờ ngươi trở về lần nữa thì ta mới trả lại pháp tắc thời gian cho nơi đây. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ rồi hỏi, như vậy thì cho dù ta có đi bao lâu, khi ta trở lại nơi này thì thời gian cũng sẽ không trôi qua giây nào, đúng chứ? Không, thời gian vẫn sẽ trôi qua, nhưng tuyệt đối không nhiều. Yên tâm đi, ngươi sẽ có đầy đủ thời gian để tìm quân cứu viện, không cần lo lắng rằng mình sẽ tốn quá nhiều thời gian. Ác quỷ nói tới đây thì trong giọng nói vẫn chứa sự không cam lòng, đáng tiếc rằng bộ phận chính của ta đã bị mang đi, lực lượng bị hạn chế rất nhiều, ta cũng chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Cố Thanh Sơn im lặng. Sơn Hải Tê Hà ngơ ngẩn, nói, điều này đã rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm bổ sung, nếu không mạnh thì nó đã không thể phong ấn vô số tận thế được, có thể rút pháp tắc thời gian đi, đây chính là một chuyện vượt quá sự tưởng tượng. Có được hỗ trợ này, Cố Thanh Sơn càng có lòng tin hơn. Lạc Băng Ly, Địa Kiếm, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn hỏi, xong rồi, thế nhưng vẫn còn một chuyện ngươi cần phải biết rõ. Lạc Băng Ly truyền âm, chuyện gì? Cố Thanh Sơn cũng truyền âm lại, tám bộ phận của hồn khí vực sâu Vĩnh Hằng có thể cho phép ngươi mang một vài vật phẩm từ thế giới song song trở về, thế nhưng hiện tại ngươi lại muốn dẫn theo rất nhiều sinh linh có hồn phách trở về, điều này làm cho áp lực đè lên các bộ phận là rất lớn. Địa Kiếm cũng truyền âm nói, ta và Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không có chuyện gì, thế nhưng khi ngươi dẫn người từ thế giới song song tới, sẽ làm cho tám bộ phận kia bị hỏng rất nặng. Ý của các ngươi là, ta chỉ có thể dùng cách này một lần duy nhất thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng, khi ngươi đưa mấy người bọn họ trở về thế giới của chính họ, tám bộ phận kia sẽ hỏng hoàn toàn. Lạc Băng Ly nói, Cố Thanh Sơn vội hỏi, hai người các ngươi có xảy ra chuyện gì hay không? Địa Kiếm nói, sẽ không. Cố Thanh Sơn thở phào, truyền âm, các ngươi không sao là được rồi. Lúc này, ác quỷ đã không đợi được nữa. Giọng nói của nó từ trong sương mù truyền tới, nhóc, ngươi có đi tìm viện quân hay không đây? Cố Thanh Sơn nhìn bức tường sương mù xung quanh, cười, đương nhiên, chúng ta đi thôi. Tốt, Lạc Băng Ly và Địa Kiếm cùng nói. Cùng lúc đó, tám bộ phận kia xoay tít với tốc độ thật nhanh, làm cho hư không tản càng xa hơn. Càng nhiều hình ảnh của thế giới song song xuất hiện hơn trước. Thiên địa song kiếm đồng thanh nói, thời điểm tới rồi. Được rồi, Cố Thanh Sơn quát. Mỗi tay của hắn cầm một thanh kiếm, chém mạnh về phía trước một nhát. Hai ánh kiếm khổng lồ xuất hiện, một hình ảnh nào đó bị chém ra, làm xuất hiện một con đường nhưng ngay sau đó nó dùng tốc độ rất nhanh mà thu hẹp lại. Cố Thanh Sơn hơi động, chui ngay vào trong con đường đó. Hắn vừa vào trong đó thì con đường kia cũng biến mất. Sơn Hải Tê Hà tận mắt nhìn thấy màn này, yên lặng một lúc lâu mới thở dài nói, ta chưa từng nghĩ tới, chuyện như này cũng sẽ diễn ra. Tiếng cười nhạo của ác quỷ xuất hiện từ trong hư không, tiểu cô nương, ngươi còn quá non. Hư không là vô cùng vô tận, chuyện ngươi chưa thấy còn nhiều mà. Lông mày Sơn Hải Tê Hà nhếch lên, hỏi lại, trước kia ngươi đã bao giờ thấy được có người nào đi thế giới song song bằng cách này không? Tiếng cười của ác quỷ đột ngột im bặt đi. Trong hư không vô tận, bỗng nhiên có một người xuất hiện tại hư không, Cố Thanh Sơn. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, trong dòng chảy hư không hỗn loạn này không có gì cả, chỉ có thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài thứ kỳ lạ được gió hư không thổi bay đi. Ta đã quên mất một vấn đề,
Cố Thanh Sơn nói, vấn đề gì? Địa kiếm hỏi, mặc dù có đủ thời gian, thế nhưng ta làm cách nào mới có thể tìm tới chính ta chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, giọng nói của Lạc Băng Ly từ thiên kiếm truyền ra, đối với ngươi thì tất cả mọi thứ trong thế giới này đều xa lạ, thế nhưng chỉ duy nhất có một tồn tại khiến ngươi cảm ứng được, đó chính là ngươi của thế giới này, cho nên ta cần cảm ứng chính mình. Cố Thanh Sơn nói xong, nhắm mắt lại, rất thú vị, ta đã tìm được hắn, ý của ta chính là ta đã tìm được chính ta. Cố Thanh Sơn bay tới một hướng nào đó, vượt qua ba thế giới siêu duy, hắn nhảy vọt qua một khoảng cách rất lớn, tới thẳng tầng bên ngoài của 900 triệu tầng thế giới, tại thế giới nguyên sơ, lại tốn một khoảng thời gian nữa thì Cố Thanh Sơn mới tìm được chính mình của thế giới này. Ê, không được, tuyến thời gian của thế giới này quá sớm rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, hắn sử dụng pháp thuật ẩn hình, yên lặng đứng trên bầu trời, bên ngoài một giảng đường, xuyên qua cửa sổ thủy tinh là một phòng học rất yên tĩnh, tất cả học sinh đều cố gắng làm bài thi. Cố Thanh Sơn thời thiếu niên cũng là một thành viên trong đó, hắn đang chuyên tâm làm một câu hỏi liên quan tới kết cấu robot. Công tử, đây là ngài lúc mười mấy tuổi sao? Sơn nữ hỏi, đúng vậy, các ngươi cũng nói nhỏ chút. Đây chính là một bài thi rất quan trọng, chúng ta không thể nói to, nếu không sẽ ảnh hưởng tới những người nơi đây. Cố Thanh Sơn cẩn thận nói, bài thi này quan trọng tới như vậy sao? Lạc Băng Ly hỏi, đúng, đây chính là bài thi liên quan tới vận mệnh của mỗi người. Đương nhiên, mặc dù kết quả bài thi rất quan trọng, thế nhưng còn có một điều càng quan trọng hơn. Đây chính là nơi chứng minh sự cố gắng và quyết tâm với sự lựa chọn của mỗi người. Ông trời thường ưu ái người cần cù, sẽ không làm người có tâm thất vọng. Cố Thanh Sơn nói, à, bốn thanh kiếm nhỏ giọng cảm thán, bọn chúng tò mò mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên vẫn còn sự non nớt ngây ngô kia. Cố Thanh Sơn nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn còn chưa trải nghiệm qua bất cứ thứ gì. Xem ra chúng ta cần đi tới một thế giới song song khác, đi tìm chính ta thôi. Vậy đi thôi, đúng vậy, đổi cái thế giới khác đi. Trước khi rời đi, Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía phòng học, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người trong phòng thi, kể cả quen thuộc lẫn xa lạ, mỗi người đều đang cố gắng, đây chính là thời gian phấn đấu cho tương lai. Cố Thanh Sơn cười cười, nói nhỏ, đây chính là một trận chiến công bằng, đáng để cố gắng hết sức. Ta chúc các ngươi may mắn. Một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời, nó có vẻ như đã có mục tiêu xác định, giống như một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Cố Thanh Sơn rơi xuống cạnh một hồ nước, nhìn một chính mình khác, người kia cũng đang quan sát hắn. Hả? Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, anh chính là tôi sao? Cố Thanh Sơn kia hỏi, đúng vậy, trên đường tôi tới đây, cũng nghe được danh hiệu của anh chính là Vạn Giới Kiếm Thánh sao? Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn kia hơi suy tư rồi nói, chỉ là danh hiệu mà thôi, không cần để ý. Mà tôi cũng cảm giác được rằng kiếm thuật của anh không kém tôi. Hơn nữa, anh với tôi hoàn toàn giống nhau như đúc, cộng thêm việc không gian rung động vừa rồi rất đặc biệt, chẳng lẽ anh tới từ thế giới song song sao? Cố Thanh Sơn khen, thông minh, quả thực là trí tuệ gần như yêu quái. Mấy thanh kiếm sau lưng hắn xì xào bàn tán. Địa kiếm, hắn tự khen mình như vậy, không đỏ mặt đấy chứ. Lạc Băng Ly, da mặt dày, không đỏ được. Sơn nữ thì giải thích thay Cố Thanh Sơn, đó là một người khác. Ngài ấy khen không phải chính ngài ấy đâu. Triều Âm cũng đồng ý với cách giải thích của Sơn Nữ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi hỏi, anh tìm tới nơi đây, chính là bởi thế giới của anh gặp phải những chuyện rất khó xử lý sao? Cố Thanh Sơn nói, đúng, nếu chỉ một mình tôi thì sẽ không thể giải quyết được chuyện đó, cho nên tôi cần viện binh. Rồi hắn kể lại những chuyện đã xảy ra trong hang sâu vạn thú cho Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nghe. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nghe xong, dần dần nở nụ cười. Có thể quan sát tận thế ở cự ly gần như vậy, còn có thể cùng mình hợp tác chiến đấu nữa, chuyện thú vị như vậy làm sao có thể thiếu tôi được. Hắn đứng dậy, với lại vừa rồi anh còn nói một người trong số chúng ta gia tải cá ướp muối, một người khác lại trở thành Atula Vương phải không? Đúng vậy, anh có gia tải trật tự không? Cố Thanh Sơn hỏi, cũng có, là chư giới tận thế online, ma vương trật tự. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói, ma vương trật tự. Anh hãy nghe tôi. Thực ra nó đã bị người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn thay đổi rồi. Cố Thanh Sơn kinh hãi nói, Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn lại xua tay, nói, không sao cả, bởi vì bọn tôi đã sửa lại cái trật tự này rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, chúng ta còn phải tìm mình khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này luôn, có vấn đề gì không? Chờ tôi một lát, tôi nói với đồ đệ của mình vài câu đã. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói, Cố Thanh Sơn giật mình. Ta còn thu cả đồ đệ nữa à? Hắn lẩm bẩm, Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy,
Vì được sư phụ cho phép cho nên tôi đã có quyền thu đồ đệ, đợi lát để tôi gọi nó tới. Hắn lấy bùa truyền tin ra, nói hai câu rồi dùng linh lực kích hoạt, thả lá bùa đi. Một lát sau, một đứa nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh từ phía bên kia thảo nguyên bay tới nơi đây. Sư phụ! Sư phụ! Tên nhóc này đang hào hứng gọi ý ới thì đột nhiên kêu ré lên, hoa a. Không tốt, tại sao lại có hai sư phụ? Rồi tên nhóc này có vẻ nghĩ tới cái gì đó, mừng rỡ nói, sư phụ, ngài học được hóa thân ngàn vạn rồi sao? Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào đứa nhóc này, truyền âm với chính mình khác, tại sao anh lại thu nó làm đồ đệ? Phương diện nào của nó làm anh hài lòng, phẩm cách và năng lực của nó? Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn cũng truyền âm nói, Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp, không cần nói phẩm cách nó thế nào, nhưng còn năng lực của nó là gì? Dị năng hệ âm thanh. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói với vẻ hài lòng, trong một thế giới bất kỳ, chỉ cần nó sử dụng năng lực thì tất cả mọi người đều không thể nói chuyện, bất kỳ kẻ nào không làm theo thì sẽ bị thế giới đẩy ra ngoài. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, năng lực này rất hiếm thấy, có lẽ về sau nó vẫn có thể tiến giai nữa. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn vẫy tay với đứa nhỏ kia, rồi nói, Hải Lam, tới đây, ta sắp rời khỏi nơi đây nên có một vài lời muốn nói với con. Vâng, sư phụ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói chuyện một lúc với cậu nhóc Hải Lam này, sau khi xong chuyện thì mới yên tâm mà đi theo Cố Thanh Sơn, rời khỏi thế giới song song này, lại tới một thế giới song song khác. Cố Thanh Sơn và Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn sử dụng pháp thuật ẩn thân, sau đó yên lặng rơi xuống trên ban công một tòa biệt thự. Vài giây sau, một bóng người nhếch nhác chạy tới đây, hắn quan sát hai người trên ban công thì cũng hơi ngớ người, chẳng lẽ là chính ta ở thế giới song song sao? Hắn hỏi, đúng vậy. Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn làm, anh có đồng ý hỗ trợ chúng tôi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, rồi Cố Thanh Sơn nói lại tình hình một lần nữa. Cố Thanh Sơn kia nghe xong, chân thành nói, chuyện có tính khiêu chiến như vậy, đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Vừa nói xong, từ trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc. Ngay sau đó, là một giọng nữ nói với vẻ sốt ruột, Thanh Sơn, con đang khóc. Cố Thanh Sơn kia vội vàng chạy trở về, vừa chạy vừa nói, đây, đang tới đây. Khi hắn đi tới cửa thì bỗng quay đầu lại. Sử dụng khẩu hình miệng để nói, chờ tôi một lát, cạch, cửa bị đóng lại, thế nhưng vẫn còn có một vài âm thanh truyền ra, cục cưng nhỏ, đừng khóc, ba ba đây mà. Cố Thanh Sơn và Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn đều cảm thấy khó tin, bọn hắn đều thả thần niệm ra, quan sát tình hình trong phòng. Cái tên Cố Thanh Sơn kia vừa ôm một đứa trẻ sơ sinh, vừa vội vàng pha sữa bột, chờ đứa bé đó uống sữa xong thì hắn lại bế nó, vừa đung đưa vừa dỗ nó ngủ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn cau mày, nói, đồ đần, không thể đung đưa như vậy, nếu không sau này nó quen rồi, mỗi lần dỗ nó ngủ đều cần ngươi đung đưa mới chịu ngủ. Cố Thanh Sơn, sao anh lại biết chuyện này? Đoán xem. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn trả lời, hai người lại dùng thần niệm tiếp tục nhìn, mà ở trong một căn phòng khác, có bốn cô gái đang đánh bài với nhau, Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền và Lâm, chặt. Lâm nói, tại sao cô luôn chặt bài của tôi chứ? Tô Tuyết Nhi bực bội hỏi, bởi vì trên tay tôi có bài. Chặt cô rất đơn giản mà. Lâm nói, chờ đã. Tới nhé, đưa tiền đây, đừng cãi nhau, cãi nhiều cũng không cãi ra được gì đâu, mấy cô cứ đi tới dòng chảy hư không hỗn loạn mà đánh nhau đi. Ninh Nguyệt Thiền nói, tôi không có ý kiến, tôi muốn đánh lắm rồi. Lâm cười nói, Anna kéo Tô Tuyết Nhi tới sau lưng mình, ngẩng đầu nói, Lâm, cô mạnh như vậy, tại sao lại có thể lấy lớn hiếp nhỏ chứ? Nếu không thì tôi và Tuyết Nhi một bên, cô một bên. Đương nhiên là được rồi, phải biết là mấy chuyện đánh đấm thế này, không phải là càng nhiều người càng tốt. Lâm khinh thường, trả lời, rầm, một thanh đao dài sáng như tuyết được đặt lên trên bàn, ba người kia im lặng, không cãi nhau nữa. Ninh Nguyệt Thiền đặt tay lên chuôi đao, bình tĩnh nói, tôi không quan tâm các cô định làm gì, thế nhưng ván vừa rồi tôi tới rồi, đưa tiền đây. Lúc này, tên Cố Thanh Sơn kia đã dỗ ngủ đứa bé xong rồi, hắn rón rén đi tới, truyền âm với hai Cố Thanh Sơn đang ở ban công. Đi thôi, dẫn tôi đi, chúng ta cùng chiến đấu với tận thế. Hai người nhìn lại, thấy trong mắt của hắn ẩn chứa khát vọng và ước mơ. Cố Thanh Sơn, Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít sâu, rồi lẩm bẩm, sau này, phải lấy hắn làm gương. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn cũng gật đầu, nói, đúng vậy, phải lấy hắn ra làm gương. Hai người chúng ta cùng nỗ lực, lại tới một thế giới song song khác, tại Bách Hoa Tông, trong Phong Lan Điện, một Cố Thanh Sơn ngồi trên bồ đoàn. Sắc mặt xuất hiện vẻ bừng tỉnh, nói, tôi còn tưởng có thần thánh phương nào có thể im hơi lặng tiếng đi vào trong Phong Lan Điện, hóa ra là chính tôi. Cố Thanh Sơn, Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn có con nhỏ cùng gật đầu. Mọi chuyện là như vậy,
chúng ta cần càng nhiều lực lượng hơn để đi chiến đấu với những loại tận thế kia. Cố Thanh Sơn kể lại tình hình một lượt rồi nói, Cố Thanh Sơn tại Phong Lan Điện lại nói, tại sao mấy người các anh không tìm nhiều người hơn mà chỉ tìm chính mình, bởi vì tình hình hiện tại rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn tôi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, bỗng nhiên có một giọng nữ xuất hiện từ cửa vào, con không tin được người khác, vậy còn ta thì sao? Mấy tên Cố Thanh Sơn cùng quay đầu nhìn tới, ở cửa điện có đứng mấy người, Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, Ngỗng Trắng, Tần Tiểu Lâu, Tú Tú, Uyển Nhi và Tình Nhu. Tiểu Lâu dụi mắt, hỏi với giọng khó tin, sư đệ, đệ cũng học được hóa thân ngàn vạn rồi sao? Trước kia ta nghe được sư phụ nói rằng thần thông này chỉ dành cho nữ tu thôi mà. Sau khi nói xong, Tần Tiểu Lâu liếc xuống nửa người dưới của Cố Thanh Sơn. Bạch, Ngỗng Trắng tức giận lấy cánh đập vào đầu Tần Tiểu Lâu rồi nói, đồ đần, những người này là Cố Thanh Sơn tại thế giới song song. Tú Tú giật mình, nói, tại sao tất cả bọn họ đều tới nơi này vậy? Viễn Nhi và Tình Nhu quan sát tất cả Cố Thanh Sơn ở đây, rồi nhìn nhau, âm thầm gật đầu, chính là hắn, thật sự là hắn, thế mà thật sự tồn tại thế giới song song. Tạ Đạo Linh bình tĩnh lại, hủy bỏ pháp quyết trong tay đi, nói, ta còn tưởng là có cao nhân xâm nhập trái phép chứ, hóa ra đều là Thanh Sơn. Rồi nàng nói với mấy đệ tử xung quanh, ta và Thanh Sơn sẽ rời khỏi đây một thời gian, Ngỗng Trắng phụ trách giữ nhà, mấy người Tiểu Lâu đều phải cần cù tu hành, biết chưa, cái gì? Cố Thanh Sơn sợ hãi hỏi lại, sư phụ cũng muốn tới thế giới của con sao? Tạ Đạo Linh liếc nhìn hắn rồi thản nhiên nói, ta biết con đang vội vàng tìm giúp đỡ, thế nhưng lại không đủ tin tưởng để hợp tác chiến đấu với tận thế cùng với những người khác, cho nên chỉ có thể tìm chính mình. Thế nhưng hiện tại ta đã biết rõ mọi chuyện, chẳng nhẽ con còn không tin tưởng ta sao? Cố Thanh Sơn giật mình, đúng vậy, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, sư phụ tuyệt đối là một trong những người mình tin tưởng nhất, mà sư phụ còn mạnh hơn mình rất nhiều. Tạ Đạo Linh nhìn chằm chằm vào bốn Cố Thanh Sơn, hỏi, ta sẽ đi cùng các con tới hang sâu vạn thú tìm hiểu tin tức, thuận tay giúp đỡ các con luôn. Trong mấy đứa này, có đứa nào có ý kiến không? Sau khi nói xong, nàng rút ra một cây roi dài, hất về phía hư không. Quỳnh, hư không bị đánh tới chấn động liên tục. Tại thế giới song song thứ 9, khu mộ lớn. Tận thế. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Một Cố Thanh Sơn nào đó nói, tại thế giới song song thứ 10. Loại khiêu chiến này tôi chưa bao giờ trải qua, tôi rất muốn tham gia vào hoạt động này. Một Cố Thanh Sơn khác nói, tại thế giới song song thứ 11, nói tới đây thì tôi muốn biết, là tôi nào trải qua chuyện không tưởng được này vậy. Lại một Cố Thanh Sơn khác hỏi, rất nhiều Cố Thanh Sơn cùng nhau quay đầu lại, nhìn về Cố Thanh Sơn tới từ khu mộ, cầm thiên địa song kiếm trong tay, là anh sao? Cố Thanh Sơn kia hỏi, đúng vậy, làm sao à? Cố Thanh Sơn trả lời. Cố Thanh Sơn kia nhìn tất cả Cố Thanh Sơn xung quanh rồi lẩm bẩm, anh, có vẻ như là người mạnh nhất trong số tất cả chúng ta. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, muốn đi cùng chúng tôi không? Tất nhiên rồi. Tại thế giới song song thứ 29, một đám Cố Thanh Sơn đứng trên vách núi, nhìn về một ngôi mộ, mình, ở cái thế giới này, đã chết rồi sao? Một Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, Tạ Đạo Linh, cũng chưa chết, tử khí mà các con cảm nhận được là một loại tử khí giả. Nó tới từ Hoàng Tuyền Đạo. Đúng lúc ta cũng biết một chút về nó, rồi nàng rút roi ra, đập về phía phần mộ, quỳnh, phần mộ nứt toát ra, một bóng người bay ra khỏi phần mộ, hắn ngậm một điếu thuốc, một tay cầm bút, một tay cầm một chồng giấy, hét, làm cái gì vậy? Là kẻ nào cắt đứt? Tại sao lại có nhiều mình như vậy? Một lát sau, chuyện chính là như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích lại mọi chuyện, được. Tôi rất muốn đi tới đó, các anh chờ một lát, để tôi viết nốt đoạn cuối cùng này. Rồi hắn viết nhanh một đoạn văn, xong mới thở phào nhẹ nhõm, anh vừa viết cái gì vậy? Một Cố Thanh Sơn tò mò hỏi, Cố Thanh Sơn kia nói, vận mệnh, thứ tôi gia tải khác biệt với mọi người, không phải trật tự cũng không phải hỗn loạn, mà là pháp tắc vận mệnh ở trong cánh cửa thế giới. Tôi có được loại năng lực này bởi vì tôi đã vứt bỏ trật tự và hỗn loạn, năng lực này chính là dấu vết vận mệnh, quả. Năng lực này có thể làm những gì? Một Cố Thanh Sơn khác hỏi, khi tôi viết ra một chuyện nào đó, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện mà vận mệnh cần thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vận mệnh, Cố Thanh Sơn nói, có thể quyết định vận mệnh sao? Điều này cũng quá khó tin đi. Tất cả Cố Thanh Sơn đều kinh hãi. Cố Thanh Sơn cầm giấy bút nhìn tất cả chính mình, trầm ngâm nói, rất thú vị, trong tất cả chúng ta, người cầm trong tay hai thanh kiếm kỳ lạ kia là mạnh nhất. Thế nhưng nếu nói về lĩnh vực vận mệnh thì trong tất cả chúng ta, tôi chính là người mạnh nhất. Cố Thanh Sơn cầm thiên địa song kiếm nói, vậy thì hãy viết nội dung như này,
Cố Thanh Sơn đã tìm được viện binh từ thế giới song song, ngăn cản thành công vô số tận thế bùng nổ trong khu mộ lớn tại hang sâu vạn thú. Được. Vận mệnh Cố Thanh Sơn đồng ý, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn bắt đầu viết trên một tờ giấy trắng. Cố Thanh Sơn đã tìm được viện binh từ thế giới song song, ngăn cản thành công vô số tận thế bùng nổ trong khu mộ lớn tại hang sâu vạn thú. Sau khi viết xong, trên tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện từng màn sáng. Tất cả màn sáng đều vô cùng mờ ảo, chỉ có hai màn sáng trên cùng mới tạo thành chữ viết. Nếu muốn có được kết quả này, phải hoàn thành những điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải tập hợp đủ 75 Cố Thanh Sơn trong thế giới song song, không thể thừa cũng không thể thiếu. Sau hàng chữ này, những hàng chữ khác vẫn đều mờ ảo không rõ. Vận mệnh Cố Thanh Sơn cất giấy bút đi, giải thích, sau khi chúng ta hoàn thành điều kiện thứ nhất thì mới có thể nhìn được điều kiện tiếp theo. Rồi hắn lấy một thanh kiếm ra, cười nói, tới lúc nào mới có thể chiến đấu với tận thế. Tôi đã không kịp chờ đợi để hưởng thụ điều đó rồi. Thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, rất tốt, có năng lực này thì chúng ta càng có hy vọng giải quyết vấn đề hơn. Hắn sử dụng thiên địa song kiếm, mang theo tất cả mọi người, rời khỏi thế giới song song này. Thế giới song song thứ 30. Thế giới song song thứ 31, thế giới song song thứ 32, thế giới song song thứ 39, tại câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Này này này, tôi cũng biết bởi vì thời gian quá gấp gáp nên cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình, thế nhưng Barry tôi có thể đảm bảo rằng ở bất kỳ thế giới song song nào, tôi đều là người rất đáng tin mà, đúng không? Thiết Quyền Barry rất hưng phấn mà hỏi, a, Barry đại ca, anh cũng muốn đi theo sao? Cố Thanh Sơn tại thế giới này hỏi, đương nhiên rồi. Chuyện thú vị như vậy cơ mà. Barry nắm chặt nắm đấm mà nói, đúng lúc này, có một giọng nữ cũng truyền tới, thêm cả tôi nữa. Đám người nhìn lại, thấy được một cô gái với đôi tai mèo đang từ trong câu lạc bộ đi tới. Cô ấy đã thay bộ váy ngắn thường mặc ra, đổi thành một bộ quần áo chiến đấu bó sát người. Chính là mèo con. Tin tưởng tôi đi, mang theo một đại sư về không gian thì làm bất cứ chuyện gì đều đơn giản hơn nhiều. Mèo con nói, nhóm người Cố Thanh Sơn hơi yên lặng, rồi cùng gật đầu. Barry rất đáng tin, trong khi chiến đấu thì lại không thể chết, mà mèo con chính là đại sư về không gian, năng lực rất hiếm thấy và đặc biệt, đều là những người có thể giải quyết tận thế. Thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn nói, vậy thì, cùng đi đi. Hắn cầm kiếm tách hư không ra, mang theo cả đám người rời khỏi nơi đây. À, từ trong câu lạc bộ truyền ra tiếng gọi loáng thoáng, ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Phi Ly đã xuất hiện tại nơi mọi người vừa mới rời khỏi, thế nhưng hắn không gặp được ai cả, đám người kia đã đi rồi. Diệp Phi Ly ngồi bệt xuống đất, buồn rầu than thở, Barry, mèo con, Thanh Sơn, hôm nay là ngày tính hóa đơn nha, các người trốn nhanh quá đi, vậy còn tôi thì biết làm sao đây. Tại thế giới song song thứ 45, tôi chỉ hỏi một câu thôi, Cố Thanh Sơn, cậu tin tưởng tôi hay không? Trương Anh Hào nói, còn tôi nữa, chẳng lẽ không cùng ở trong một thế giới, anh cũng không tin tưởng tôi nữa sao? Diệp Phi Ly nói, thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn nhìn hai người này. Hai người mỗi người đều đặt tay lên vai hắn rồi nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tại sao từ sư phụ tới mấy người này, câu hỏi đầu tiên đều hỏi cái câu vớ vẩn này chứ. Đi, cùng đi đi. Cố Thanh Sơn uể oải trả lời, múa kiếm tách hư không sang hai bên. Tại thế giới song song thứ 51, trong một hang núi nào đó, ồ. Còn có chuyện thú vị như vậy hay sao? Ta đoán, cậu sẽ mang theo ta đi cùng, đúng không? Lâm thản nhiên nói, rồi nàng giơ tay lên, bẻ từng ngón tay của mình. Rắc rắc, trong không khí truyền ra những tiếng vang giòn, trong không gian còn xuất hiện một vài vết nứt vỡ nữa. Tất cả mọi người đều câm như hến, trong không khí yên lặng này, chỉ có Tạ Đạo Linh mới dám lên tiếng khen ngợi, tu vi võ đạo rất xuất sắc. Lâm nhìn chằm chằm Tạ Đạo Linh, sắc mặt thay đổi, từ trên cơ thể dần dần xuất hiện một luồng sát ý. Nàng hỏi, dám bình luận về tu vi võ đạo của ta, xin hỏi ngài là ai? Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn là đồ đệ của ta. Tạ Đạo Linh nói. Khí thế trên người Lâm đột nhiên biến mất sạch sẽ, nàng tiến tới cúi chào, cười nói, hóa ra ngài chính là Bách Hoa Thánh Nhân nha, ngưỡng mộ ngài đã lâu, đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy ngài. À đúng rồi, ta tên là Lâm, đám người, Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, vung kiếm lên, nói, đi, cùng đi đi. Tại thế giới song song thứ 69, bên trong 900 triệu tầng thế giới, tộc Atula đang phát động một trận chiến tranh hoành tráng, chiến tranh trải rộng từ khu tranh bá tới tận khu kỳ dị. Đánh cho trời đất mù mịt, vô số cường giả đều phải trốn tránh vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn, rời bỏ quê hương, để tránh cho mình bị cuốn vào trong chiến tranh. Tại trung tâm của chiến trường, Atula Vương Cố Thanh Sơn cầm kiếm, đặt tại trước chóp mũi của Triết. Ta đã nói rằng ta muốn ngươi thả cô bé kia, nếu không thì ta cũng không ngại giết chết toàn bộ đám tôm tép các ngươi.
Atula Vương Cố Thanh Sơn nói, ngươi cho rằng chỉ cần chiến thắng ta là sẽ thắng sao? Ta cho ngươi biết, vận mệnh của cô bé kia không phải là loại người như ngươi có thể chạm tới. Triết cười một cách điên cuồng, ở sau lưng ả ta, sương mù tối tăm ùng ùng lao tới, ầm ầm, từng tiếng động, tiếng gào thét từ trong sương mù truyền ra ngoài, vô số quái vật liên tục xuất hiện, quái vật trong truyền thuyết của kỷ nguyên hỗn loạn, đứng tại phía trước tất cả quái vật, chính là thần linh hỗn loạn có gương mặt cả nam lẫn nữ, linh hồn tim tiếu giả, chật chật, vương giả của tộc Atula, ta biết ngươi cũng là một thần linh hỗn loạn, thế nhưng lực lượng của ngươi còn kém ta rất xa, linh hồn tim tiếu giả cười lạnh, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm. Atula Vương Cố Thanh Sơn dùng một động tác tay để thông báo cho những người phía sau, ra hiệu mọi người cảnh giác và phòng thủ. Ta muốn các ngươi thả Lô Ra ra. Hắn nói, linh hồn tim tiếu giả lắc đầu, mỗi loại năng lực của nàng ta đều là thứ rất quý giá trong cả 900 triệu tầng thế giới, có thể trợ giúp ta sẽ không thả nàng ta ra. Atula Vương Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, nói, cùng là thần linh hỗn loạn, ngươi lại phát ra sát ý với ta dày đặc như vậy, muốn giết chết ta đến thế sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.